Khương Phàm run rẩy cánh tay, bị đánh lui mười mấy mét. Đường Nguyên Bá vặn vẹo nắm đấm, cánh tay như giật điện hung hăng bắn ngược, thân mất khống chế, lật qua lật lại lui lại, suýt chút nữa ngã quỵ. Đường Trường xôn xao, thể hiện trên mặt người của Đường gia càng cứng lại, gánh vác được rồi. Đường Nguyên Bá thể chất cường hãn, phối hợp võ pháp cùng năng lượng đặc biệt, có thể trong nháy mắt đánh ra lực quyền tới gần 600.000 cực cảnh, có thể chống đỡ thánh cấp võ pháp. Đừng nói linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, chính là nhị trọng thiên đều chưa hẳn đã gánh vác được. Hắn gánh vác nắm đấm của Đường Nguyên Bá. Các tộc nhân Kiều gia đều rất bất ngờ. Đối với Khương Phàm, bọn hắn cơ hồ không biết gì cả, nhưng đối với Đường Nguyên Bá, bọn hắn lại biết quá rõ ràng. Đưa mắt nhìn các đệ tử gia tộc khắp cổ Hoa Hoàng Thành này, bên trong đại tân sinh cực ít có người dám cùng cuồng nhân Đường Nguyên Bá này ngạnh kháng. Người có bao nhiêu lực quyền? Cánh tay phải của Đường Nguyên Bá không ngừng run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lực bộc phát là một trong những điểm hắn kiêu ngạo nhất, đem thể chất võ pháp cùng hai hệ năng lượng thổ hỏa dung hợp hoàn mỹ, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng siêu tuyệt. Vậy mà gia hỏa này có thể chống đỡ được. Lại còn ngay thời điểm mình đột nhiên bộc phát. Chẳng lẽ, hắn đã đột phá đến 600.000 cực cảnh. Đây chính là hàng rào vô cùng khó vượt qua. Rất nhiều cuồng nhân luyện thể tại linh hồn cảnh nhất trọng thiên đều chưa hẳn đã đụng chạm đến 500.000 cực cảnh. Coi như thiên tài có huyết mạch siêu cấp phi phàm, cũng nhiều nhất giống như hắn thế này, vô hạn tới gần 600.000 cân. Khương Phàm lung lay tay phải nhói nhói, chậm rãi nắm chặt. Chỉ chút bản lãnh này. Tốt, coi như có chút bản sự. Trận chiến này hôm nay hình như cũng không có nhàm chán như ta nghĩ. Bắp thịt cả người Đường Nguyên Bá nhúc nhích, phát ra tiếng gào thét như dã thú, khí thế tăng vọt, đạp tan mặt đất, điên cuồng khởi xướng tấn công Khương Phàm. Khương Phàm hất hai tay ra đối mặt. Bành bành bành. Tiếng oanh minh điếc tai vang vọng phố dài, hai người giống như hai con mãnh thú dã man, cuồng dã đối oanh. Quyền quyền đến thịt. Đường Nguyên Bá mặc dù cồng kềnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, đây cũng là điểm mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng, vẫn không thể nào ngăn chặn được Khương Phàm. Khương Phàm càng đánh càng mạnh, vững vàng giữ vững lại 600.000 cực cảnh. Tới đây, lại đến đây. Hảo tiểu tử, lực lượng có thể ổn định như thế. Đến đây, tới đây, tới đây. Đường Nguyên Bá phát cuồng, thân thể xuất hiện năng lượng rung động, dẫn dắt hỏa nguyên lực cùng thổ nguyên lực giữa thiên địa dành dụm hội tụ lại, để nắm đấm của hắn càng cứng hơn càng mạnh hơn, mỗi một kích đều nhấc lên năng lượng đại chiều. Tốc độ hai người nhanh đến cực hạn, để lại tàn ảnh hỗn loạn, đánh ra thanh thế giống như trận bão. Tất cả mọi người nhìn đến hoa mắt, ánh mắt đều theo không kịp tốc độ. Đảo mắt trên trăm đòn tấn công mạnh. Ngươi còn có thể mạnh hơn sao? Ta thì có thể. Huyết khí toàn thân Khương Phàm nóng hổi, lực lượng đạt tới 650.000, cuồng dã đánh lui Đường Nguyên Bá. Không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng theo vào, đột ngột nhảy lên, bàn chân căng cứng đánh thẳng lên cái cằm Đường Nguyên Bá. Năng lượng trong cơ thể Đường Nguyên Bá bạo động kịch liệt, cưỡng ép thân thể mất khống chế mà lui lại, hai tay chắn phía trước, tinh chuẩn chặn đường. Bành! Trong lúc Khương Phàm oanh kích, liệt diễm phun trào tại bàn chân, năng lượng nổ tung, dữ dội vén lui Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá ngửa mặt bay lên, thân thể tráng kiện giữa không trung nhìn như lại vận dụng năng lượng bạo động khống chế thân thể. Khương Phàm lao tới trong nháy mắt, trọng quyền oanh kích, cánh tay phồng lên, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng từ 650.000 thẳng bước đến 700.000. Cuồng phong gào thét, cương khí bạo động, không gian đều giống như bức tranh đang nhấc lên gợn sóng. Các ngươi nhìn xem, đám người kinh hô, số lượng lớn cường giả ngưng mi, đây là cái lực lượng biến thái gì thế này? Đường Nguyên Bá giật mình trước nguy hiểm, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép ổn định thân thể lui lại. Lại cùng lúc khởi xướng bạo kích, nhưng không phải dùng nắm đấm, mà là dâng người lên, quét ra đùi phải. Bên chân phải một lần nữa sụp ra vết nứt, năng lượng giống như dung nham phun trào từ vết nứt đó, toàn bộ đùi phải liền biến thành vũ khí táo bạo cường đại, nhấc lên cuồng phong đánh đến trọng quyền của Khương Phàm. Răng rắc, nắm đấm cuồng dã, oanh kích đùi phải, trong chốc lát đã dữ dội đánh nó vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, năng lượng cuồn cuộn. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình để rất nhiều nữ hài tử quá sợ hãi, nhịn không được muốn che mắt. Nhưng, trong chớp mắt Khương Phàm lại giật mình trước nguy hiểm khác.
bởi vì chân Đường Nguyên Bá không chỉ bị hắn đánh nát, trong lúc đó, bên trong còn tuôn ra một nguồn năng lượng. Giống như là chân, tự bảo. Lực bắn ngược cường đại hung hăng hất nắm đấm của hắn ra. Giữa một cái chớp mắt này, cánh tay phải Khương Phàm giơ lên mở rộng. Đùi phải Đường Nguyên Bá vỡ vụn, nhưng không có gào lên đau đớn cũng không có hỗn loạn, ngược lại còn mượn nhờ đùi phải tiếp nhận lực trùng kích cường đại này, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển về phía trước, nắm chặt nắm đấm, cuồng bạo đánh tới ngực Khương Phàm. Lấy đùi phải, đổi tim. Liều mạng. Khương Phàm có chút bất ngờ, gia hỏa này đủ hung ác. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa lúc này đã không thể nào chặn đường, chỉ có thể đem hết khả năng đánh lệch thân thể, cũng kích thích áo giáp bảo vệ. Bành! Trọng quyền oanh kích, rắn rắn chắc chắc đập vào ngực Khương Phàm, phóng xuất ra lực lượng bạo tạc kinh khủng. Ngực Khương Phàm lõm, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Kịch chiến trong chớp mắt để cho hai người nhanh chóng bị đẩy ra. Khương Phàm bay ra đến ngoài trăm thước, sau khi hạ xuống liền lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bộ ngực hắn bị lõm vào, khóe miệng chảy máu, nhưng đã tránh khỏi yếu hại, không phải trái tim, mà là phía bên phải. Sau khi Đường Nguyên Bá rơi xuống đã chật vật nảy lên 5-3 vòng mới đứng vững thân thể, chân phải rách mướp, máu thịt be bét, hắn chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tránh khỏi. Cái này sao có thể? Hắn liều mạng phế đi một chân để tập kích, đột nhiên lại cuồng bạo, trong chớp mắt, ai có thể tránh khỏi? Trừ phi, tại thời điểm hắn hủy đi cái chân kia thì gia hỏa này đã phát hiện vấn đề. Nếu thật là như thế này, có thể tiểu tử này có chút đáng sợ. Phản ứng đầu tiên của bất cứ kẻ nào trong lúc trọng thương mục tiêu cũng chính là cuồng hỉ cùng kiêu ngạo, thậm chí thừa thắng xông lên, đây là bản năng phản ứng, không thể tránh né. Muốn ngăn chặn bản năng, đạt tới tỉnh táo, bình tĩnh chân chính, cần vô số lần chém giết tôi luyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai thấy rõ ràng rồi? Chân Đường Nguyên Bá phế đi. Tử đệ các tộc đang muốn hỏi thăm ở hai bên, Đường Nguyên Bá lại lần nữa phát khởi thế công. Tiểu tử, ngươi để cho ta dễ chịu, bá gia ta có qua có lại, cho ngươi đại lễ. Đường Nguyên Bá đứng thẳng một chân, hai tay mãnh liệt chấn kích. Khí lãng cuồng liệt nổ tung trong nháy mắt, quét sạch 500 mét. Lĩnh vực. Khương Phàm vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đây chính là hỏa táng lĩnh vực mà Kiều Thiên Mạch lặp đi lặp lại nhắc nhở, là thứ mà Đường Nguyên Bá, Đại Thừa Thánh Văn này tự mình lĩnh ngộ ra tới. Hỏa táng lĩnh vực. Đường Nguyên Bá hét lớn, thanh chấn cánh rừng. Hỏa nguyên lực giữa thiên địa nhanh chóng sao động, từ bốn phương tám hướng lao nhanh, phóng tầm nhìn tới. Giống như giải lụa liệt diễm không ngừng liên tục tràn vào hỏa táng lĩnh vực. Linh văn của Đường gia đối với nguyên lực thiên địa có lực tương tác siêu phàm, tựa như là tinh linh, có thể tùy tiện điều khiển linh văn đối ứng nguyên lực. Hỏa táng lĩnh vực có thể cướp đoạt linh lực thiên địa, càng có thể cướp đoạt tất cả hỏa nguyên lực trong lĩnh vực. Khương Phàm là luyện đan sư, linh văn thuộc hỏa, vừa lúc bị áp chế. Lĩnh vực vừa mở, khí hải Khương Phàm sẽ bị Đường Nguyên Bá khống chế. Cường giả các nhà nhẹ giọng nói nhỏ, đối với hỏa táng lĩnh vực của Đường Nguyên Bá bọn hắn sớm đã hiểu rõ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên khi Đường Nguyên Bá tiến vào linh hồn cảnh biểu hiện ra. Trước đó bọn hắn đều chờ đợi sẽ được cùng nhau chứng kiến trên thi đấu bài vị, không nghĩ tới lại sớm thả ra tại trước cửa Kiều gia. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều khẩn trương, hỏa táng lĩnh vực này quả thực là ác mộng của đại tân sinh Kiều gia bọn hắn, ngoại trừ Kiều Linh Vận miễn cưỡng có thể ngạnh kháng ra. Những người khác cơ bản chỉ cần rơi vào liền mặc cho làm thịt. Linh lực của ngươi, thuộc về ta. Đường Nguyên Bá dùng sức đè ép hai tay rộng mở về phía Khương Phàm, không gian lĩnh vực kịch liệt lay động, vô hình thôn vệ lực lượng lao đến Khương Phàm. Khương Phàm lập tức cảm giác được khí hải vô cùng chấn động, lại càng ngày càng kịch liệt, linh lực bên trong giống như muốn hội tụ tại kinh mạch, chủ động phóng thích thành liệt diễm. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn lại cảm giác kinh mạch đều có chút vấn đề. Thật giống như lĩnh vực thông qua hỏa nguyên lực ảnh hưởng đến kinh mạch, lại thông qua kinh mạch ảnh hưởng đến hoạt động thân thể. Lĩnh vực này, có chút mạnh. Không hổ là thiên tài hoàng tộc bồi dưỡng. Ngươi đã làm như thế nào? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi Đường Nguyên Bá, bởi vì loại lĩnh vực này lại có chút ý tứ, chu tước quy nguyên thuật. Nếu như là Đường Nguyên Bá tự mình lĩnh ngộ ra tới, thật có thể xem là thiên tài. Ngươi vẫn nên quan tâm chính ngươi đi. Đường Nguyên Bá thông qua hỏa táng lĩnh vực mà hắn kiêu ngạo nhất cường thế ảnh hưởng linh lực trong thân thể Khương Phàm.
Đây là hắn tìm hiểu từ bên trong một cuốn sách cổ bị tàn phá, võ pháp giải rác, nhưng vẫn bị hắn thành công diễn dịch ra bí mật bên trong lĩnh vực. Lĩnh vực này rất mạnh, nhưng đối với ta vô hiệu. Khương Phàm có được bí thuật cường đại hơn khống chế linh lực cướp đoạt linh lực, chú tước quy nguyên thuật. Vậy liền thử một chút. Đường Nguyên Bá phát ra khí thế càng ngày càng cuồng liệt, năng lượng trong thiên địa tràn ngập đất trời giáng lâm, mãnh liệt như thủy triều, rót vào lĩnh vực, cũng tăng cường lực lượng của lĩnh vực. Khí hải Khương Phàm kịch liệt lay động, giống như cuồng phong dưới biển lớn, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Nhưng dưới sự trấn áp thô bạo của chu tước linh nguyên, từ đầu đến cuối đều không có chảy trở về kinh mạch. A! À, Đường Nguyên Bá gào thét, gương mặt cuồng nhiệt. Càng là khó khăn, càng có thể kích thích kích tình của hắn. Hắn có thể chống đỡ được. Tử đệ các tộc đều lộ ra hứng thú. Sao hắn có thể làm được? Linh văn đặc thù, hay là có bí thuật gì? Kiều Linh Vận càng ngày càng cảm thấy ngoài ý muốn với biểu hiện của Khương Phàm. Bởi vì nàng đã tự mình lĩnh giáo qua hỏa táng lĩnh vực, lúc ấy giày vò nàng vô cùng chật vật. Mà bây giờ Đường Nguyên Bá đã là linh hồn cảnh, đối với hỏa táng lĩnh vực nhất định là có am hiểu mới, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Ầm ầm, hỏa nguyên lực đầy trời hóa thành liệt diễm, bốn phương tám hướng lao nhanh mà tới, liên miên va chạm vào lĩnh vực. Hỏa táng lĩnh vực lay động lịch liệt, ánh lửa liệt liệt, năng lượng táo bạo, phảng phất hóa thành một tòa luyện lô. Khương Phàm bị lực lượng to lớn xé rách. Tử đệ các tộc khẩn trương chú ý. Đám người Kiều gia âm thầm hít một hơi. Sau 3 phút, toàn thân Khương Phàm đột nhiên sôi trào lên mênh mông liệt diễm. Ha ha, không kiên trì nổi. Đường Nguyên Bá hét lớn, kéo lấy liệt diễm của Khương Phàm hội tụ tới không trung. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn thánh viêm, không ngừng liên tục tràn ra, giống như là muốn bị rút sạch, trùng thiên cuồn cuộn, cuốn lấy vài trăm mét. Cường quang màu vàng chiếu rọi đất trời. Quỳ xuống, theo ta về đường ra tiếp nhận thẩm phán. Đường Nguyên Bá gào thét, gương mặt cuồng nhiệt, đôi tay trưởng khống kim viêm trong lĩnh vực cùng liệt diễm hắn ngưng tụ cường thế giao hòa. Liệt diễm của Khương Phàm, nguyên lực nguyên thủy giữa thiên địa va chạm trong lĩnh vực tạo ra thanh thế kinh người. Thật mạnh, không hổ là truyền kỳ thiên tài trong hoàng thành. Vẻ mặt cường giả các tộc trở nên nghiêm trọng, năng lượng trong lĩnh vực quá mạnh. Tương đương với ba khí hải linh hồn cảnh nhất trọng thiên bình thường, lại bị Đường Nguyên Bá cường thế khống chế được. Khương Phàm đứng trong lĩnh vực, mặc cho linh lực phóng thích mãnh liệt, nhưng đây không phải bị Đường Nguyên Bá kéo đi ra, mà là hắn cố ý thả ra. Chí tôn thánh văn nở rộ hào quang sáng chói, thánh uy đặc biệt cuồn cuộn 500 mét không gian lĩnh vực. Khương Phàm chậm rãi giơ tay phải lên, một cỗ ba động khủng bố nhảy lên tại lòng bàn tay. A! À. Đường Nguyên Bá đột nhiên cảm giác được là lạ, ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên cắt đứt liên hệ với hắn, làm sao cũng đều không khống chế nổi. Hắn hung ác, quả quyết phóng thích toàn bộ năng lượng trong lĩnh vực, muốn trực tiếp dẫn bạo, nổ chết Khương Phàm. Nhưng, ngay trong chớp mắt, Khương Phàm giơ tay phải chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn ngập trời đột nhiên bạo động rơi xuống, toàn bộ lao nhanh hội tụ tới lòng bàn tay Khương Phàm. Không chỉ có kim viêm thánh hỏa bị khống chế. Mồi lửa hội tụ trước đó cũng bị kéo sạch. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Không không không, đây là lĩnh vực của ta, lĩnh vực của ta. Đường Nguyên Bá điên cuồng gào thét, lại nhanh chóng mất đi quyền khống chế toàn bộ liệt diễm. Liệt diễm cuồn cuộn kịch liệt như cơn lốc mãnh liệt hội tụ. Liệt diễm phạm vi vài trăm mét, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, toàn bộ đều đã áp xúc đến lòng bàn tay Khương Phàm, cường quang cuồn cuộn, kịch liệt ba động. Cuối cùng, lòng bàn tay Khương Phàm xuất hiện một cái hỏa cầu to lớn, kịch liệt run rẩy, cường quang dâng lên, giống như tinh cầu muốn bạo tạc. Sao hắn lại làm được? Rốt cuộc gương mặt của tử đệ các tộc cũng có phản ứng. Trong lĩnh vực của Đường Nguyên Bá, cướp lại quyền khống chế liệt diễm. Không không, Đường Nguyên Bá cảm thấy đã nhận lấy nhục nhã, hắn tức giận gào thét, điên cuồng tăng cường khống chế lĩnh vực. Trả lại cho ngươi. Khương Phàm xoay tròn tay phải, đầu ngón tay xẹt qua hỏa cầu, đột nhiên đẩy về phía trước. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng mấy ngàn thước dãy núi. Bàn tay giống như hỏa cầu trong nháy mắt đã nổ tung, liệt diễm kinh khủng sôi trào như sóng triều dâng lên. Năng lượng cực kỳ khủng bố, tương đương với ba cái khí hải nổ tung, nhưng dưới sự khống chế của linh văn Khương Phàm, không có lan đến gần mình một phân một hào,
toàn bộ đều ép tới phía trước. Liệt diễm chồng chất lao nhanh như, tình thế cực kỳ kinh người. Hống hống hống. Trong liệt diễm, một con mãnh hổ sôi nổi thành hình, uy mãnh hùng tráng, sinh động như thật, phảng phất mãnh hổ chân thực dục hỏa mà thành. Ngay sau đó, hùng sư, cự tượng, hỏa lang, lân giáp thú, hỏa tích các loại, hơn 60 loại mãnh thú, mấy trăm hình thú ảnh liên tiếp thành hình. Bọn chúng phóng tới trong liệt diễm, đang gào thét lao nhanh ở bên trong. Theo tiếng vang ù ù, thú triều dẫn phát thanh thế rung động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Đường Nguyên Bá. Ngay cả rất nhiều thị vệ, cường giả đều bỗng nhiên biến sắc. Chí tôn thánh văn, Đường Nguyên Bá đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, sắc mặt đại biến. Chí tôn thánh văn, tất cả những người nghe được bỗng dưng ngưng tụ con ngươi, gắt gao tiếp cận thiếu niên tự nhiên phóng khoáng kia. Chí tôn, hắn là chí tôn thánh văn. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều sợ hãi. A, à, Đường Nguyên Bá chấn kinh nhưng không có bất cứ chút do dự nào, hắn điên cuồng thôi động linh lực, cướp đoạt năng lượng giữa đất trời. Hỏa nguyên lực mảnh không gian này bị kéo lấy sạch sẽ, nhưng dưới chân chính là thổ địa, thổ nguyên lực bành trướng cuồn cuộn, bao phủ hắn. Tại thời điểm liệt diễm thú triều xé nát lĩnh vực bổ nhào tới hắn, toàn thân Đường Nguyên Bá bao trùm lên tầng nham thạch thật dày, cao tới 5 mét, toàn thân lại bò đầy vết nứt, khuấy động liệt diễm. Ầm ầm. Mãnh hổ và các loại yêu thú liên tiếp va chạm, oanh liệt bạo tạc. Thanh triều bắn nổ, liệt diễm sôi trào vén lui Đường Nguyên Bá, ngay sau đó cự tượng và các loại hỏa thú tiến lên bổ nhào đến. Đường Nguyên Bá dữ tợn, điên cuồng thôi động linh văn, cướp đoạt nguyên lực từ đại địa, cũng phóng xuất ra linh lực phong tồn trong khí hải. Tình thể của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng bạo. Từ mấy mét đến mười mấy mét, cuối cùng đạt tới hơn 30 mét. Giống như là người khổng lồ dung nham đứng vững trong bạo tạc vô tận. Rung động lòng người. Nhưng, quái vật khổng lồ như thế lại liên tục quay cuồng trong mãnh thú liệt diễm va chạm cùng bạo tạc, chật vật không chịu nổi. Từ trước cửa kiều ra, lăn vào cánh rừng phía sau. Mấy trăm mét, hơn ngàn mét, ba ngàn mét. Hoàn toàn không dừng được. À, bên ngoài 5.000 mét, rốt cuộc Đường Nguyên Bá cũng vén lui được liệt diễm bạo tạc, tức giận chật vật rằng co, nhưng... Khương Phàm đâu? Đường Nguyên Bá, trên trời. Đám người theo sát tới hô to. Đường Nguyên Bá bỗng nhiên ngẩng đầu, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, giống như là viên thiên thạch ầm vang va chạm. Ầm ầm. Khương Phàm nhanh chóng bạo kích, thế như thiên kiếm, hung hăng đánh vào đỉnh đầu người khổng lồ, ngay sau đó xuyên qua mà xuống, vỡ nát đá vụn ven đường, liệt diễm nhấc lên. Đường Nguyên Bá bị tạc thân thể rách ngướp căn bản gánh không được. Sau khi Khương Phàm rơi xuống đất, Đường Nguyên Bá dùng nham thạch liệt diễm ngưng tụ thân thể hơn 50 mét đã ẩm vang sụp đổ. Mà bản nhân Đường Nguyên Bá cũng bị Khương Phàm bóp cổ, đặt trên mặt đất. Xem ra, hôm nay ngươi không mang ta đi được rồi. Ngươi làm như thế nào? Đường Nguyên Bá máu me khắp người, rách mướp. Hắn đau đớn lại tức giận, chật vật lại không cam lòng. Hỏa táng lĩnh vực đã nếm thử vô số lần, đối với tất cả hỏa linh văn đều có áp chế rất mạnh, cho dù Khương Phàm là chí tôn thánh văn, cũng không thể nào tùy tiện cướp đoạt quyền khống chế lĩnh vực đối với hắn. Khương Phàm giẫm lên ngực của hắn, ngồi chồm hổm ở trên người hắn. Làm trao đổi, ngươi đem hỏa táng lĩnh vực cho ta, ta cho ngươi biết làm thế nào. Cút ngay. Đường Nguyên Bá tránh thoát khỏi Khương Phàm, lại đứng lên một lần nữa. Khương Phàm phóng lên rơi xuống đất. Ngươi thua rồi, chuyện Kiều gia và Đường gia, xóa bỏ. Người của Đường gia cùng tử đệ các tộc đều theo sát tới, khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Đường Nguyên Bá thua. Một trong những tộc nhân mạnh nhất được Đường gia đẩy đi thi đấu bài vị, vậy mà lại thua ở trước thời điểm tranh tài, lại còn thua bởi một tên gia hỏa không biết tên. Toàn bộ người Kiều gia đều vây tới, che Khương Phàm lại. Bọn hắn chấn kinh không hề ít hơn so với người khác, tên Khương Phàm này là chí tôn thánh văn, còn cường thế đánh bại đối thủ có thể là mạnh nhất của Kiều gia trên thi đấu bài vị, Đường Nguyên Bá. Trách không được cường thế như vậy, cuồng như thế, chí tôn thánh văn, cấp bậc chí tôn, xác thực có tư cách. Khương Phàm nói với các tộc nhân Đường gia. Chúng ta không tiễn, nếu như Đường gia không phục, ngày mai hoan nghênh lại đến. Tuy nhiên ta cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện làm, các người muốn khiêu chiến ta, dựa theo điều kiện mà tới. Ha ha,
còn nhớ rõ điều kiện của ta không? Để cho gia chủ các ngươi, quỳ xuống. Làm càn. Mấy vị nam tử trung niên Đường gia giận dữ bước về phía trước. Các tộc lão Kiều gia cũng bước về phía trước hai bước, vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo. Tranh tài đã xong, muốn không nhận nợ. Sắc mặt các trưởng bối Đường gia khó coi, nhíu mày trao đổi ánh mắt. Làm sao bây giờ? Xám xịt trở về như thế này cũng không tốt để giao nộp cho trong tộc. Sắc mặt Đường Nguyên Bá càng khó coi hơn, lúc đầu cảm giác không đáng phải để tâm, không phải dùng nắm đấm đánh phế Khương Phàm, thì chính là lĩnh vực trấn áp Khương Phàm, không nghĩ tới tên Khương Phàm này lại là chí tôn thánh văn, còn phá đi hỏa táng lĩnh vực mà hắn kiêu ngạo nhất. Gia tộc phái hắn tới là hy vọng hắn khắc chế Khương Phàm. Kết quả nháo đến bây giờ, tựa như là Khương Phàm đang khắc chế hắn. Bọn hắn thì tương đương với việc bị đưa tới cửa nhục nhã. Các tộc lão Kiều gia kích hoạt linh văn, cường thế rằng co với khí thế hung hăng của đám người Đường gia. Các tộc làm chứng, Đường Nguyên Bá đã thua, các ngươi hẳn là nên rời khỏi. Nhanh nhanh nhanh, đi nghênh đón Khương Phàm, biểu cảm xuất hiện một chút thân mật. Kiều Vô Song nhẹ giọng thúc giục Kiều Vi Nhi. Ta không đi. Kiều Vi Nhi bĩu môi. Nghe lời, nhanh lên. Kiều Vô Song cứng rắn đẩy một cái. Kiều Vi Nhi móp méo miệng, miễn cưỡng làm ra khuôn mặt tươi cười, đi qua kéo Khương Phàm lại. A, à, bọn người Mục Vân Hải có chút nhíu mày, sao Kiều Vi Nhi lại đến kéo hắn? Chẳng lẽ, Kiều Linh Vận nói với đám người Đường gia còn đang do dự. Chuyện Đường Tư Minh bị giết, dừng ở đây, cái chết của hắn, chẳng thể trách người khác, chỉ trách các ngươi vô năng. Nhất định phải lại lấy không đi. Đường gia cứ không chơi nổi, thua không nổi như vậy. Muốn giữ chút mặt mũi thì sớm rời khỏi. Nếu như không phục, ngày mai lại đến. Nhưng các ngươi cầm điều kiện đến. Tới. Khương Phàm nói chưa xong, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm rừng cây trước mặt. Đứng nơi đó mấy thanh niên nam nữ, thân mặc áo lông cừu màu tím, đang thưởng thức trò hay, nơi này. Ánh mắt Khương Phàm một mực khóa chặt một người ở trong đó. Ngươi đang nhìn cái gì? Kiều Thiên Mạch Thuận Khương Phàm ánh nhìn đi qua, sắc mặt có chút trầm xuống. Người của Hoàng Phủ Gia, bài vị đầu tiên trong cửu đại gia cổ hoa, đã liên tục giữ vững hơn 500 năm, năm nay vẫn có hy vọng trùng kích đầu tiên. Cường giả các tộc trước mặt Kiều Phủ cũng đều thuận ánh mắt Khương Phàm nhìn đi qua. Người của Hoàng Phủ Gia, bọn hắn tới lúc nào? Nhìn thấy đám người phát hiện bọn hắn, Hoàng Phủ Gia mấy người kia trực tiếp quay đi. Biến mất trong rừng cây. Đó là ai? Kẻ phía trước nhất. Khương Phàm ngưng tụ linh lực ở hai mắt, nhìn thấu rừng cây mờ tối. Lý Tịch, con rể Hoàng Phủ Gia, danh xưng con rể đầu tiên của cổ hoa. Là linh nguyên cảnh có hy vọng nhất đoạt giải quán quân trong trận đấu năm nay. Sao ngươi lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với hắn? Lý Tịch. Khương Phàm dần dần cau chặt lông mày. Thế nào? Lý Tịch, Lý Dần. Có ý gì? Khương Phàm nhìn bóng lưng đám người kia rời khỏi thật lâu, thể hiện trở nên cực kỳ quái dị. Đây không phải là Lý Dần sao? Bộ dáng rất giống, quá giống. Trùng hợp sao? Khương Phàm lại hỏi. Hắn là từ đâu tới? Hình như là nhặt được, giống như Phượng Bảo Nam, cũng là bị đại tiểu thư Hoàng Phủ Gia nhặt trên đường. Linh Văn hắn. Khương Phàm còn muốn hỏi tiếp, rốt cuộc Đường gia trước mặt cũng tỏ thái độ. Đường Nguyên Bá hô to. Khương Phàm, không cần phách lối, ngày mai Đường gia chúng ta sẽ còn lại đến. Chúng ta cũng sẽ mang đến điều kiện giao dịch mới. Ngày mai không được. Khương Phàm vẫn đang nhìn qua phương hướng người nhà họ Hoàng Phủ rời khỏi. Sợ. Ngày kia. Vì sao? Ngày mai ta muốn luyện đan. Ta nhổ vào, ngươi có thể đừng giả bộ là luyện đan sư hay không, ngươi mệt không? Ngươi muốn mặt sao? Đường Tư Thượng nhịn không được. Ngày kia, ta chờ đám các ngươi. Khương Phàm nói xong, quay người kéo cả Kiều Vi Nhi đi đến cửa phủ. Kiều Vi Nhi run rẩy, vô ý thức liền muốn tránh thoát, nhưng vẫn nhịn được. Chớ khẩn trương, ta xem ngươi là tôn nữ. Khương Phàm khẽ nói. Ai là tôn nữ ngươi? Kiều Vi Nhi tức giận. Hắn rốt cuộc là ai? Liên quan thế nào với Kiều gia các ngươi? Đường Nguyên Bá chất vấn Kiều Thiên Mạch. Cái này cũng nhìn không ra sao. Hắn là vị hôn phu của Vi Nhi chúng ta. Kiều Linh Vận nói, đột nhiên chẳng phải đụng vào trong lòng,
Chí Tôn Thánh Văn, nếu hắn ở rể Kiều gia, đối với Kiều gia mà nói là tuyệt đối là việc tốt ngút trời. Hắn ở rể Kiều gia, muốn cùng Vi Nhi thành thân. Các tộc nhân Đường gia trao đổi ánh mắt, trách không được cường thế như vậy, bá đạo như vậy, thì ra đã là người của Kiều gia. Hắn kết giao với Vi Nhi ở bên ngoài, bây giờ đã là người của Kiều gia, còn muốn đại biểu Kiều gia tham gia thi đấu bài vị. Kiều Thiên Mạch vừa nói ra lời này, gương mặt cường giả các tộc cũng hơi có phản ứng. Kiều gia tìm một Chí Tôn Thánh Văn làm con rể. Chí Tôn Thánh Văn, lại còn sẽ chọn ở rể. Đầu hắn có vấn đề sao? Hắn xác định là Chí Tôn Thánh Văn sao? Nếu quả thật là như vậy, đều có thể tiến vào hoàng thất, tại sao lại muốn tiến vào Kiều gia? Kiều Vi Nhi có mị lực lớn như vậy sao, vậy mà có thể mê hoặc được Chí Tôn Thánh Văn? Bọn hắn thực sự có chút chấn kinh, nữ tử cửu đại gia cổ Hoa cực ít người gả ra ngoài, không phải tuổi già cô đơn cả đời, thì chính là nhận người ở rể. Mời chào con rể cũng là các đại gia, là đường tắt tăng cường thực lực. Nhưng con rể ở rể phổ biến đều là lục phẩm linh văn, thánh phẩm vô cùng hiếm thấy. Đại thừa thánh văn càng là mấy chục năm mới khó có được có một người, vậy mà Kiều gia lại chiêu mộ được Chí Tôn. Cái này không chỉ sẽ trực tiếp tăng lên tới tiềm lực tương lai của Kiều gia, sẽ còn ảnh hưởng đến thi đấu bài vị sắp tới. Các tộc nhanh chóng rời khỏi, bọn hắn muốn trở về bẩm báo tình huống làm cho người khác khiếp sợ này. Nói rõ chi tiết về lý tịch cho ta. Khương Phàm sau khi đi đến cửa phủ liền buông Kiều Vi Nhi ra, hỏi bọn người Kiều Linh Vận đang đi tới. Lý tịch đại khái là đi tới cổ Hoa Hoàng Thành vào khoảng 3 năm trước đây, là do đại tiểu thư Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mang về. Tình huống cụ thể không ai biết, tuyên bố với bên ngoài là phát hiện trên đường. Vào một năm đầu đều không có lộ diện ở bên ngoài, bắt đầu một năm sau thì thường xuyên khiêu chiến đệ tử các tộc. Cảnh giới của hắn tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức có chút khoa trương, bây giờ đã là linh nguyên cảnh đỉnh phong. Linh văn hắn là cái gì? Khương Phàm lại hỏi. Thời điểm hắn gặp được Lý Dần, cũng là 3 năm trước đây. Đây cũng là trùng hợp sao? Kiếm linh văn. Kiều Linh Vận kỳ quái nhìn Khương Phàm, sao đột nhiên lại quan tâm tới lý tịch? Hoàng Phủ gia thì sao? Khương Phàm cực lực nhớ tới kiếp trước, nhưng lúc sáng lúc tối, có chút mơ hồ nên dứt khoát hỏi trực tiếp. Cũng là kiếm linh văn. Kiếm linh văn của Hoàng Phủ gia có gì đặc biệt? Linh văn của bọn hắn được xưng là Thiên Dương Kiếm, hoặc là Bá Dương Kiếm. Ngày bọn hắn thức tỉnh linh thì sẽ khai phách ra hai đại hải dương tại đan điền cùng ý thức của bản thân. Khí hải ngưng tụ kiếm linh nguyên, ý thức còn ngưng tụ kiếm ý. Người tu luyện kiếm thuật, tại giai đoạn linh nguyên cảnh thậm chí linh hồn cảnh, theo đuổi cao nhất chính là ngưng tụ kiếm ý thuộc về mình. Nếu như luyện ra kiếm ý, liền sẽ giao phó linh hồn mình cho kiếm thuật, có thể trở nên càng mạnh càng nhanh càng, uy lực võ pháp có thể nói là tăng cường gấp bội. Nhưng gia tộc Hoàng Phủ bẩm sinh mang theo kiếm ý, uy lực kiếm thuật bọn hắn thả ra rất mạnh, tu luyện kiếm đạo võ pháp cũng càng nhanh lại càng dễ. Nói cách khác, bọn hắn từ khi sinh ra chính là thiên tài kiếm đạo. Ký ức mông lung trong thức hải Khương Phàm rốt cuộc cũng rõ ràng. Kiếm linh văn của Hoàng Phủ gia xác thực rất mạnh. Bẩm sinh kiếm ý đã rất đặc biệt, càng đặc biệt hơn chính là sẽ còn xen lẫn càng nhiều linh nguyên. Ví dụ như lục phẩm linh văn có thể ngưng tụ hai kiếm linh nguyên tại khí hải, đối ứng ý thức hải sẽ hình thành bên trên 10 kiếm ý. Mang ý nghĩa, bọn hắn có thể trong nháy mắt phóng thích đồng thời tùy ý khống chế 10 chuôi lợi kiếm năng lượng cường đại. Ví dụ như thánh phẩm linh văn, có thể ngưng tụ 3 kiếm linh nguyên tại khí hải, ý thức hải sẽ hình thành trên 100 kiếm ý. Mang ý nghĩa, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ, phóng thích trên 100 lợi kiếm năng lượng, tựa như là vũ khí chứa trong không gian. Lại đều điều khiển mỗi một chuôi như cánh tay. Lại ví dụ như thiên linh văn, không sai, trong lịch sử gia tộc Hoàng Phủ đã từng sinh ra một thiên linh văn, khí hải có thể ngưng tụ 4 kiếm linh nguyên, ý thức hải có thể tu luyện tới hơn 1000 kiếm ý, cho nên kiếm văn của Hoàng Phủ gia mới được gọi là thiên dương kiếm văn. Khương Phàm hỏi, lý tịch có gì đặc biệt? Tạo nghệ tại vấn đề kiếm thuật của lý tịch vô cùng cao, được Hoàng Phủ gia đặc biệt phun trồng. Thời điểm hắn vừa tới cổ hoa vẫn là càn nguyên thánh phẩm, 2 năm sau liền biến thành đại thừa thánh văn. Đây cũng là nguyên nhân hắn được gọi là con rể cổ hoa đầu tiên. Kiều Linh vẫn nhắc đến người này cũng có chút rung động, bởi vì càn nguyên thánh phẩm đến đại thừa thánh phẩm biến đổi vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải tự bản thân có đầy đủ tư chất cùng tiềm lực,
càng cần cơ duyên cực kỳ đặc biệt hơn. Coi như gia tộc Hoàng Phủ là thế tộc mạnh nhất cổ Hoa cũng rất khó cam đoan mỗi càn nguyên thánh phẩm đại tân sinh đều có thể trước 20 tuổi biến đổi đến đại thừa thánh phẩm. Huống chi vị càn nguyên thánh phẩm trong Hoàng Phủ gia kia đều không có biến đổi, vậy mà Lý Tịch lại được ưu tiên, còn biến đổi thành công. Khương Phàm lại hỏi, là tạo nghệ kiếm đạo của hắn rất cao, hay là trong khí hải của hắn có càng nhiều kiếm linh nguyên? Ngươi có ý gì? Các ngươi không hiểu rõ. Mặc dù Lý Tịch thường xuyên khiêu chiến đệ tử các tộc, nhưng bên ngoài hiểu về hắn kỳ thật rất có hạn. Chỉ biết hắn là kiếm linh văn, hắn rất mạnh, cũng rất được sủng ái. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không ai điều tra qua hắn. Có, nhưng ta không biết ngươi đang chỉ vấn đề nào. Hắn là kiếm linh văn, cùng Hoàng Phủ gia cũng kiếm linh văn, đúng không? Kiếm linh văn của Hoàng Phủ gia so với kiếm linh văn bình thường nhìn bề ngoài cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn đặc biệt bởi vì họ của bọn hắn là Hoàng Phủ. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, dẫm lên thềm đá đi lên. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Đan Hoàng nói, có thể là trùng hợp, trên đời này có rất nhiều người giống nhau, nhưng, nếu ngươi là thật nghĩ đến vấn đề kia, cũng không phải không có lý do. Ta muốn chiếu cố Lý Tịch này. Khương Phàm không phải muốn hoài nghi Lý Tịch, mà trước đó hắn một mực đều có cảnh giác đối với lai lịch, thân phận. Linh văn của Lý Dần, thời điểm đột nhiên nhìn thấy Lý Tịch giống Lý Dần như đúc, nhìn không được liền suy đoán đến vấn đề kia. Lý Tịch lại còn được nhặt được, thời gian lại trùng hợp là 3 năm trước đây, linh văn lại tương tự với người của Hoàng Phủ gia nhặt được hắn. Nhiều trùng hợp thì không còn là trùng hợp. Cẩn thận ứng phó. Đan Hoàng không có ngăn cản, thời điểm trước kia mặc dù đã nhắc nhở qua Khương Phàm không cần có hoài nghi đối với Lý Dần, nhưng nếu quả thật có vấn đề lớn. Hắn cũng rất hy vọng có thể tra rõ ràng. Ai có rảnh, mang ta đến Hoàng Phủ gia tộc. Khương Phàm quay người xuống núi. Người đi qua đó làm gì? Trong lòng bọn người Kiều Thiên Mạch bỗng nhiên siết chặt. Vừa gây với Đường gia xong, lại khiêu chiến Hoàng Phủ gia. Vị tiểu gia này quá sao động. Ta có chút chuyện muốn điều tra. Chúng ta thật không thể nào lại gây với Hoàng Phủ gia, chúng ta cũng không thể trêu vào Hoàng Phủ gia. Kiều Linh Vận bước nhanh đuổi theo. Ta không gây chuyện, chỉ là điều tra thêm Lý Tịch. Vì sao? Rất quan trọng, ai đi cùng ta? Ta đi cùng ngươi. Kiều Linh Vận cướp lời nói trước đại ca. Hoàng Phủ gia là một nhà duy nhất trong cửu đại gia để Hoàng Thất đã ỷ vào lại kiêng kỵ, nội tình, thực lực, lực ảnh hưởng các loại, đều áp đảo trên 8 tộc khác. Nhất là thế hệ này, vậy mà tập kết huy lực toàn tộc. Bồi dưỡng trưởng tử Hoàng Phủ chính thiên từ Đại Thừa Thánh Văn đến Chí Tôn Thánh Văn. Bồi dưỡng càn nguyên Thánh Văn thành Đại Thừa Thánh Văn đã vô cùng khó khăn, từ Đại Thừa Thánh Văn bồi dưỡng đến Chí Tôn Thánh Văn đã khó càng thêm khó, mà muốn làm được trước 20 tuổi, không chỉ cần phải có cơ duyên rất lớn, càng cần có xảy ra kỳ tích hơn. Nhưng vậy mà năm ngoái Hoàng Phủ gia đã làm được, đã dẫn phát oanh động to lớn, một đời mới của bọn hắn cũng nhất định sẽ tiếp tục lĩnh chạy trên cửu đại gia cổ Hoa. Đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là điều tra Lý Tịch. Khương Phàm nhìn gương mặt xinh đẹp căng cứng của Kiều Linh Vận, nhịn không được cười nói. Ngươi hẳn là rất khẩn trương, đó là gia tộc Hoàng Phủ, bọn hắn so với Đường gia càng kiêu ngạo cường thế hơn. Kiều Linh Vận trịnh trọng nhắc nhở, mặc dù phụ thân yêu cầu nàng phối hợp với Khương Phàm làm những chuyện hắn muốn làm, nhưng Hoàng Phủ gia thật sự không thể gây vào. Hoàng Phủ gia. Khương Phàm trong tươi cười lại có tia sắc lạnh. Ngàn năm trước, chính là gia tộc Hoàng Phủ dẫn đầu, xử tử Kiều Hinh. Món nợ này, vượt qua ngàn năm, cũng phải thanh toán hết thảy. Ngươi giết một mình ta, ta diệt cả tộc ngươi. Coi như thủ phạm đã chết, cũng phải móc bọn hắn từ trong mộ phần ra, nghiền xương thành tro. Khi biết Khương Phàm là Chí Tôn Thánh Văn, tin tức đã truyền khắp Kiều gia 5.000 mét núi cao, gây nên oanh động rất lớn, cùng lúc đó Khương Phàm và Kiều Linh Vận đã rời khỏi Kiều Phủ. Ta có thể thỉnh giáo một vấn đề không? Kiều Linh Vận cùng Khương Phàm cưỡi xích viêm điêu cỡ lớn, chạy tới gia tộc Hoàng Phủ. Cổ Hoa Hoàng thành quá lớn, từ Kiều gia bọn hắn đi đến Hoàng Phủ gia tộc cách tới hơn 300 dặm, chỉ có thể cưỡi mãnh cầm. Nếu như không tiện coi như xong. Kiều Linh Vận tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu. Bình thường mặc dù cường thế lại bá đạo, nhưng ở trước mặt thiếu niên ngay cả phụ thân đều kính úy này, nàng không tự chủ được liền yếu đi khí thế. Hỏi đi. Khương Phàm ngồi xếp bằng minh tưởng,
Hàm Hồ đáp một tiếng. Thân phận của ngươi? Kiều Linh Vận thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc thiếu niên này đã nói những lời gì, lại để một trong cửu đại gia cổ hoa, Kiều gia bọn hắn, hàng phục. Ta và Kiều gia có đoạn nguồn gốc, nơi này tương đương với nhà thứ hai của ta. Khương Phàm tùy tiện nói. Lời này cũng không quá phận, bởi vì vị trí gia chủ Kiều gia túc trực bên Linh Cữu tiếp quản qua, tiếp tục kéo dài ngàn năm, trong thân thể tộc nhân Kiều gia hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi máu của hắn. Tổ thượng ngươi đã từng là người Kiều gia. Kiều Linh Vận nói xong cũng cảm giác không đúng, cái này cũng không giống như là trở về, nhận tổ quy tông, làm sao lại có chút giống trở về làm tổ tông. Ngươi biết ngàn năm trước đã phát sinh qua chuyện gì không? Ngàn năm trước, có chuyện gì rất đặc biệt sao? Không có gì. Khương Phàm lắc đầu. Kiều Linh Vận nhún vai, hỏi giống như không hỏi. Ta lại mạo muội hỏi một chút, linh văn của ngươi là gì? Phần thiên tước, cô thì sao? Lục dực kim kiêu. Kiều Linh Vận tháo thắt lưng gấm, lộ ra đường vân kim dực chói mắt, ở hai bên kéo dài tới ba đường hỏa văn, ở giữa thì là kim mân liệt diễm phức tạp. Thời điểm nàng kích hoạt linh văn, con người đều trở nên lăng lệ, khí chất biến đổi lớn, từ trong ra ngoài tản mát ra khí tức hung liệt. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, kim kiêu là một loại hung cầm rất cường đại, giống như có huyết mạch phượng hoàng chảy xuôi, am hiểu khống chế hỏa diễm. Càng có tốc độ siêu nhiên. Hình như huyết mạch Kiều gia chúng ta từ rất lâu trước đây đã phát sinh chút thay đổi, bây giờ cũng là lấy liệt diễm kim kiêu làm chủ, số lượng hỏa dược tượng trưng cho phẩm cấp linh văn. Thức tỉnh sáu cánh, chính là thánh phẩm linh văn. Ta là đại thừa thánh phẩm, người mạnh nhất thế hệ này. Đại ca của ta là càn nguyên thánh phẩm, tuy nhiên gia tộc đã bắt đầu chuẩn bị tăng linh văn hắn lên, nhưng trước 20 tuổi có thể đạt tới đại thừa thánh phẩm hay không, còn phải xem tạo hóa bản thân hắn. Đó là cái gì? Khương Phàm bỗng nhiên chú ý tới nơi xa có ngọn núi cao nguy nga, chợt nhìn vẫn là núi, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đỉnh núi có một số đã cải tạo thành cung điện. Núi cao gần 5.000 mét, cung điện xây từ 3.000 mét đi lên, cao ngất gần 1.000 mét, tạo hình đặc biệt, tỏa ra ánh sáng màu bạc. Cực kỳ giống mặt trăng muốn dâng lên trong sương mù. Kiều Linh Vận nói, Thiên Cung, một trong những thế lực cổ hoa hoàng triều mời vào ở. Núi cao 4.990 mét, địa vị cơ hồ ngang với cửu đại gia cổ hoa chúng ta. Thiên Cung. Khương Phàm có chút ngưng tụ con ngươi, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên. Cửu Thiên Thần Giáo, Thương Huyền, Thiên Khải Hoàng Đạo, Cửu Thiên Thần Giáo, cấp dưới có 9 đại Thiên Cung. Thiên Cung thứ 9, tọa lạc tại cổ hoa Hoàng Thành. Tin tức giống như là lưỡi dao bén nhọn, rạch ra trí nhớ kiếp trước của Khương Phàm. Đúng vậy. Cửu Thiên Thần Giáo ở bên ngoài phân tán 9 tòa thiên cung, đây là tòa thứ 9. Nghe nói mấy ngàn năm trước, thời điểm cổ hoa hoàng triều trêu chọc phải cường địch, suýt nữa bị diệt quốc. Chính là, thiên cung, tọa lạc tại cổ hoa hoàng thành ra mặt, cho cổ hoa hoàng thất tranh thủ thời gian quý giá, bảo đảm cửu đại gia tộc lúc ấy vẫn là vương hầu tề tụ về hoàng thành. Từ đó về sau, cổ hoa hoàng thất liền kết hữu nghị cùng thiên cung rất sâu, thậm chí có người còn gọi thiên cung là đại gia thứ 10 của cổ hoa. Đương nhiên, thực lực thiên cung quá cường đại, trong cửu đại gia cổ hoa cũng có trước mấy nhà có thể đánh đồng cùng, các gia tộc như Kiều gia chúng ta cũng còn kém chút. Tuy nhiên ta và Đông Hoàng Như Ảnh trong thiên cung có tình cảm rất tốt, chúng ta có thể đi tìm nàng hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Ấn tượng trong đầu Khương Phàm liên quan tới cửu thiên thần giáo vô cùng hỏng bét. Ngươi sẽ không phải trực tiếp chạy đến Hoàng Phủ ra gây sự đấy chứ? Ngươi muốn tìm Lý Tịch, có thể mời thiên cung. Hai ngọn núi lớn ở hai bên thiên cung, mỗi tòa cao tới ngàn mét. Một tòa tử lâu, một tòa thương hội. Trên tử lâu có 90 tầng, mỗi tầng 9 gian phòng, mỗi gian phòng 900 bình, phong cách mỗi phòng không giống nhau, cũng đều bố trí cấm chế, cam đoan tính tư mật. Trong tử lâu bất luận là rượu hay trái cây đều là dùng vật liệu đặc biệt luyện chế, có công hiệu cường thân kiện thể, có thể so với bảo dược. Thức ăn cũng đều là dùng nguyên liệu đặc biệt để ăn, khẩu vị tuyệt hảo. Còn có các loại công hiệu như bổ khí bổ huyết. Mặc dù tiêu phí vô cùng cao, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào. Muốn tới đó mở tiệc chiêu đãi khách, gia tộc tông môn sau lưng ngươi nhất định phải là đẳng cấp núi cao ngàn mét trở lên. Ý của ngươi là, đến trong tử lâu thiên cung mời Lý Tịch. Khương Phàm gật đầu, đây cũng là ý kiến hay. Bây giờ các tộc hoàng thành cũng rất ngạc nhiên đối với ngươi, ngươi tự mình mời, hắn đương nhiên sẽ đi.
Kiều Linh Vận thật sợ Khương Phàm đến trước Hoàng Phủ ra gây sự, cho nên muốn đến Thiên Cung. Tiến vào nơi đó liền phải tuân theo quy củ Thiên Cung. Tiến vào nơi đó, hẳn là Khương Phàm sẽ có một chút kiêng kỵ, có chút thu liễm. Kiều Linh Vận cưỡi Xích Viêm Điêu đi đến trước Tửu Lâu Thiên Cung, nhắc nhở lần nữa. Thiên Cung có địa vị phi phàm, có quan hệ rất tốt với Hoàng Thất, tuyệt đối không nên gây sự ở chỗ này. Ta rất ít chủ động gây sự. Khương Phàm nhìn qua núi đá trước mặt, cả tòa núi đá bị cải tạo triệt để, sườn núi là tửu lâu được khảm nạm trong núi, nhưng lẫn nhau giao hòa vừa đúng, lại không có chút cảm giác đột ngột nào. Người tiếp đãi trước cửa tửu lâu nhiệt tình tới đón. Linh Vận cô nương, đã lâu không thấy cô nương tới đây. Ngươi là đến mời khách, hay là đến dự tiệc? Như Ảnh muội muội có ở đây không? Như Ảnh cô nương đang ở tầng 19. Các ngươi cứ làm việc đi, ta đi tìm nàng. Linh Vận cô nương chờ một lát, quy củ vẫn phải tuân thủ, vị công tử này là. Nữ tử tiếp đãi mỉm cười, ngọt ngào động lòng người, nhưng trong lời nói rõ ràng là có ý nơi này chỉ tiếp quý tộc. Nếu như Khương Phàm không phải quý tộc, thì không thể đi đến, bất kể là ai mang theo. Nếu như chỉ là thị vệ, cũng chỉ có thể đến trong trang viên bên cạnh tửu lâu chờ đợi. Hắn là em rể ta, vị hôn phu của Kiều Vi Nhi. Ồ, thất kính, công tử, xin mời. Nụ cười của thị nữ càng vui tươi hơn, trong mắt đều hiện lên từng tia sáng. Kiều Linh Vận đang muốn mang theo Khương Phàm đi đến, trong cánh rừng bên cạnh lại có một đám nam nữ tử đi ra. U, đây không phải là đại tiểu thư Linh Vận à? Kiều gia bên kia vội vàng chuẩn bị trường sinh đại điển, ngươi lại còn có tâm tư tới đây tụ hội. Kiều Linh Vận như không nghe thấy cũng không có trông thấy, không nhìn thẳng. Gương mặt đám nam nữ tử kia kéo ra, nhưng không có người nào đuổi theo khiêu khích, vị đại tiểu thư này cũng không dễ chọc. Trong đại sảnh, một vị nam tử phong thần như ngọc đang đứng đấy, anh tư thướt tha, nhưng lại ngạo nghễ ngất trời, cho người ta khí chất chủng cao không thể chạm. Mục Vân Phi, còn không tới giữa trưa liền đến uống rượu. Kiều Linh Vận nhìn thấy nam tử, ánh mắt hơi rét lạnh. Trên khuôn mặt anh tuấn của Mục Vân Phi lộ ra nụ cười thản nhiên. Linh Vận nói đùa rồi, ta chỉ là. Ngươi cứ tùy ý. Kiều Linh Vận không hề có ý dừng lại, tiếp tục mang theo Khương Phàm quẹo vào thang lầu trước mặt. Mục Vân Phi lắc đầu mà cười, thật mạnh mẽ. Đáng tiếc nữ tử cửu đại gia từ trước tới giờ không gả ra ngoài, bằng không hắn thật đúng là muốn theo đuổi Kiều Linh Vận. Tuy nhiên, nam tử bên cạnh nàng là ai? Rất lạ lẫm. Từ khi sau khi Kiều Linh Vận đính hôn cùng Phượng Bảo Nam, hình như rất ít khi mang theo nam tử khác ra ngoài. Không bao lâu, Mục Vân Hải từ bên ngoài đi vào, chắp tay hành lễ với Mục Vân Phi. Nhị ca, đợi lâu. Lên đi, đều đang chờ đệ. Mục Vân Phi rất giống Mục Vân Hải, hai người tại Mục gia là huynh đệ cùng phụ thân cùng phụ mẫu thân. Nhị ca, chúng ta phải gặp người nào? Mục Vân Hải là lúc trên đường trở về Mục gia, bị tộc nhân Mục gia chặn lại. Mục Vân Phi đi lên. Là đại hoàng tử điện hạ. Sáng nay hắn vừa tặng thiếp mời, mời tử đệ các tộc chạm mặt, nói một chút chuyện thi đấu bài vị. Đệ đã đi đâu? Mục Vân Hải bước nhanh đuổi theo. Kiều gia, huynh trở về vẫn luôn bế quan, đệ không đi quấy rầy huynh. Hắc hắc, Kiều gia rất náo nhiệt. Kiều gia xảy ra chuyện gì? Kiều Vi Nhi không biết từ chỗ nào đã mang về một nam tử, vừa mới tiến vào cửa thành liền giết Đường Tư Minh. Đường gia đi đến Kiều gia giải quyết, kết quả Đường Tư Thượng lại bị đánh bay. Hai nhà ước định hôm nay đến luận võ, giải quyết chuyện này. Giết Đường Tư Minh, ở đâu ra tên điên lại dám giết tử đệ trực hệ Đường gia? Hắn cũng không chỉ là tên điên, hắn lại còn là chí tôn thánh văn, đang vừa rồi, đánh Đường Nguyên Bá cho phế đi. Mục Vân Phi dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời hiện lên tinh quang, nhìn chằm chằm Mục Vân Hải ở bên cạnh. Chí tôn thánh văn, hắn đã là con rể Kiều gia, còn muốn tham gia thi đấu bài vị. Tin tức đang khuếch tán đâu, đệ chuẩn bị trở về gia tộc bẩm báo, kết quả trên đường bị trong tộc ngăn lại, bảo đệ tới đây trước. Chí tôn thánh văn, chạy đến Kiều gia làm con rể. Hắn nghĩ thế nào? Hắn tên là Khương Phàm, rất dã man, cũng vô cùng phách lối. Vậy mà còn kêu gào muốn Đường gia ngày kia tới tái chiến, nhưng nếu bị thua, liền phải để gia chủ Đường gia đến quỳ trước mặt hắn. Kiều gia cho phép hắn làm ẩu như thế. Hắc hắc, Kiều gia thật vất vả mới có được chí tôn thánh văn,
còn không cũng bái như tổ tông. Chờ một chút, tên Khương Phàm này là tóc ngắn. Đúng vậy. Rất gầy. Vâng. Bạch Bào. Nhị ca đã gặp qua. Kiều Linh Vận dẫn hắn đến rồi. Lúc nào, vừa mới. Bọn hắn tới đây làm gì? Mục Vân Phi lấp lóe ánh mắt. Đi gặp đại hoàng tử trước. Trong phòng tầng 19, cỏ thơm tùm, hơi nước mịt mờ. Một thân ảnh yểu điệu ngồi dưới thạch đình, trà đạo yêu nhã. Nữ tử mặc áo trắng tung bay, gợn sóng nước đầy đầu tóc đen, lưu động mà xuống, mềm mại mà nhẵn bóng. Mặc dù mây mù lượn lờ, thấy không rõ chân dung, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được phần duy mỹ cùng yên tĩnh kia. Tỷ tỷ, nhàm chán thật. Trước bàn đá còn có một nữ tử nằm sấp mảnh mai, đầu gối lên cánh tay ngọc trắng tuyết, tùy ý vuốt vuốt chén trà trong tay. Nữ tử dịu dàng cười yếu ớt. Đợi thêm mấy ngày, cổ hoa thi đấu bài vị sẽ bắt đầu. Không có ý nghĩa, ai thắng, ai thua, muội đều sớm dự đoán được. Mà, cổ hoa thi đấu bài vị cũng chỉ là luận bàn, cũng không phải đánh thật. Có một số chỉ là đi lên biểu hiện ra võ pháp. Muội còn muốn nhiều kích thích, cổ hoa hoàng thất có thể giữ vững địa vị hoàng tộc, chính là ỷ vào chín đại tộc, bọn hắn không hy vọng giữa các tộc phát sinh vấn đề quá kịch liệt, mới làm thi đấu bài vị cho đại tân sinh, dùng tiềm lực quyết định thân phận. Cho nên mới không có ý nghĩa. Nữ tử nằm nhoài trước bàn bĩu môi. Không phải trước kia muội rất chờ mong sao? Gần đây là thế nào? Bởi vì muội đã đi vương quốc Hắc Ám một chuyến, luận võ nơi đó mới là thật luận võ. Quyền quyền đến thịt, buổi diễn thấy máu. A, à, thật kích thích. Nữ tử lắc đầu, châm trà dâng nước cho muội muội đối diện. Muội thật sự đã thay đổi càng ngày càng cuồng dã. Hi hi, võ hầu quyết đấu một thời gian trước mới gọi đặc sắc đâu. Đúng rồi, cái tên Khương Phàm kia đâu? Không phải thánh thú đã tự mình an bài muội đi điều tra hắn à? Tên kia đánh xong liền dắt Ngô Khuynh Thành chạy vòng quanh, nói là trở về tạo hài tử. Muội tại vương quốc Hắc Ám đợi hắn nửa năm, thực sự chờ không được, cho nên liền đi ra. Hắn không quay về mới là sáng suốt, chính là đáng tiếc cho Ngô Khuynh Thành, biến thành sỉ nhục của hỗn độn tử phủ, coi như trở về, tử phủ cũng có thể sẽ xử tử nàng. Đúng rồi, muội nghe nói mấy người Lan gia mới từ cổ tộc ra tới kia còn muốn đến vương quốc Hắc Ám. Nữ tử ngừng chén trà trong tay lại, nhẹ giọng cười một tiếng. Mới ra đến liền muốn nhúng chàm cung thứ 10, không biết tự lượng sức mình. Tỷ tỷ, muội nghe nói Lan Nặc kia. Muội muội vừa muốn chống người lên, nơi xa truyền đến tiếng đập cửa. Như ảnh có ở đây không? Ta là Kiều Linh Vận. Nữ tử chỉ điểm muội muội, ra hiệu nàng đừng có lại nói lung tung, mới nói. Linh Vận muội muội vào đi. Ta mang theo một nam tử, có thể vào không? Là Phượng Bảo Nam công tử sao? Là. Vị hôn phu Vi Nhi, hôm nay tới là muốn mời ngươi hỗ trợ, mở tiệc chiêu đãi hoàng phủ ra. Vị hôn phu Vi Nhi, tiểu nha đầu kia đều từ bên ngoài mang nam tử trở về rồi. Nhanh nhanh nhanh, mời tiến đến nhìn. Muội muội, đối diện bàn đá tỏa sáng hai mắt, tranh thủ thời gian thúc giục tỉ tỉ cho hắn vào nhìn. Vào đi. Nữ tử cũng kỳ quái, chỉ nghe nói Kiều Vi Nhi thả yêu thú giết Đường Tư Minh, không nghe nói chuyện vị hôn phu. Chúng ta quấy rầy rồi. Kiều Linh Vận đẩy cửa phòng ra, mang theo Khương Phàm đi đến. Sắc mặt Khương Phàm trở nên khó coi, cửa phòng vừa đẩy ra trong chốc lát, như đẩy ra một không gian mới, từ tử lâu bước lên u cốc. Kiều Linh Vận mang theo Khương Phàm đi đến gian phòng, dọc theo đường nhỏ đá vụn, đi đến thạch đình. Khương Phàm cách rất xa đã có thể thấy bóng lưng yểu điệu kia, mê vụ lượn lờ xung quanh, hoa vũ bay xuống, có hoa hồng chập chờn. Có linh quả rủ xuống, cũng có bảo thạch ngũ quang thập sắc tô điểm. Người cùng cảnh đều mông lung mà mỹ lệ, làm cho tinh thần người ta đều bị khuấy động. Đi qua mê vụ, bộ dáng nữ tử đã rõ ràng, còn nho nhã lễ độ đứng dậy đối mặt Khương Phàm. Khương Phàm chấn động trong lòng, sợ hãi thán phục nữ tử phần mỹ thần vận cảm kia. Da thịt như hài nhi lúc sơ sinh, bóng loáng mà non mịn. Tư thái yểu điệu để cho người ta sợ hãi thán phục, eo thon. Tròn trịa mịn nhẵn, trong lúc đứng dậy như mỹ nhân xà đang vặn vẹo, kiều diễm động lòng người. Hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dường như là kiệt tác mà ông trời tỉ mỉ tạo hình, đem dáng người nàng phụ trợ phong thái tuyệt thế. Khương Phàm đang thưởng thức nữ tử phong thái, nữ tử đang thẩm vấn xem khí chất Khương Phàm,
trong phòng lại đột nhiên truyền ra hét lên một tiếng. A, à, muội muội, sau bàn đá đột nhiên che môi đỏ, trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm. Hả? Khương Phàm nghiêng đầu, đang muốn nhìn sang. Cái người, muội muội, kia vội vàng xoay đi, từ không gian ngọc khí lấy ra cái mặt nạ, tranh thủ thời gian đeo lên. Vị này là... Khương Phàm kỳ quái, làm sao còn thấy mặt mũi? Ta không phải, không phải. Muội muội tranh thủ thời gian nhắc nhở tỷ tỷ. Nữ tử cũng không hiểu thấu, đây là dọa sao? Chúng ta mạo muội sao? Kiều Linh Vận kỳ quái nhìn bóng lưng kia. Vị công tử này chính là vị hôn phu của Vi Nhi muội muội. Nữ tử dung mạo rất đẹp, lại có cảm giác mông lung, giống như mang theo mạng che mặt, rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại thấy không rõ. Ta là Khương Phàm, hy vọng được Như Ảnh cô nương hỗ trợ, mở tiệc chiêu đãi hoàng phủ ra. Ánh mắt nữ tử có chút ngưng tụ, Khương Phàm. Trước đó nghe được Kiều gia có một luyện đan sư gây chuyện, cũng cảm giác cái tên Khương Phàm này hình như đã nghe qua ở đâu rồi, giờ phút này nhớ lại tiếng thét chói tai của muội muội này, rốt cuộc cũng đánh thức nàng. Trên đời người trùng tên quá nhiều, cùng một cái tên có đến mấy vạn, mấy chục vạn người, nhưng biểu hiện của muội muội không thể nghi ngờ chính là đang nhắc nhở nàng, chính là người này. Nhưng, hắn không phải là người của Thánh Địa Nam Bộ sao? Làm sao lại xuất hiện ở mấy chục vạn dặm bên ngoài Bắc Địa? Đây cơ hồ là vượt qua hơn phân nửa Thương Huyền Đại Lục. Như Ảnh, Kiều Linh Vận ho nhẹ vài tiếng, nhận biết Đông Hoàng Như Ảnh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy được nàng thất thần. Không biết Khương Phàm công tử muốn gặp là ai? Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng cười yếu ớt. Hoàng phủ gia có mấy vị muốn tham gia thi đấu bài vị. Xin hỏi có chuyện gì? Cùng Hoàng phủ gia thương lượng một chút, năm nay, có khả năng nhường cho Kiều gia bọn ta hay không? Khương Phàm vừa nói ra lời này, Kiều Linh Vận ở bên cạnh đều suýt chút nữa nghẹn lại. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Bên trong gian phòng đầu tiên tầng thứ 9, Đại Điện Hạ đang mở tiệc chiêu đãi đại biểu các gia tộc dự thi. Bên trong có người của Hoàng phủ gia. Chuyện lớn như vậy, không có mời Kiều gia chúng ta. Khương Phàm nhìn Kiều Linh Vận. Năm nay thi đấu bài vị, chúng ta chỉ nói qua loa cùng Hoàng thất, khả năng là Đại Hoàng tử cảm thấy không cần thiết mời chúng ta. Khương Phàm hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Hoàng phủ gia tới có ai? Gia tộc Hoàng phủ ở hàng vị đầu tiên của, cho nên có hai nhân vật quan trọng. Đại tiểu thư Hoàng phủ Bạch Nguyệt, Đại công tử Hoàng phủ Lê Dạ. Lý Tịch đâu? Hẳn là sẽ đến, nhưng ta không có hiểu rõ kỹ càng. Cáo từ, vừa hay chúng ta cũng sẽ tham gia. Khương Phàm cáo từ rời khỏi. Quấy rầy. Kiều Linh Vận cũng cáo từ. Khương Phàm công tử, ngươi là muốn tham gia thi đấu bài vị sao? Đông Hoàng Như Ảnh đi ra khỏi thạch đình, gót sen uyển chuyển, chập chờn động lòng người. Một đôi chân ngọc như ẩn như hiện dưới váy dài, trắng nõn kiều nộn, ngón chân óng ánh lập lòe. Hoàn mỹ không một tỷ vết, có từng điểm ánh ngọc đang nháy hiện. Ta đại biểu Kiều gia xuất chiến. Tha thứ ta mạo muội, ta cảm giác hình như trên người Khương Phàm công tử có sát khí. Cửu tộc thi đấu bài vị, coi trọng chính là luận bàn, nếu như xuất hiện thương vong, là sẽ phải nhận trừng phạt. Ta biết, chết một người, bài vị hạ một bậc. Khương Phàm nói xong, đã đi ra khỏi cửa phòng. Kiều Linh Vận dở khóc dở cười. Quay đầu chào hỏi cùng Đông Hoàng Như Ảnh, sau đó theo sát đi ra ngoài. Là hắn, chính là hắn, tên điên Khương Phàm kia sao lại chạy tới nơi này? Nữ tử sau bàn đá kêu lên đầy sợ hãi. Muội không có nhận lầm. Đông Hoàng Như Ảnh nghĩ mãi mà không rõ, từ khi thi đấu khiêu chiến võ hầu đến bây giờ, mới chỉ ngắn ngủi nửa năm mà thôi, vậy mà Khương Phàm lại từ Nam Bộ vượt qua Thương Huyền, đến Bắc Địa này. Không chỉ có thành con rể Kiều gia, còn muốn lên đài khiêu chiến các nhà. Khương Phàm muốn làm gì? Kiều gia lại đang nghĩ cái gì? Toàn thân người này đều là sát khí, không nhìn ra được sao? Làm sao muội lại nhận lầm được, chính là hắn. Nữ tử này chính là Đông Hoàng Như Yên ở Vương quốc Hắc Ám, phụng mệnh điều tra Khương Phàm, kết quả Khương Phàm lại hoàn toàn biến mất, cũng không có trở về qua, nàng còn tưởng rằng Khương Phàm là ở lại Vô Hồi Thánh Địa bế quan. Không nghĩ tới lại gặp hắn ở mấy chục vạn dặm bên ngoài Bắc Địa. Tại sao hắn lại tới đây, bị Vô Hồi Thánh Địa đuổi sao? Đông Hoàng Như Ảnh thực sự nghĩ không ra lý do thích hợp. Muội phải đi, nếu để cho Khương Phàm biết muội ở Thiên Cung,
liền có thể đoán được thân phận thật sự của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Đông Hoàng Như Yên mang theo váy liền muốn rời khỏi, nhưng sau khi chạy ra mấy bước lại dừng lại, đôi mắt xoay động. Đúng rồi, ta khẩn trương cái gì? Chỉ cần ta mang theo mặt nạ, không chạm mặt với hắn, hắn hẳn là không nhận ra ta. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nói. Thời điểm hắn tại Vương quốc Hắc Ám chỉ là linh nguyên cảnh thất trọng thiên, bây giờ lại là linh hồn cảnh. Thời gian nửa năm, vượt qua toàn bộ linh nguyên cao giai, không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Như Yên lại chạy về đến. Muội không đi nữa. Muội muốn thấy thi đấu bài vị. Không phải muội không hứng thú sao? Muội cảm giác tên điên Khương Phàm này có khả năng đem cuộc thi đấu bài vị có vẻ nho nhã này náo thành cuộc chiến võ hầu sinh tử. Hắc hắc, muội xem trọng hắn. Muội đó, càng ngày càng dã man. Đông Hoàng Như Ảnh trầm ngâm sơ qua một lúc, sau đó phân phó thị nữ trong sương mù. Liên hệ thiên cung thứ ba tại Nam Bộ, điều tra Vô Hồi Thánh Địa. Ta muốn có tài liệu cặn kẽ về Khương Phàm. Chính là cái này gian phòng. Bên ngoài sương phòng thứ nhất tầng thứ 9, Khương Phàm hỏi Kiều Linh Vận. Là cái này. Chúng ta đi vào. Chờ một chút. Kiều Linh Vận vội vàng kéo Khương Phàm lại, rất trịnh trọng nhắc nhở hắn. Bên trong là đại hoàng tử, là đại tân sinh thiên phú mạnh nhất cổ hoa hoàng triều, cũng là người có quyền lực nhất. Mọi phương diện của hắn đều có tiềm chất thái tử, chừng 30 năm sau, rất có thể sẽ trở thành nhân hoàng cổ hoa. Ngươi tuyệt đối không được trêu chọc hắn. Ta tới tìm Lý Tịch, không liên quan tới hắn. Ngươi đảo loạn yến hội đã là mạo phạm hắn. Cho nên, điệu thấp, đúng đúng đúng, ngàn vạn lần phải khiêm tốn. Kiều Linh Vận sau khi liên tục căn dặn về mới buông Khương Phàm ra. Khương Phàm đưa tay liền muốn đẩy cửa, bên cạnh thang lầu đột nhiên có một thiếu niên đi tới. Sao các ngươi lại ở đây? Lý Tịch, Kiều Linh Vận nhìn sang, trùng hợp như vậy sao? Nam tử đi tới chính là Lý Tịch. Hắn theo quá giống Lý Dần, từ ngoại hình đến hình thể, đều giống như từ một khuôn đúc ra. Chỉ là tên Lý Tịch này lại lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt sáng tỏ lại lăng lệ, bên trong giống như cất giấu hai thanh kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ta đang hỏi ngươi, vì sao lại ở đây? Lý Tịch có chút ngoài ý muốn, đả thương Đường Nguyên Bá, làm nhục Đường gia, lại không trốn tránh bên trong Kiều gia mà còn chạy đến quán rượu Thiên Cung. Kiều Linh Vận nói, đại hoàng tử mở tiệc chiêu đãi, chúng ta không nên tới sao? Các ngươi không phải muốn từ bỏ thi đấu bài vị sao? Đại hoàng tử lại mời các ngươi rồi. Lý Tịch bĩu môi, cười lạnh hai tiếng, đi đến cửa phòng. Khương Phàm ngăn ở trước mặt hắn. Không biết ta sao? Khương Phàm, chó Kiều gia vừa tìm được. Lý Tịch đưa tay ấn ở bả vai Khương Phàm. Chớ cản đường. Hắn là con rể Kiều gia chúng ta. Giống như ngươi. Kiều Linh vẫn đứng ở bên cạnh Khương Phàm, cũng ngăn cản cửa phòng. Ồ! Lý Tịch cố ý liếc mắt nhìn thân thể Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận ngươi còn tìm hai tên. Ngươi ứng phó nổi sao? Hắn là vị hôn phu của muội muội ta. Kiều Vi Nhi, ta nhắc nhở ngươi, nói chuyện chú ý một chút, ta cũng không phải Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, sẽ không tùy theo ngươi làm càn. Ha ha, coi như có chút tự mình hiểu lấy, ngươi xác định không phải Nguyệt Thiền của ta. Dáng người, hình dạng, khí chất, ngươi kém quá xa. Ánh mắt của ngươi thật sự rất tốt, trách không được Hoàng Phủ Nguyệt Thiền sủng ái ngươi, thì ra là ngươi bị mù. Kiều Linh Vận khí cười. Ha ha. Lý Tịch khinh thường cười lạnh hai tiếng, dùng sức đẩy bả vai Khương Phàm đang ngăn chặn qua bên cạnh. Tránh ra, hay là, cút đi. Khương Phàm không có tức giận, chỉ hơi hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc. Ngươi không biết ta. Ngươi điếc sao, ta nhận ra ngươi, chó của Kiều gia, Khương Phàm. Ngươi lại còn nói chuyện với ta như thế này. Ta nên nói như thế nào, dùng ngôn ngữ chó của ngươi. Gâu, gâu gâu, ha ha. Lý Tịch cười to hai tiếng, thô lỗ đẩy Khương Phàm. Cút đi. Lý Tịch, chú ý một chút. Kiều Linh vẫn tức giận, nàng biết ra hỏa này phách lối, không nghĩ tới ngay cả Chí Tôn Thánh Văn Khương Phàm đều không để vào mắt. Khương Phàm chau mày, biểu lộ bi phẫn, răng môi nhúc nhích, đột nhiên khẽ nói. Sư đệ, ta là sư huynh của ngươi, ngươi mất trí nhớ rồi sao? Sư huynh. Kiều Linh vẫn kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Sư huynh. Đan Hoàng cũng sửng sốt trong ý thức Khương Phàm một chút. Ngươi nói cái gì? Lý Tịch cau chặt lông mày.
Khương Phàm thể hiện kinh ngạc lại mang theo vài phần kích động lại mang theo vài phần thất lạc. 3 năm trước đây, một trận ngoài ý muốn, người sống chết không rõ, ta từ Nam Bộ đi đến Bắc Bộ, đau khổ tìm ngươi 3 năm. Ngươi thật không có chút ấn tượng nào đối với ta. Lông mày Lý Tịch càng nhăn càng chặt, nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, đột nhiên một bàn tay quất vào trên đầu Khương Phàm. Đầu ngươi có hố sao? Khương Phàm không nháo không giận, biểu lộ vừa đúng. Ngươi đến cùng thế nào? Một chút ấn tượng đều không có. Có phải gia tộc Hoàng Phủ cho ngươi ăn thuốc gì hay không? Ta thấy ngươi nên đi uống thuốc đi. Ta không biết ngươi, ngươi cũng nhận lầm người rồi. Sư đệ! Khương Phàm hô to. Ngươi gào cái rắm, lăn đi, ta là người của Hoàng Phủ gia, ta chỉ có một thân phận này. Lý Tịch đè bả vai Khương Phàm lại, cưỡng ép cạnh đẩy đi. Khương Phàm lắc bả vai một cái, chấn mở Lý Tịch. Ngươi đi theo ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Ta nói, ta không biết ngươi, dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Đáy mắt Lý Tịch chợt hiện lên tia sắt lạnh, từ trong ra ngoài toát ra khí tức bức người, như lợi kiếm muốn ra khỏi vỏ. Lý Tịch, nhìn mặt ta đi, nhìn rõ ràng, ta là ai? Khương Phàm cao giọng quát tháo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cút! Thân hình Lý Tịch thon dài, giống như là chuôi lợi kiếm bình thường, cường thế giằng co với Khương Phàm. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nam tử điêu luyện quát tháo. Lăn tăn cái gì, biết đây là chỗ nào? Lý Tịch, Kiều Linh Vận. Chúng ta là đến dự tiệc. Kiều Linh Vận lập tức nói với bên trong. Đại Điện Hạ, ta là Kiều Linh Vận. Hắn là ai? Nam tử trước cửa là công tử Tô Gia, hắn đang nhíu mày đánh giá Khương Phàm. Một kẻ điên, đuổi đi. Lý Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, thoáng chỉnh lý quần áo, đi vào cửa phòng. Tránh ra, hắn là con rể Kiều gia chúng ta. Kiều Linh Vận đẩy công tử nhà họ Tô ra, mang theo Khương Phàm đi vào. Chỉ là nàng vẫn có chút mộng, Lý Tịch là sư đệ Khương Phàm. Tại sao lúc đến đây lại không có để lộ chút tin tức nào với nàng? Gian phòng rộng rãi xa hoa, chính giữa đặt vào một cái bàn dài cỡ lớn. Hai bên đều là các công tử tiểu thư các gia tộc. Phía trước nhất có một nam tử uy vũ ngồi ngay thẳng, thế như sơn nhạc, bá khí ngoại phóng, áo bào hoa lệ phun tỏa hào quang, có khí thế phi phàm. Chính là đại hoàng tử Cổ Hoa Hoàng Triều. Rõ ràng chỉ là tụ hội, có hắn ngồi ở chỗ đó, lại trồng lên cho người ta tư thế khác lạ. Nữ tử bên tay trái đại hoàng tử ăn điểm tâm ở trước mặt, cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói. Con rể Kiều gia rất đặc biệt sao? Yến hội buổi trưa hôm nay là đại điện hạ tự mình an bài, người tới cũng là tự mình mời. Ai có thể vào, cầm thiếp mời, không có thiếp mời, tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Lý Tịch đi đến trước bàn, thi lễ một cái với đại điện hạ, sau đó ngồi xuống bên cạnh nữ Hải Nhi. Ta tới chậm. Chúng ta vừa mới bắt đầu. Nữ Hải Nhi yên nhiên cười khẽ với Lý Tịch. Các công tử tiểu thư bên cạnh bàn đưa lưng về phía cửa phòng. Cũng đều phát ra vài tiếng cười lạnh. Kiều gia có mời thiếp sao, hình như cũng không có chứ. Kiều gia ngay cả thi đấu bài vị đều muốn từ bỏ, làm sao đại điện hạ lại cho bọn hắn hạ thiếp mời. Ha ha, từ bỏ thi đấu bài vị, thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Đây quả thực là đại bất kính đối với hoàng thất. Bọn hắn là tự mình hiểu lấy, liên tục 5 lần đều xếp thứ 9, nếu như thêm một lần nữa, quá mất mặt, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Trường sinh đại điển, bất quá là bọn hắn lấy cớ mà thôi. Mấy người châm chọc khiêu khích về, còn cố ý giơ ly rượu lên, ra hiệu với nhau, uống một hơi cạn sạch. Khương Phàm, Mục Vân Hải lại đột nhiên khẽ nói. Ai? Sắc mặt mấy vị nam nữ Đường gia đột nhiên lạnh, ánh mắt sắc bén tập trung vào nam tử bên cạnh Kiều Linh Vận. Khương Phàm, đám người liên tiếp nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, còn tưởng rằng là Phượng Bảo Nam. Điện hạ, Kiều Linh Vận không để ý đến bọn hắn, sau khi hành lễ với đại hoàng tử, liền giới thiệu nói. Vị này là Khương Phàm, vị hôn phu của Vi Nhi muội muội ta. Các vị, hân hạnh. Khương Phàm chào hỏi, ánh mắt lại vẫn rơi trên người Lý Tịch. Làm càn, nhìn thấy điện hạ, còn không hành lễ. Đại điện hạ đứng phía sau hai vị thị vệ, cũng chỉ có thị vệ hoàng thất, mới có tư cách đi vào quán rượu thiên cung. Muội phu này của ta vừa tới Cổ Hoa, có chút cấp bậc lễ nghĩa không hiểu. Đại điện hạ đều không nói, các ngươi gào cái gì?
Kiều Linh Vận lập tức quát tháo, cũng gián tiếp ngăn chặn miệng đại hoàng tử. Ngươi chính là Khương Phàm. Đại hoàng tử không có để ý, nhiều hứng thú đánh giá Khương Phàm. Chí tôn thánh văn, đánh bại tên cuồng nhân Đường Nguyên Bá kia dễ dàng. Kiều gia chiêu một tên con rể rất tốt đây. Gặp qua điện hạ. Khương Phàm nhẹ gật đầu đơn giản. Ngươi gặp Kiều Vi Nhi ở đâu? Lúc Vi Nhi đi ra ngoài lịch luyện, ta đã cứu nàng. Ngươi là chí tôn thánh văn, hẳn là có gia tộc của mình, tại sao lại muốn vào Kiều gia? Ta chỉ có sư phụ, sống nương tựa lẫn nhau. À, khuôn mặt tử đệ các gia tộc đều có chút động, chẳng lẽ là đệ tử một vị cường giả nào đó ẩn thế? Là chí tôn thánh văn, lại không có ràng buộc, còn có siêu cấp cường giả thủ hộ, con rể thế này đơn giản là quá hoàn mỹ. Đại hoàng tử chậm rãi gật đầu, đây không chỉ là một chuyện tốt đối với Kiều gia, đối với Cổ Hoa Hoàng Thành mà nói cũng là chuyện tốt. Hắn vừa muốn đưa tay ra hiệu Khương Phàm ngồi xuống, Khương Phàm lại nói. Ta không phải tới tham gia yến hội. Vậy là ngươi đến khoe khoang. Đại công tử Đường gia, Đường Ti Đồ nắm chặt chén rượu trong tay, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trước đó hắn không để tâm đến Khương Phàm, huống chi Đường Nguyên Bá đều đã tự mình đi qua, có thể dễ dàng bắt được Khương Phàm, mang Kiều Vi Nhi về. Không nghĩ tới tin tức Mục Vân Hải vừa mới đưa tới, vậy mà Khương Phàm lại đánh bại Đường Nguyên Bá, làm nhục Đường gia. Ta là tới tìm sư đệ ta. Khương Phàm giơ tay lên, chỉ về phía Lý Tịch. 3 năm trước đây, sư huynh đệ chúng ta đi ra ngoài lịch luyện đã bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ta trọng thương, sư đệ ta sống chết không rõ. Ta không tin sư đệ mình đã chết rồi, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Ta vào Kiều gia, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng Kiều gia, lực lượng Cổ Hoa Hoàng Thành, giúp ta điều tra tin tức sư đệ. Không nghĩ tới, vậy mà hắn lại ở Cổ Hoa. Nhưng hình như hắn đã mất trí nhớ, nếu như không phải gương mặt này không thay đổi, ta đều đã không nhận ra hắn. Sư đệ, đám tử đệ các tộc toàn bộ đều nhìn về phía Lý Tịch, biểu lộ dần dần đặc sắc. Con rể Hoàng Phủ gia lại là sư đệ con rể Kiều gia. Có ý tứ nha. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cảm thấy ngoài ý muốn nhất, nàng thả điểm tâm trong tay xuống, nhỏ giọng hỏi Lý Tịch. Hắn là sư huynh của ngươi. Ta không biết hắn. Lý Tịch âm trầm sắc mặt, chưa xong à. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đứng dậy. Ngươi đang dựng chuyện với ta sao? Khương Phàm cố ý đánh giá hai mắt nàng. Cô chính là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Ta nghe nói là cô mang hắn về. Là ta. Là ngươi cứu được hắn, hay là ngươi nhặt được hắn? Có khác nhau sao? Nếu như là ngươi cứu được hắn, ta sẽ vô cùng cảm tạ. Ngươi cứu mệnh hắn, cũng chính là đã cứu mệnh Khương Phàm ta. Ân tình này, ta nhất định sẽ trả. Nếu như là nhặt được hắn, ta cũng cảm tạ các ngươi những năm này chiếu cố Lý Tịch. Tuy nhiên, ngươi tốt nhất nên giải thích với ta chuyện hắn mất trí nhớ. Khương Phàm thành thật, mặt không đỏ tim không đập. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền khẽ nhíu mày, vô ý thức lại nhìn mắt Lý Tịch. Thật không phải sư huynh đệ sao? Tử đệ các tộc hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều rất quái dị. Nhìn Khương Phàm rất rõ ràng. Sao Lý Tịch lại thờ ơ như vậy? Ta tuyệt đối không biết hắn. Lý Tịch bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt nhìn về phía Khương Phàm cũng biến thành lăng lệ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nói với Khương Phàm. Lý Tịch là nam nhân của Hoàng Phủ Nguyệt Thiền ta, là con rể gia tộc Hoàng Phủ chúng ta. Hắn, chỉ có một thân phận này, ngươi nhận lầm người rồi. Hắn là sư đệ ta, chúng ta sống nương tựa nhau mười mấy năm nay, không nhận sai được. Ánh mắt Khương Phàm từ đầu đến cuối đều rơi trên người Lý Tịch, biểu lộ vô cùng đúng chỗ. Không phải ngươi nói ngươi theo sư phụ ngươi sống nương tựa lẫn nhau sao? Theo sư phụ liền không thể theo sư đệ, ngoại trừ Lý Tịch, ta còn có một sư đệ khác, hắn cũng đang tìm kiếm Lý Tịch. Nếu là sư đệ, vì cái gì Lý Tịch không chút ấn tượng nào với ngươi? Cái này thì phải hỏi các ngươi, đến cùng là thương thế quá nặng nên mất trí nhớ. Hay là các ngươi sợ Lý Tịch có thân phận khác, tương lai có khả năng mất đi hắn, cho nên cưỡng ép cho hắn ăn thuốc gì? Làm càn, ngươi đang nhục nhã gia tộc Hoàng Phủ chúng ta sao? Chúng ta chọn rể, còn cần đến hạ thuốc. Ta sẽ tra rõ ràng. Lý Tịch, chúng ta đi. Khương Phàm trực tiếp đi đến chỗ Lý Tịch. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mở miệng. Khoan đã, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, hắn là người của Hoàng Phủ gia chúng ta. Ta hiểu tâm tình của cô,
nhưng ta đã gặp hắn, nhất định phải mang hắn đi. Đủ rồi. Lý Tịch trầm mặt đứng dậy. Ta lại nói cho ngươi một lần nữa, ta không phải sư đệ ngươi. Nếu như ngươi lại hung hăng càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Sư đệ, ngươi đối với ta như vậy, sư huynh ta rất thương tâm, sư phụ cũng sẽ vô cùng khổ sở. Khương Phàm đề cao giọng, biểu lộ bi phẫn thống khổ lại tiếc nuối, vừa đúng. Giọng Lý Tịch cũng cao hơn mấy phần. Trong trí nhớ của ta, không có bất kỳ vết tích gì liên quan tới ngươi. Khương Phàm vẫn mặt dạn mày dày kiên trì. Ta sẽ tra rõ ràng nguyên nhân, ta cũng sẽ để cho ngươi khôi phục ký ức. Nhưng ngươi nhất định phải theo ta đi. Đại công tử gia tộc Hoàng Phủ Chính Thiên chống thân thể hùng tráng lên, ánh mắt thâm thúy tiếp cận Kiều Linh Vận. Có phải con rể này của các ngươi hơi quá phách rồi hay không? Nơi này là chỗ nào? Hắn lại là thái độ gì? Hôm nay có đại điện hạ ở đây, ta tha cho hắn lần này. Nhưng nếu như không biết tốt xấu, hôm nay ai cũng không gánh nổi hắn. Kiều Linh Vận hừ lạnh, mặc dù không nguyện ý trêu chọc vào Hoàng Phủ gia, nhưng tuyệt không sợ Hoàng Phủ gia. Giải thích cái gì gọi là không gánh nổi hắn? Làm sao, ngươi muốn giết chết hắn? Ngươi thử một chút, ta ở ngay tại đây nhìn xem, ngươi cứ việc thử một chút. Đại hoàng tử hiên ngang, khí thế dần dần phóng xuất ra ngoài, hắn đưa tay đè ép bàn. Hôm nay là hội nghị các gia tộc, không phải là chỗ các ngươi xử lý việc tư. Trước tiên tất cả cứ ngồi xuống, tiếp tục thương lượng chuyện thi đấu bài vị. Đoàn yến hội kết thúc, các ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đấy. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Tại trước mặt đại hoàng tử, bọn hắn chỉ là thần tử, không dám mạo phạm. Ngồi xuống trước. Đông Hoàng Nguyệt Thiền lôi kéo Lý Tịch trực tiếp ngồi xuống. Khụ khụ. Kiều Linh Vận dùng ánh mắt nhắc nhở Khương Phàm, trước tiên nhịn một chút, không được mạo phạm đại hoàng tử. Chúng ta ngồi ở đâu? Khương Phàm nhìn quanh một vòng. Đằng sau. Kiều Linh Vận lôi kéo Khương Phàm đi đến vị trí cuối. Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc, lại là hoàng triều diễn biến thành hoàng tộc, mọi thứ đều nhìn vào lễ nghi, cũng tuần hoàn theo địa vị. Lần trước thi đấu bài vị, bọn hắn đứng ở vị trí thứ 9, cho nên trên các loại hội nghị đại tộc, số ghế người của Kiều gia đều là xếp tại cuối cùng. Khương Phàm đi theo Kiều Linh Vận ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Tịch. Nhân tài! Đan Hoàng cảm khái trong ý thức Khương Phàm. Bất luận như thế nào hắn cũng đều không nghĩ tới, Khương Phàm vậy mà lại náo ra một màng, nhận người thân, như thế. Tuy nhiên, thật sự là tuyệt. Dù sao Lý Tịch cũng mất trí nhớ, chỉ cần Khương Phàm lì lợm không muốn mặt nhận định hắn là sư đệ, liền có thể đứng vững được bước chân bên trên, đạo đức bất luận về sau xảy ra chuyện gì, đều có thể hiểu. Sơ khí chất đạo đức làm lấy chuyện không đạo đức. Đứa nhỏ này thật là có tiền đồ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền và Hoàng Phủ Chính Thiên liếc mắt nhìn Khương Phàm, lại đụng phải ánh mắt nhau. Đều từ trong mắt nhau thấy được cảnh giác. Cái này cảnh giác chính là bọn hắn không thể mất đi Lý Tịch. Lý Tịch không có ký ức trước đó, chẳng khác nào hoàn toàn thuộc về Hoàng Phủ gia. Nếu như Lý Tịch khôi phục liền dễ dàng sinh ra ý khác. Ai biết trước đó Lý Tịch là ai, lại có ký ức gì, chẳng may là đi theo Khương Phàm chạy mất thì sao? Bọn hắn hao phí tinh lực, vận dụng tài nguyên, thật vất vả mới đem bồi dưỡng Lý Tịch đến đại thừa thánh phẩm, sao có thể tiện nghi người khác? Ta không biết hắn. Lý Tịch cũng thấp giọng cam đoan. Hắn sống tại Hoàng Phủ gia rất tốt, hưởng thụ tài nguyên, địa vị, còn có Hoàng Phủ Nguyệt Thiền xinh đẹp không gì sánh được, còn chưa có hưởng thụ đủ. Ta biết, ta hiểu. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nắm chặt tay Lý Tịch, rất hài lòng biểu hiện của hắn. Đại hoàng tử khí vũ hiên ngang, uy thế nghiêm nghị, sau khi ánh mắt đảo qua đệ tử các tộc, mới nói. Hôm nay mời 9 đại tộc các ngươi tới, ngoại trừ nói một chút quy củ thi đấu bài vị, vẫn là phải nhắc nhở mấy người các ngươi chú ý hạng mục. Thứ nhất, các tộc các ngươi nhất định phải thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình, không được có bất cứ qua loa hay lười biếng gì. Thi đấu bài vị 35 năm cử hành một lần, chính là vì trưởng thành của đại tân sinh gia tộc. Đến lúc đó toàn hoàng thành đều chăm chú quan sát, thế lực phía ngoài cũng đều sẽ đến chú ý. Thứ bọn hắn nhìn chính là bọn ngươi luận võ, đánh giá lại là tiềm lực cổ hoa. Cổ hoa có thể tiếp tục bảo trì trấn nhiếp hoàng tộc phương Bắc hay không, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Thứ hai, không được ác ý đả thương người khác, càng không được náo chết người.
Thi đấu bài vị nói cho cùng chỉ là biểu hiện ra tiềm lực của các tộc, cũng biểu hiện ra sự đoàn kết của các tộc. Thứ ba, sớm công kỳ một chút, năm nay sẽ cho phần thưởng đối với ba gia tộc ở bài vị đầu. Đại hoàng tử nói xong, không khí trong phòng lập tức nóng lên. Các gia tộc vì để khích lệ tử đệ bọn hắn toàn lực ứng phó vì gia tộc tranh thủ thanh danh, nội bộ đều sẽ sớm xuất ra linh bảo, ban thưởng cho những người biểu hiện ưu tú kia. Hoàng thất cũng sẽ xuất ra bảo bối càng đặc biệt, kích thích các tộc dũng tranh hàng đầu. Mà phẩm cấp bảo bối được lấy ra, cũng bị xem như là cơ hội hiện ra nội tình hoàng gia, cho nên mỗi kiện đều vô cùng trân quý. Đại điện hạ mau nói đi, chúng ta đều đã đợi không kịp. Đại điện hạ quá sảng khoái, ta còn tưởng rằng phải chờ đợi tranh tài cùng ngày mới công bố. Ta nghe nói hoàng thất vừa đạt được một bộ siêu cấp thánh pháp, uy lực phi phàm. Ha ha, Đường ra các ngươi kích động cái gì, muốn có được ban thưởng, phải là đứng trong ba vị trí đầu. Đường ra chúng ta nhất định sẽ đứng ở ba vị trí đầu, ngược lại là Mục gia các ngươi, năm nay đừng nói ba, năm vị trí đầu đều chưa hẳn. Thật sao, trước đó ta theo người của Đường ra tới thủ, không nghĩ tới Đường Nguyên Bá Đường Đường là đại thừa thánh văn, lại bị người khác tùy tiện đánh cho bay. Mục Vân Hải, ngươi muốn tìm phiền toái. Ha ha, điện hạ ở chỗ này đây. Chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Sắc mặt đại hoàng tử hơi hơi trầm xuống một chút, không khí trong phòng nhanh chóng an tĩnh lại. Tử đệ các tộc đều ngồi nghiêm chỉnh, không còn ầm ĩ. Khương Phàm nhìn đại hoàng tử uy nghiêm, trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra trí nhớ kiếp trước. Hắn nhớ tới linh văn cổ hoa hoàng thất, là thú linh văn, nhưng không phải yêu thú chân chính, mà là người. Một loại ngoại hình giống người, lại vừa đặc biệt vừa kinh khủng. Linh văn của bọn hắn có thể xưng là trời sinh hoàng tộc, từ khi xuất hiện ở cái thế giới này, đến khi thành lập được chí tôn hoàng triều, bọn hắn chỉ dùng 5 đời, về sau cổ hoa hoàng tộc hùng cứ thương huyền phương Bắc, tiếp tục kéo dài sau vạn năm, thậm chí leo lên qua chiến trường bách tộc. Nếu như không phải mấy ngàn năm trước kia dã tâm những kẻ thay mặt hoàng thất quá lớn, chiến tử tại bách tộc chiến trường, cũng tác động đến hoàng thất, nếu không cũng không trở thành nửa đường xuống dốc, suýt nữa diệt tộc. Ban thưởng trong bài vị thứ ba là, sinh mệnh nguyên quả. Linh quả sinh ra bên trong sinh mệnh linh tuyền, có được sinh mệnh nguyên lực cường đại. Chỉ cần một quả liền có thể kích phát tiềm lực trái tim, mở ra tâm hải mà luyện thể giả theo đuổi, có được năng lực chữa trị siêu nhiên. Cho dù là cắt mất tứ chi, cũng có cơ hội tái tạo. Đại hoàng tử vừa nói ra, đám người lần nữa kích động. Sinh mệnh nguyên quả từng xuất hiện qua tại trong thương hội thiên cung. Giá trên trời bán đi oanh động cả hoàng thành. Không nghĩ tới vậy mà hoàng thất lại lấy ra làm ban thưởng, càng kích động hơn chính là, hàng vị thứ ba đã như thế, vậy hai vị trí đầu thì sao? Cái thứ hai, một bảo khí không gian. Đại hoàng tử hơi dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ. Điện hạ, hoàng thất muốn giao ra Sơn Hà Đồ. Hoàng thất muốn lấy Sơn Hà Đồ ra làm phần thưởng sao? Phần thưởng năm nay quá phong phú. Đám người kinh hô, thực sự khó mà bình tĩnh được. Sơn Hà Đồ. Kiều Linh Vận đều cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng giới thiệu với Khương Phàm. Sơn Hà Đồ là vũ khí không gian, tự thành như một thế giới bình thường, có thể dung nạp trăm dặm Sơn Hà, tiếp nhận trọng lượng ức vạn tấn. Càng đặc biệt là sau khi Sơn Hà Đồ nhận chủ, nó sẽ có thể theo thân thể của chủ nhân dung hợp hoàn mỹ. Tựa như là người mang trăm dặm Sơn Hà. Vẫy tay một cái, phóng thích sông núi. Khương Phàm nghe xong, âm thầm cảm khái, không hổ là hoàng tộc, tiện tay lấy ra phần thưởng đã bất phàm như thế. Hoàng phủ Nguyệt Thiền và hoàng phủ Chính Thiên trao đổi hạ ánh mắt, mắt đầy mong đợi nhìn đại hoàng tử. Bọn hắn không quan tâm phần thưởng thứ hai thứ ba, bọn hắn muốn là cái thứ nhất. Từ khi thi đấu bài vị bắt đầu đến nay, mỗi lần gia tộc hoàng phủ bọn hắn đều là trước thứ ba, nhất là những năm gần đây. Vững vàng tại vị trí thứ nhất, đạt được phần thưởng chân quý. Hoàng phủ gia có thể càng ngày càng mạnh, không thể bỏ qua công lao của những phần thưởng này. Thi đấu bài vị lần trước, bọn hắn đã đạt được một bộ thánh pháp võ đạo cường đại, tiểu quang mang thánh pháp. Độ khó để tu luyện tiểu quang mang thánh pháp cực cao, yêu cầu đối với linh văn cùng thể chất cũng vô cùng hà khắc, nhưng chỉ cần có thể luyện thành, bản thân có thể theo võ pháp, linh lực hình thành phối hợp. Để tốc độ công kích của võ pháp tăng vọt gấp đôi. Đây đối với những người tu luyện kiếm thuật bọn hắn mà nói, quả thực là phối hợp hoàn mỹ.
mà sau khi tu luyện tới cực hạn, tốc độ phóng thích võ pháp có thể tiếp tục tăng vọt, đạt tới 9 lần, có thể gọi là tốc độ ánh sáng, cơ hồ khiến cho kẻ địch ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Mà lần này, bọn hắn nghe nói Hoàng Thất muốn xuất ra một bộ thánh pháp đến ban thưởng vị trí thứ nhất. Thánh pháp Hoàng Thất, quá đáng để mong chờ. Đại hoàng tử đặt hai tay ở trên bàn, chờ toàn bộ đám người an tĩnh lại, mới nói. Vị trí thứ nhất, truyền thừa thao thiết. Truyền thừa thao thiết, quả nhiên là nó. Là truyền thừa thao thiết, thánh pháp Hoàng Thất đạt được là truyền thừa thao thiết. Yêu thú bình thường tồn tại truyền thừa huyết mạch, mà lại chỉ có thể truyền thừa, không thể tu luyện. Càng là truyền thừa cường hãn, yêu cầu đối với độ tinh khiết huyết mạch càng cao. Nhưng là thao thiết truyền thừa vào thời gian rất lâu về trước đã từng bị người khác phục chế, trải qua vô số lần cải tạo, biến thành võ pháp thể chất cường đại mà con người bình thường có thể dùng được. Thao thiết truyền thừa có thể xưng tuyệt học nhục thân, có thể chấn động không gian, hình thành vòng xoáy khủng bố, cướp đoạt khí tức huyết nhục, nếu như bị vòng xoáy đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người có cơ thể càng cường đại, uy lực tu luyện càng khủng bố hơn. Nghe nói thao thiết chân chính có thể phóng xuất ra vô số vòng xoáy, thôn vệ sinh mệnh trong mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm. Thế nhưng thao thiết lại là siêu cấp hung thú. Tử đệ các tộc đều rất cảm khái, Hoàng Thất năm nay đơn giản là lấy máu. Bọn hắn nghe nói Hoàng Thất vì để đạt được bộ thánh pháp này đã phải bỏ ra cái giá cực lớn. Không chỉ bởi vì thánh pháp khác biệt, càng quan trọng hơn là ai tu luyện bộ này thánh pháp chẳng khác nào mạo phạm thao thiết, đem lại chế tài tàn nhẫn. Cho nên thao thiết thánh pháp truyền thừa đã có từ rất lâu, nhưng lại có ít người đạt được, có gan tu luyện càng ít. Đại điện hạ, chúng ta đạt được thì có thể tu luyện. Hoàng Phủ Chính Thiên hỏi. Hoàng Thất đã đạt được, khẳng định là có thể tu luyện, mà lại rất có thể đã luyện thành, nhưng các gia tộc bọn hắn không có tư cách tu luyện, cần phải hỏi rõ ràng. Đại hoàng tử nói. Gia tộc ở vị trí đầu tiên, có thể chỉ định một người tiến hành tu luyện. Chỉ có thể chỉ định một người. Đại điện hạ đã nói như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ mong một chút. Hoàng Phủ Chính Thiên cởi mở cười to, giống như nhất định phải có được. Ha ha, ý của Chính Thiên huynh, giống như đã là đệ nhất. Nam tử đối diện Hoàng Phủ Chính Thiên cười hai tiếng, hắn điêu luyện lãnh tuấn, khí chất nội liếm, lại đầy tà khí. Kiều Linh Vận thấp giọng nhắc nhở Khương Phàm. Hắn là Trung Ly Dịch. Gia tộc của Trung Ly trong cửu đại gia ở vị trí thứ hai, Trung Ly Dịch hắn là một người có thiên phú cao nhất Trung Ly gia tộc. Hoàng Phủ Chính Thiên ôm lấy bả vai hùng tráng, cười nói. Gia tộc Trung Ly các ngươi muốn tranh sao? Ha ha, Trung Ly gia đã liên tục hơn 500 năm đều đứng thứ hai. Thực sự không tranh nổi, làm lão nhị cũng không tệ. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung Ly Dịch cũng không nói nhiều, hắn đối với thao thiết thánh pháp là tình thế bắt buộc. Tốt tốt tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoàng Phủ Chính Thiên có chút khinh thường, mặc dù Trung Ly Dịch xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng gia tộc vẫn cân nhắc bài vị là thế lực tổng hợp, là từng phương diện biểu hiện của linh nguyên cảnh cao giai đến linh hồn cảnh. Ta cũng chờ mong biểu hiện của Trung Ly gia. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền có chút ngẩng đầu, khiêu khích gia tộc Trung Ly. Tử đệ các tộc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thao thiết thánh pháp là thánh pháp luyện thể, rõ ràng càng thích hợp với Trung Ly Dịch. Nhưng Hoàng Thất hết lần này tới lần khác lấy ra làm phần thưởng, rất có thể là cố ý kích thích hai đại gia tộc cạnh tranh. Chúng ta có hy vọng không? Khương Phàm thấp giọng hỏi Kiều Linh Vận. Hình như thao thiết thánh pháp rất thích hợp với hắn, theo chu tước quy nguyên thuật cũng rất tốt. Nếu có hy vọng, vẫn có thể tranh thủ một chút. Cái này, Kiều Linh Vận hơi xấu hổ. Phốc, ha ha, có hy vọng, các ngươi rất có hy vọng. Một vị con em thế gia bên cạnh đem rượu trong miệng đều phun ra ngoài. Thế nào? Người bên cạnh hỏi. Ha ha, Khương Phàm hỏi Kiều gia có thể đến thứ nhất hay không? Ha ha. Người kia không chút kiêng kỵ cười to. Kiều gia muốn tranh đệ nhất, là đợi ở cuối không thoải mái sao? Ha ha. Có hy vọng là tốt, nhưng đừng nên si tâm vọng tưởng. Chí tôn thánh văn là rất mạnh, nhưng đừng quên thân phận của mình. Bất quá chỉ là một tên thôn phu hoang dại mà thôi. Chí tôn thánh văn hoang dại, thậm chí kém xa đại thừa thánh văn cường tộc chúng ta dùng toàn lực chế tạo. Sở dĩ Đường Nguyên Bá thua là bởi vì không có chuẩn bị, không hiểu rõ ngọn nguồn của ngươi, nếu lại đấu một lần nữa, thắng thua chưa định được. Tử đệ các tộc vô tình châm biếm. Khương Phàm không quan tâm,
thấp giọng hỏi Kiều Linh Vận. Như thế nào mới có thể thắng được vị trí thứ nhất? Kiều Linh Vận tiến đến bên tai Khương Phàm, khẽ nói. Nếu như bài vị có thể đi vào 5 vị trí đầu thì có quyền lợi khởi xướng khiêu chiến vị trí thứ nhất. Tổng cộng 2 trận khiêu chiến, linh nguyên cảnh 1 trận, khiêu chiến 3 vị đồng cấp, linh hồn cảnh 1 trận, cũng là đánh thắng 3 vị đồng cấp. Nếu như toàn bộ đều chiến thắng, lại được các tộc tán thành liền có thể thay thế thứ nhất. Loại khiêu chiến thi đấu bài vị này từ khi bắt đầu đến nay đã dùng không đến 10 lần, không có một lần thành công qua. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, không nhiều lời. Sau đó không lâu, đại hoàng tử tuyên bố yến hội kết thúc, đứng dậy muốn rời khỏi, tuy nhiên lại nhìn thấy Khương Phàm đối mặt cùng hoàng phủ gia, thuận miệng điều giải nói. Khương Phàm, người đã đến nhận sư đệ, tóm lại nên có chứng cứ. Ngươi lấy ra, hoàng phủ gia mới có thể cùng ngươi đàm phán, nếu như ngươi không có chứng cứ, cũng không cần dây dưa nữa. Hắn có thể có chứng cứ gì, ta cũng hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề. Hoàng phủ Nguyệt Thiền cố ý kéo cánh tay Lý Tịch lại, đi theo đại hoàng tử muốn rời khỏi. Khương Phàm hô to, ta có chứng cứ, chỉ là không tiện nói ra, nhưng ta tin tưởng người của hoàng phủ gia rất rõ ràng bí mật này, cũng chính bởi vì bí mật này, bọn hắn từ đầu đến cuối luôn giấu giếm tình huống thật của Lý Tịch. Sắc mặt hoàng phủ Nguyệt Thiền và hoàng phủ Chính Thiên hơi đổi một chút, không hẹn mà cùng đụng ánh mắt nhau. Ngay cả Lý Tịch lạnh lùng ngạo đều có chút thay đổi. Bí mật gì? Tử đệ các gia tộc đang chuẩn bị rời đi đều hứng thú. Khương Phàm để ý ánh mắt của bọn hắn, trịnh trọng một câu. Bí mật linh văn, bí mật là kiếm linh văn của hắn. Ánh mắt hoàng phủ Nguyệt Thiền hơi rung nhẹ, thần sắc sốt cục cũng nghiêm trọng lên. Người ngoài không rõ ràng tình huống của Lý Tịch, nàng lại biết rõ rành rành. Ban đầu lúc đụng phải hắn, trên trán Lý Tịch vốn không nhìn thấy linh văn, còn tưởng rằng là tên phế vật. Nhưng sau khi ở chung được một thời gian ngắn, vậy mà lại không thể tưởng tượng nổi, Lý Tịch xuất hiện kiếm linh văn. Là thánh phẩm kiếm linh văn. Kiếm văn đặc biệt, hoàn toàn giống gia tộc hoàng phủ bọn hắn. Đừng nói là nàng, ngay cả các lão tổ trong gia tộc đều chưa nghe nói qua tình huống như vậy. Bọn hắn đều tin tưởng trên người Lý Tịch có bí mật lớn nào gió, cho nên toàn lực bồi dưỡng, cũng nghĩ biện pháp che giấu tình huống linh văn của hắn. Khương Phàm làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Lý Tịch thật sự là sư đệ Khương Phàm? Ta không biết ngươi, ta dám khẳng định, ta tuyệt đối không biết ngươi. Lý Tịch rất bất ngờ khi Khương Phàm có thể biết bí mật của mình, nhưng vẫn rất cảnh giác. Nếu như hai người thật sự là sư huynh đệ, khẳng định là sớm chiều ở chung mười mấy năm nay. Coi như hắn có mất trí nhớ, nhưng sau khi gặp mặt cũng sẽ có xúc động sơ qua. Thế nhưng, không có. Không chỉ có trong ấn tượng không có, trên cảm giác càng không có. Ngươi ngược lại là nói ra đi, bí mật gì? Mục Vân Hải cố ý cao giọng thúc giục, nhìn sắc mặt hoàng phủ ra, giống như thật bị Khương Phàm nói trúng tim đen. Đại hoàng tử đều ngừng lại. Bí mật linh văn của Lý Tịch. Bọn hắn chỉ biết Lý Tịch là thiên tài luyện kiếm, các loại võ pháp đều có thể dung hội quán thông, thể hiện ra thực lực siêu cường. Đây cũng là điều để các thế gia hoàng thành tán thành hắn. Tự mình gọi hắn là con rể cổ hoa đầu tiên. Nhưng, bọn hắn đều không nghĩ tới linh văn của Lý Tịch có cái gì không bình thường. Khương Phàm nhìn thẳng ánh mắt hoàng phủ Nguyệt Thiền. Vì để bảo vệ sư đệ ta không nói rõ, các ngươi hiểu rõ là tốt. Ánh mắt cảnh giác của hoàng phủ Nguyệt Thiền thoáng hỏa hoãn, nhưng lại ôm lấy cánh tay Lý Tịch chặt hơn. Nàng mặc kệ Lý Tịch có phải sư đệ Khương Phàm hay không, nàng chỉ biết là mình không thể mất Lý Tịch được. Hoàng phủ gia càng không thể mất Lý Tịch được. Khương Phàm lại nói. Cô cứu được hắn, ta cảm kích cô. Hắn có thể tìm tới nữ tử như ngươi đây, cũng là phúc khí của hắn. Ta không phải đến chia rẽ các ngươi, ta chỉ đến nhận lại sư đệ ta, còn xin hoàng phủ cô nương có thể hiểu được. Lý Tịch, ta tôn trọng ý kiến của huynh. Hoàng phủ Nguyệt Thiền không quan tâm. Lý Tịch âm trầm sắc mặt, lạnh lùng nhìn Khương Phàm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì. Nhưng, ngươi đừng mơ tưởng. Khương Phàm, ngươi nghe được thái độ của Lý Tịch chưa? Hoàng phủ Nguyệt Thiền hừ một tiếng, kéo Lý Tịch đi ra ngoài. Khương Phàm cười. Hoàng phủ Nguyệt Thiền, cô nhất định phải như thế này. Ta thế nào? Hoàng phủ Nguyệt Thiền cũng không quay đầu lại. Cô giao Lý Tịch cho ta, tất cả chúng ta đều vui vẻ, nói không chừng còn có thể thân thích.
nếu như cô kiên trì không giao, chẳng khác nào chiếm lấy sư đệ ta, ân cứu mạng cũng sẽ xóa bỏ. Ngươi còn muốn cứng rắn đoạt. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền ngẩng đầu liền muốn cười lạnh, kết quả. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đột nhiên chấn động quán rượu Thiên Cung, các gian phòng đều lay động không thôi. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm kinh khủng, kim quang hừng hực, nhiệt độ cao vặn vẹo, trong chớp mắt đã quét sạch cả phòng. Mặc dù nơi này tất cả đều là tinh anh các tộc, thiên phú phi phàm, thực lực cường đại, nhưng, quá đột nhiên. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ thế mà bay ngược đụng nát vách tường, chật vật lật lăn ra ngoài. Ngay cả Kiều Linh Vận đều bị vô tình tung bay, nhưng bị Khương Phàm một phát bắt được, cưỡng ép phung ra sau lưng. Ôm chặt, Kiều Linh Vận bối rối, ánh mắt lại chừng đến căng tròn, chết tiệt, người đang làm gì? Nơi này là Thiên Cung, trước mặt là Đại Hoàng Tử. Khương Phàm đạp tan mặt đất phóng lên, vồ một cái về phía Lý Tịch. Lý Tịch chính muốn mạnh mẽ ổn định, kích thích lên Linh Văn, Khương Phàm đã tới gần, liệt diễm toàn thân giống như chiều cường, chồng chất phóng thích, lại lần nữa hất bay hắn. Lý Tịch trung quy vẫn là linh nguyên cảnh, khí huyết sôi trào, hoàn toàn mất khống chế. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, hai chân hóa thành lợi trảo, hung hăng giữ tại lồng ngực Lý Tịch. Khương Phàm, người đây là tại mạo phạm hoàng thất, khiêu chiến gia tộc Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Hoàng Phủ Chính Thiên liên tiếp chống đỡ liệt diễm, đang muốn phản kích, lại nhìn thấy Khương Phàm mang theo Lý Tịch phá tan tường đá, liệt diễm cuồn cuộn sôi trào xông ra khỏi quán rượu. Tầng thứ 9 loạn thành một bầy. Các tiếng hô hoán, tiếng mắng chửi, vang thành một đoàn. Điện hạ, ngài không sao chứ? Hai thị vệ hoàng gia quay xung quanh Đại Hoàng Tử, sắc mặt tái xanh. Toàn thân Đại Hoàng Tử lưu chuyển lên cường quang chói mắt, không có bị kim viêm thánh hỏa làm bị thương, nhưng Khương Phàm hành động dã man thế này để ánh mắt của hắn dần dần lăng lệ. Lại dám ở trước mặt mọi người mạo phạm hắn. Đây là, đại bất kính. Thông báo gia tộc, cùng ta đến Kiều gia cướp người. Hoàng Phủ Chính Thiên gầm thét, không lo được hành lễ với Đại Hoàng Tử, dẫn đầu xông ra khỏi quán rượu. Cái tên hỗn đản này, Hoàng Phủ gia tộc không đội trời chung với ngươi. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền theo sát lao ra. Hắn bị điên sao? Tinh thần hắn có vấn đề lớn. Bắt người ngay trước mặt điện hạ, còn dám làm cháy phòng Thiên Cung, lá gan gia hỏa này đủ lớn rồi. Loại thôn phu không có thấy qua việc đời này đúng là dã man, hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tùy ý làm bậy. Tử đệ các tộc từ trong phế tích đứng lên, sắc mặt khó coi, tức giận quát tháo. Quá ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Bọn hắn sống bao lâu nay đều không có gặp được gia hỏa nào điên như thế. Đơn giản là quá hồ nháo rồi. Mục Vân Hải ngược lại là kích động hô to. Nhanh nhanh nhanh, đến Kiều ra đi, hôm nay sẽ có náo nhiệt. Khương Phàm, Kiều Linh Vận xông ra khỏi quán rượu, ngồi lên xích viêm điêu, bay thẳng đến Kiều ra. Ngươi dám ngay đánh trước mặt hoàng tử, có phải qua loa rồi hay không? Kiều Linh Vận kinh hồn khó định. Khiếp sợ nhìn lên Khương Phàm một mặt bình tĩnh trước mặt. Quá hồ nháo, thực sự quá hồ nháo. Không chỉ có đối mặt Hoàng Phủ gia, lại còn mạo phạm Đại Hoàng Tử. Là có chút qua loa, tuy nhiên vẫn đứng được trên đạo nghĩa. Khương Phàm cố ý không muốn dây dưa thời gian dài với bọn hắn như vậy, chính là muốn cho tất cả bọn hắn mọi người để lại ấn tượng, ta chính là sư huynh Lý Tịch, sau đó bất luận là làm cái gì, đều có thể bị người hiểu thành bất đắc dĩ. Và, sốt ruột nhận người thân. Hắn thật là sư đệ ngươi. Kiều Linh Vận dở khóc dở cười. Lần này tốt rồi, thật phiền toái, gia tộc Hoàng Phủ coi Lý Tịch là tâm đầu nhục, hiện tại lại là thời khắc mấu chốt thi đấu bài vị, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không phải. Không. Kiều Linh Vận suýt chút nữa đã cắn được đầu lưỡi, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp khó có thể tin mà nhìn Khương Phàm. Ta vừa diễn kịch. Vì cái gì? Kiều Linh Vận mồm miệng không rõ, có chút mộng, có chút loạn, càng cảm giác có chút theo không kịp ý nghĩ Khương Phàm hơn. Gia hỏa này có bí mật lớn, ta mang hắn đi nghiên cứu một chút. Nếu như không có vấn đề, ta tiễn hắn trở về, nếu có vấn đề, ta đây coi như là cứu được gia tộc Hoàng Phủ. Thế nhưng, Kiều Linh Vận há hốc mồm, không biết nói cái gì, răng môi đóng mở hơn nửa ngày, mới nói. Người bình thường làm việc. Xử lý vấn đề, đều là như thế. Làm theo ý thích như thế sao?
ta chỉ là chẳng thèm giải thích cùng bọn họ, lười nhác, lãng phí thời gian. Khương Phàm xếp bằng ở bên trên xích phiêm điêu, ý thức giao hòa theo thanh đồng tháp, trấn áp Lý Tịch đang điên cuồng phản kháng tại tầng thứ hai, quan sát tình huống kiếm khí của hắn. Khương Phàm, ngươi là tên hỗn đản, thả ta ra ngoài. Lý Tịch ở bên trong phát điên gào thét, toàn thân hạo đáng kiếm khí, cuồng dã chảm lấy lồng giam. Ta không phải sư đệ của ngươi, thả ta ra ngoài, ta không phải sư đệ của ngươi. Từ khi Lý Tịch bắt đầu, có ký ức, đã nhận Hoàng Phủ ra bồi dưỡng cùng phù hộ, mà gia tộc Hoàng Phủ lại là cường tộc thứ nhất tại Cổ Hoa, dần dần nuôi dưỡng tính cách hắn thành cao ngạo cường thế. Chưa từng có ai dám mạo phạm hắn, càng không có người dám như thế cầm tù hắn. Ta biết ngươi không phải sư đệ ta. Giọng Khương Phàm quanh quẩn ở bên trong. Ngươi biết. Lý Tịch thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Ta chỉ cần người khác cho rằng ngươi là sư đệ ta là được. Ngươi, ngươi. Tiếp tục đánh, ta nhìn linh văn ngươi. Ngươi là tên điên, Hoàng Phủ gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Tịch bạo phát, kiếm khí sắc bén lao ra, giống như lít nha lít nhít kiếm quang, cắt đứt không gian. Một tiếng gào rít. Kiếm khí bén nhọn kịch liệt cuồn cuộn, chật ních thiết lao hắc ám, tạo thành 500 nắm đấm vòng xoáy, thanh thế to lớn. Trong mỗi cái nước xoáy đều có cường quang dâng lên, dựng dục lợi kiếm bén nhọn. Đến đây, đánh với ta một trận, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên dương kiếm văn. Lý Tịch gào thét, tóc dài bay loạn, hai mắt trừng trừng, thanh âm cùng khí thế theo 500 vòng xoáy cộng minh, tràng diện cực kỳ kinh người. Thiên dương kiếm văn. Ngươi thừa nhận, ha ha, Lý Tịch, ngươi không về được Hoàng Phủ ra, ngươi phải đi với ta đến Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm lần nữa kích thích. Ta muốn về Hoàng Phủ ra, Hoàng Phủ ra. Lý Tịch hét lên đầy giận dữ, 500 vòng xoáy trong nháy mắt đã nổ tung, đinh tai nhức óc. Những tia sáng lăng lệ, ngăn cách không gian, 500 thanh lợi kiếm phun trào ra, thanh thế mãnh liệt lung lay thiết lao. Theo lực khống chế của Đại Thừa Thánh Văn hắn. 500 thanh lợi kiếm ở trước mặt kịch liệt xen lẫn, hợp hai làm một. Mỗi một thanh lợi kiếm ngưng tụ lại đều tăng cường năng lượng kiếm thể. Trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm kinh khủng. Mở. Ánh mắt Lý Tịch như điện, nắm chặt trọng kiếm đánh về phía trước một kích. Không gian vặn vẹo, kiếm khí tăng vọt, uy lực giờ khắc này thẳng tới linh nguyên đỉnh phong. Ầm ầm. Cửa sắt bạo hưởng, chấn động lồng giam, đánh ra một vết tích thô to. Quả nhiên là thiên dương kiếm văn, người phục chế linh văn Hoàng Phủ ra. Ý thức Khương Phàm rời khỏi thiết lao. Giữa Lý Tịch và Lý Dần hẳn là có quan hệ đặc biệt gì đó. Giọng Đan Hoàng hiện lên trong đầu Khương Phàm. Lý Dần là xuất hiện 3 năm trước đây, Lý Tịch cũng là xuất hiện 3 năm trước đây. Bọn hắn đều không có ký ức, cũng đều có thể phục chế linh văn người khác. Giữa bọn hắn khẳng định có liên hệ, ta hoài nghi có thể là phía sau bọn hắn ẩn giấu bí mật gì đó. Khương Phàm thậm chí đang nghĩ, trên đời này có thể còn có kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm hay không? Vì sao bọn hắn có thể phục chế linh văn, cái này chẳng phải đang phục chế vận mệnh của người khác sao? Đan Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng cảm thấy có chút uy hiếp. Đối với con người mà nói, linh văn tương đương với vận mệnh. Nó quyết định phương diện ngươi sinh tồn ở thế giới này, quyết định phương hướng ngươi tu luyện võ đạo, quyết định độ cao trưởng thành ở tương lai của ngươi. Linh văn là thứ huyền diệu nhất thế gian, cũng là tuần hoàn theo quy luật khắc nghiệt của thiên đạo. Phục chế linh văn người khác chính là đang phục chế vận mệnh người khác. Lần nữa Đan Hoàng lại hoài nghi thân phận thật sự của Lý Dần, Lý Tịch, là con người, hay là vũ khí nào đó, hay lại là, vật chứa. Thiên hậu, vạn linh huyết thụ. Sắc Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, hắn tự mình lẩm bẩm. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn linh huyết thụ có thể thôn phệ huyết mạch yêu thú, diễn biến ra bí văn trấn áp tương ứng. Thiên hậu có thể thông qua khế ước, theo huyết mạch cường hãn cùng hưởng thực lực. Cho nên ta đang nghĩ, Lý Dần, Lý Tịch. Trong đầu Khương Phàm có chút hỗn loạn, giống như bắt lấy điểm mấu chốt gì đó, nhưng lại sâu chuỗi không nổi. Ngươi nói thiên hậu có thể làm gì? Đan Hoàng chấn kinh, cùng hưởng huyết mạch. Cùng hưởng nhiều ít, cùng hưởng tới trình độ nào? Đây là cái linh văn biến thái gì? Linh văn của thiên hậu là tuyệt thế hiếm thấy. Khương Phàm không có nhiều lời, tiếp tục suy đoán khả năng bí mật liên lụy đến Lý Dần. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, thực sự nghĩ không ra.
xem ra chỉ có thể đưa Lý Tịch đến Hắc Ám Vương quốc, để Lý Tịch và Lý Dần mặt đối mặt nhau. Khương Phàm, ngươi còn đứng đó làm gì? Kiều Linh vẫn lung lay tay trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm lấy lại tinh thần. Chuyện gì? Ta không rõ ràng rốt cuộc là ngươi có quan hệ như thế nào với Kiều gia. Nhưng ta xin nói câu mạo phạm, ngươi giày vò xong lại thoải mái phóng khoáng như thế. Chúng ta thì sao? Ngươi trêu ra cục diện rối rắm, chúng ta đến phụ trách xử lý. Kiều Linh vẫn không dám chất vấn Khương Phàm, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi mà. 10 năm? Có ý gì? Nhiều nhất 20 năm. Sau đó thì sao? Nhiều nhất 20 năm, Kiều gia sẽ phải gặp lại biến cố. Trước lúc đó, các ngươi phải tìm huyết tính trở về cho ta. Hôm nay xem như ta mở trận cho các ngươi. Thân phận của Khương Phàm không giấu được quá lâu, nhiều nhất 20 năm sẽ triệt để bại lộ ở trước mặt người đời, cũng sẽ khiến cho oanh động vô tận. Đến lúc đó, Kiều gia không có khả năng giống như ngàn năm trước, chỉ có thể lo thân mình như thế, hắn cũng sẽ không ở cho phép Kiều gia lại, không có được gì. Bởi vì, hiện tại Kiều gia đã không còn là Kiều gia trước đó, trên người bọn họ chảy xuôi huyết mạch của Khương Phàm. Sau khi Cổ Hoa phát hiện cũng sẽ không tha cho bọn hắn, toàn thế giới cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Khương Phàm nhất định phải mang bọn hắn đứng ở trước mặt toàn thế giới. Bọn hắn cũng nhất định phải bồi tiếp Khương Phàm, nghênh chiến toàn thế giới. Kiều Linh vẫn nhịn không được. Ta là thật không rõ lời của ngươi nói, chuyện ngươi làm, còn có một ít tư thái của ngươi. Ngươi có thể mở lời một chút hay không, giải thích với ta dù là một chút xíu. Khương Phàm trầm mặc một lát, nhìn về phía Kiều Linh Vận. Ta đang chờ. Kiều Linh Vận nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm. Lấy tính tình cường thế của nàng, nếu như không phải phụ thân tự mình căn dặn, nàng đã sớm cãi vã với Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên hỏi. Cô là Linh Nguyên Cảnh cửu trọng thiên. Kiều Linh Vận nói. Đại ca ta là linh hồn cảnh nhất trọng thiên, ta cũng có cơ hội đột phá, nhưng ta tận lực đặt ở cửu trọng thiên. Vì thời điểm thi đấu bài vị. Cam đoan linh hồn cảnh có người, cam đoan linh nguyên cảnh có ưu thế. Cô có lòng tin đối với mình hay không? Ta đương nhiên có lòng tin. Ta là Đại Thừa Thánh Văn, là người có thiên phú mạnh nhất của Kiều gia, đưa mắt ra nhìn những tử đệ Cổ Hoa, bên trong cửu trọng thiên có thể cùng ta đối kháng cũng không có mấy người. Bảo Nam là linh nguyên cảnh bát trọng thiên, là Thánh Văn Kiều gia chúng ta toàn lực tạo ra. Vô Song cùng Vi Nhi đều là bát trọng thiên, mặc dù là lục phẩm linh văn. Nhưng đều là kim kiêu thú linh văn. Còn có 3 vị tộc nhân chi thứ cũng đều là lục phẩm kim kiêu thú linh văn. Thực lực 7 người chúng ta có thể bảo đảm chứng minh Kiều gia ưu thế tại linh nguyên cảnh. Đại ca, còn có 1 vị đường huynh, đều là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Bọn hắn 1 người là thánh linh văn, 1 người là lục phẩm linh văn, cũng có ưu thế nhất định. Lần này nếu như không có trường sinh đại điển kiềm chế tinh lực, chúng ta có nắm chắc đem gia tộc địa vị tăng lên tới vị trí thứ 5. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, lại không nói thêm gì, mà là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Kiều Linh Vận. Người đang hoài nghi ta, Kiều gia chúng ta là một trong 9 đại tộc, 9 đại gia tộc trong hoàng tộc, mỗi đời đều có thể sinh ra thánh văn, một số thời khắc sẽ đạt tới 3 người. Buổi tối hôm nay có chuyện gì sao? Nhàn rỗi. Đêm nay vào lúc nửa đêm, ta chờ cô tại tổ tư. Không được kinh động bất cứ kẻ nào, chỉ một mình cô đi. Làm gì? Kiều Linh Vận biểu lộ ra vẻ quái dị. Cô đi sẽ biết. Khương Phàm nhắm mắt lại, tiếp tục quan sát đến Lý Tịch trong thanh đồng trong tháp. Kiều gia. Các cường giả hoàng phủ gia khí thế hung hăng ngăn ở trước cửa Kiều gia, các cường giả gia tộc khác liên tiếp theo tới, Kiều gia lại lần nữa oanh động. Lại tới. Lần này đổi thành hoàng phủ gia rồi. Hắn lại đã làm ra chuyện gì rồi? Người con rể này cũng quá nóng nảy rồi. Không thể yên tĩnh một lát sao? Hôm trước là Đường gia, hôm qua là Mục gia, hôm nay vừa đánh xong Đường Nguyên Bá, trời còn chưa có tối, Hoàng Phủ gia lại tới. Có phải Khương Phàm đang nghĩ tới bài vị lớn so với trước đó hay không? Trước tiên liền ở trước cửa Kiều gia làm một trận luận võ cá nhân. Trên dưới Kiều gia đều muốn điên rồi, họ kéo nhau đến trước cửa phủ. Ngay cả Kiều Vạn Niên sau khi biết được Khương Phàm vào quán rượu Thiên Cung đứng ở trước mặt đại hoàng tử bắt con rể hoàng phủ ra về, cũng nhanh chóng rời khỏi đại điện, đi xuống núi. Tuy nhiên hắn không có trực tiếp lộ diện, mà đứng ở đằng xa yên lặng chú ý. Khương Phàm, thả người cho ta. Ta không nói nhảm với ngươi,
cũng không nghe ngươi giải thích, thả người cho ta. Lập tức, ngay lập tức. Hoàng phủ Nguyệt Thiền đứng trước cửa Kiều gia, chỉ vào Khương Phàm ở trước cửa phủ tức giận quát tháo. Quá hỗn đản, quá phách lối, hắn dám ngang nhiên cướp đoạt nam nhân từ trong tay nàng. Xem Hoàng phủ Nguyệt Thiền nàng thành cái gì rồi? Xem Hoàng phủ gia thành cái gì rồi? Xảy ra chuyện gì? Kiều Thiên Mạch vội vã đuổi tới trước cửa. Hắn bắt Lý Tịch. Kiều Linh Vận nghênh tiếp đại ca. Lý Tịch, vì sao? Kiều Thiên Mạch trừng to mắt. Bởi vì lúc trước ở trong rừng cây nhìn hắn một cái liền chạy tới kéo người về rồi. Dã man như vậy sao? Nhìn thấy đồ tốt, trực tiếp đoạt lấy. Không biết. Không biết, bắt người dù sao cũng phải có lý do chứ. Hắn kiên trì bảo Lý Tịch là sư đệ thất lạc nhiều năm của hắn, cho nên liền chạy tới quán rượu Thiên Cung, ở ngay trước mặt đại hoàng tử bắt đi. Lý Tịch là sư đệ của hắn. Kiều Thiên Mạch hít một hơi, ngay trước mặt đại hoàng tử. Muội phu này quá kiên cường rồi. Không phải. Không phải ngươi vừa mới nói, hắn kiếm cớ cho mình bắt người sao? Còn có thể chơi như vậy. Kiều Thiên Mạch khó có thể tin mà nhìn Khương Phàm, đúng là được mở rộng tầm mắt. Nhóm tộc lão Kiều gia nghe được đều nhíu chặt mày, cái này không phải là hồ nháo sao? Kiều gia bọn hắn là một trong 9 đại gia, là quý tộc hoàng thành, tai to mặt lớn có uy nghi, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Tiểu hồ ly nằm sấp trong ngực Kiều Vi Nhi, khóe miệng hiện ra nụ cười xấu xa. Nói phải điệu thấp, người so với ai khác đều cao điệu hơn. Khương Phàm, đừng giả bộ ngốc, thả người. Người của hoàng phủ ra nhao nhao gầm thét, bọn hắn được tôn làm cổ hoa nhà thứ nhất, người người kính sợ, lúc nào lại nhận qua loại khiêu khích này. Hắn là sư đệ ta muốn dẫn hắn gặp sư phụ ta. Khương Phàm chạm ở trước cửa phủ, một mặt lạnh nhạt. Hôm nay là không biết xấu hổ, làm sao cũng không thả. Hoàng phủ Nguyệt Thiền giận dữ mắng mỏ. Ngươi nói hắn là sư đệ ngươi, hắn liền là sư đệ ngươi sao? Ta nói ngươi là con riêng của ta, vậy ngươi đúng là như thế sao? Khụ khụ. Nhóm tộc lão hoàng phủ ra cùng ho khan, tức giận thì tức giận, nhưng không được mang mình ra nói đùa. Ta sẽ dẫn hắn đi gặp sư phụ ta, giúp hắn khôi phục ký ức, sau đó lại trả lại. Ta cũng không phải muốn nuốt riêng hắn, không phải tổn thương hắn, vì cái gì mà các ngươi không đồng ý. Khương Phàm hô to với tử đệ các tộc ở phía trước. Ta có lỗi sao? Các tử đệ trợn mắt một cái, chúng ta xem náo nhiệt, hô với chúng ta làm cái gì? Hoàng phủ Nguyệt Thiền giận dữ. Ta hoài nghi đây là quỷ kế của ngươi. Quỷ kế gì? Ngươi muốn tổn thương Lý Tịch. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể an bài người đi cùng ta. Vì sao ngươi không mời sư phụ ngươi đến đây? Sư phụ ta thân phận đặc biệt, không tiện hiện thân. Một lão gia hỏa, nói không chừng đều sắp xuống lỗ. Có cái gì không tiện hiện thân? Ngươi nói chỗ, hoàng phủ gia chúng ta tự mình đi mời. Không cần, Lý Tịch là sư đệ ta sẽ dẫn hắn đi gặp sư phụ ta. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể an bài người theo giúp ta đi qua. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, các ngươi hoặc là phối hợp, hoặc là nghĩ cách chấp nhận. Khương Phàm kiên trì thái độ của mình, lại để câu kế tiếp, quay người đi vào. Đứng lại cho ta. Các cường giả hoàng phủ gia tập thể lao về phía trước, cao giọng quát lớn. Tập thể tộc lão Kiều gia cũng lao về phía trước, cao giọng hô to. Làm càn, nơi này là Kiều gia. Kiều Linh Vận cũng dày ra mặt lên, rằng co với bọn hắn. Khương Phàm đi nhận người thân, các ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Vì cái gì lại như cướp hài tử của các ngươi như thế? Các ngươi bồi tiếp Lý Tịch khôi phục ký ức, tương đương với việc kết giao cùng Khương Phàm, lại kết giao với sư phụ Khương Phàm, một công nhiều việc. Tại sao các ngươi lại kịch liệt phản đối? Chẳng lẽ các ngươi đã tổn thương qua Lý Tịch, hay là Lý Tịch mất trí nhớ có quan hệ với các ngươi? Nàng không thể để cho hoàng phủ gia trực tiếp xung đột với Kiều gia, cho nên vẫn muốn dây dưa trên việc, mất trí nhớ tốt nhất có thể đứng vững chân trên đạo nghĩa. Hoàng phủ Nguyệt Thiền phản kích. Chúng ta nguyện ý chiếu cố Lý Tịch, nguyện ý bồi Lý Tịch khôi phục ký ức. Nhưng, chúng ta không thể để cho người có dụng tâm khác tổn thương Lý Tịch. Các ngươi muốn khôi phục ký ức cho hắn, vậy thì đến hoàng phủ gia tộc đi. Khương Phàm trước đó đã thỉnh cầu qua, nhưng thái độ của các ngươi lại vô cùng ác liệt. Cho nên, hoàng phủ gia tộc không an toàn. Hiện tại đối với Lý Tịch mà nói, chỗ an toàn nhất là hoàng phủ gia.
ta hoài nghi Kiều gia các ngươi đang dùng thủ đoạn hèn hạ, quấy nhiễu thi đấu bài vị sắp bắt đầu. Chúng ta quấy nhiễu bài vị thi đấu có chỗ tốt gì, chúng ta lại có thể được cái gì? Muốn tìm lý do, tìm chút bình thường đi. Không được ầm ĩ, nhìn bộ dáng các ngươi đây còn ra thể thống gì. Các ngươi là hài tử cửu đại gia Cổ Hoa, đại biểu cho hình tượng cửu đại gia của Cổ Hoa, không được như một bát phụ. Một vị lão giả gia tộc Hoàng Phủ chạy tới nơi này, ngẩng đầu nhìn qua nhóm tộc lão Kiều gia trước cửa phủ. Kiều Vạn Niên đâu, chớ núp làm gì, đây không phải việc nhỏ, đám hài tử các nàng đây ở chỗ này tranh cãi ngất trời đều không giải quyết được, ra đây, cùng ta tỏ thái độ. Tộc lão Kiều gia nói, tộc trưởng còn đang ở đỉnh núi, chúng ta có thể đại biểu Kiều gia. Người tỏ thái độ trước, chúng ta đi theo. Ta chờ Kiều Vạn Niên, Hoàng Phủ Hùng Kiệt ta có tư cách đàm phán cùng vị gia chủ hắn đây. Lão nhân tuổi tác đã cao, tóc hoa râm, nhưng tinh thần tinh nhanh, đáy mắt lăng lệ. Hắn là nhị thúc gia chủ Hoàng Phủ gia đương đại, là lão nhân lần trước thay mặt lần lượt quy ẩn, về sau là người duy nhất ở lại chủ sự cũng phụ tá gia chủ. Hắn bước đến trước, toàn bộ người của Hoàng Phủ gia lui đến đằng sau, thái độ cung kính. Tộc lão Kiều gia nhỏ giọng nghị luận một lát, xoay người đi mời Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên cố ý đợi một chút, mới đi đến trước cửa phủ. Làm phiền Hùng Kiệt thúc, chút chuyện nhỏ này còn cần ngài đích thân tới. Hoàng Phủ Hùng Kiệt đi về phía trước hai bước. Cướp người ở trước mặt mọi người, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều đã phá hư quy củ. Chúng ta không nhiều lời, một câu, thả người. Kiều Vạn Niên ngữ khí lạnh lùng. Chuyện xảy ra là có nguyên nhân, quy củ xấu một chút cũng không sao. Kiều gia chỉ có một thái độ, không thả. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nhìn Kiều Vạn Niên thật sâu. Khương Phàm cưỡng ép cướp người, bất luận như thế nào, đều là mạo phạm Hoàng Phủ gia. Gia quy Hoàng Phủ gia, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có bất cứ hình thức khiêu khích gì. Người nhất định phải dùng lực lượng Kiều gia bảo vệ hắn. Gia quy Kiều gia, máu Kiều gia chảy trong Kiều gia, người Kiều gia chết tại Kiều gia. Khương Phàm là người của Kiều gia, máu và mệnh đều chỉ có thể thẩm phán tại Kiều gia. Ai dám đụng hắn, chính là đụng gia quy của Kiều gia bảo vệ đến cùng. Nói như vậy, chúng ta đều hiểu được chuyện phát sinh, cùng hậu quả. Đã hiểu. Kiều gia đã chuẩn bị xong. Kiều gia chưa từng sợ qua bất cứ kẻ nào. Hoàng Phủ Đức Kiệt chậm rãi gật đầu, phất tay ra hiệu đám người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Trong vòng 3 ngày, Khương Phàm hẳn phải chết. Người nào cản trở kẻ đó chết. Kiều Vạn Niên cũng ra hiệu toàn bộ tộc nhân về núi. Trong vòng 3 ngày, ai dám đụng một người một chỗ của Kiều gia, hoàn trả gấp 10. Bầu không khí trước cửa Kiều gia lập tức náo động. Đây là đang hạ chiến thư sao? Hai đại tộc muốn khai chiến. Mặc dù Kiều gia ở vị trí thứ 9, Hoàng Phủ gia ở vị trí thứ nhất, nhưng là hai đại gia tộc cùng là cửu đại gia Cổ Hoa, nội tình thực lực đều vô cùng hùng hậu, số lượng cường giả cũng không có quá chênh lệch. Nếu quả thật muốn đánh nhau, Kiều gia chắc chắn bị thương, Hoàng Phủ gia cũng sẽ không dễ chịu. Rất nhiều người nhìn toàn bộ gia tộc Hoàng Phủ rời đi, vừa nhìn về phía đại hoàng tử xa xa. Để ngươi đứng đấy xem kịch, để ngươi không tiện nhúng tay, hiện tại thì tốt rồi, hai đại gia tộc trực tiếp tuyên chiến. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm, mới vừa ở quán rượu nhắc nhở các tộc phải giữ gìn khắc chế, hiện tại thì tốt rồi, hai đại gia tộc trực tiếp tuyên chiến. Khoảng cách thi đấu bài vị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, rất nhiều thế lực phía ngoài đã lần lượt vào thành. Thế lực trong thành cũng chuẩn bị xem chiến, nếu lúc này lại đánh nhau thật, ảnh hưởng quá ác liệt. Điện hạ, chuyện này rõ ràng là Khương Phàm đang mạo phạm Hoàng Phủ gia, Kiều Vạn Niên coi như muốn bao che, cũng phải dựa theo quy củ. Vậy mà hắn lại trực tiếp chuyển gia tộc quy. Kiều Vạn Niên thật vất vả mới thu được con rể Chí Tôn Thánh Văn, hưng phấn quá mức sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn khai chiến với Hoàng Phủ gia? Sắc mặt bọn thị vệ ở hai bên trở nên khó coi. Hai đại gia tộc này quá hổ nháo, rõ ràng không để ý mặt mũi hoàng thất. Ta đi chiếu cố tên Khương Phàm này. Đại hoàng tử nhất định phải ra mặt giải quyết, nếu không phụ hoàng trách tội, hắn trốn không thoát trách nhiệm. Đại điện hạ, Khương Phàm đã đứng ở bên cạnh phủ cửa, chờ đợi đại hoàng tử. Hành lễ, thị vệ hoàng thất quát tháo. Đại hoàng tử đưa tay ngăn thị vệ lại. Ngươi biết ta sẽ đến. Khương Phàm mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Ta biết điện hạ không nguyện ý nhìn thấy hai tộc khai chiến.
Chín đại tộc là nền tảng cổ Hoa Hoàng Triều, bọn hắn cần phải cường đại hơn, càng cần đoàn kết hơn. Nhất là trước khi bắt đầu thi đấu bài vị, ở giữa chín đại tộc bất luận có tranh đấu gì, đều sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi hoàng thất. Nếu như ngươi đã rõ điểm này, vậy thì thả Lý Tịch ra. Tốt thay cho một câu cần đoàn kết, vậy điện hạ đối đãi như thế nào khi thấy các tộc liên thủ quấy rối trường sinh đại điển của Kiều gia? Đại hoàng tử không nghĩ tới Khương Phàm cũng dám trực tiếp hỏi lại hắn. Thời gian trường sinh đại điển diễn ra vừa khớp với thi đấu bài vị, các tộc làm như vậy, chỉ là nhắc nhở Kiều gia, cái nào quan trọng hơn? Khương Phàm cười, lại lắc đầu không nói. Bọn thị vệ sau lưng đại hoàng tử ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Khương Phàm dần dần thu liễm nụ cười, trở nên lạnh lùng. Nếu như đại hoàng tử là mở một mắt nói lời bịa đặt thái độ như thế, vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Lúc này bọn thị vệ quát tháo lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên con rể không mà thôi, thật xem mình là người của Kiều gia. Liền xem như ngươi là trưởng tử Kiều gia, cũng không có tư cách đối mặt với hoàng tử như thế. Khương Phàm, chú ý hạ thái độ. Kiều Thiên Mạch ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là hoàng tử, lại còn là đại hoàng tử. Kiều Vô Song và các tộc nhân khác âm thầm than thở, tên Khương Phàm này đến cùng là cao ngạo đã quen, hay là tinh thần có vấn đề thế, hồ nháo tại Kiều gia thì thôi, lại còn dám bất kính với hoàng tử. Khương Phàm đối diện trực tiếp với đại hoàng tử. Nếu như đại hoàng tử nghĩ phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai tộc, đầu tiên là phải tôn trọng Kiều gia. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Khương Phàm. Cách trực tiếp giải quyết mâu thuẫn giữa hai tộc chính là ngươi giao người ra, đến hoàng phủ ra xin lỗi. Ta có thể tự mình ra mặt, bảo đảm mệnh của ngươi. Hoàng thất tôn trọng Kiều gia mới có thể tuân thủ quy củ. Cái gì gọi là tôn trọng? Hoàng thất cần truyền lệnh các tộc, lập tức giải trừ phong tỏa đối với luyện đan sư. Nếu không, Kiều gia theo hoàng phủ ra đấu đến cùng. Chờ một chút. Sắc mặt đại hoàng tử trở nên quái dị, nhìn Khương Phàm, lại nhìn gia chủ Kiều gia cùng các tộc nhân phía sau. Hình tượng này sao lại là lạ? Khương Phàm ở phía trước vênh mặt hất hàm sai khiến, toàn thể Kiều gia lại ở phía sau nhìn. Đây rốt cuộc là con rể, hay là chủ nhân? Gia hỏa này cũng chưa xuất giá liền dám trực tiếp đại biểu Kiều gia nói chuyện. Mấu chốt chính là cái tên gia hỏa cao ngạo Kiều vạn niên kia lại còn tùy theo hắn. Khương Phàm không quan tâm, tiếp tục nói. Nếu như hoàng thất thật sự tôn trọng Kiều gia nguyện ý theo hoàng phủ gia hòa giải, ta cũng có thể giao Lý Tịch ra. Đại hoàng tử lại nhìn Kiều vạn niên, mới nói. Đây chính là nguyên nhân người bắt Lý Tịch, phải dùng Lý Tịch bốc lên thù hận với hoàng phủ gia, sau đó lấy chiến tranh làm uy hiếp, khiến cho hoàng thất ra mặt điều hòa chuyện các nhà phong tỏa luyện đan sư. Ta chỉ nhắc nhở hoàng thất, đã muốn nói đoàn kết. Thì phải đem thái độ đoan chính. Hiện tại con dân toàn thành đều biết các nhà liên thủ kiềm chế Kiều gia, các ngươi trả giảng công bằng cái rắm. Ngươi làm càn. Thị vệ hoàng thất lần nữa giận dữ mắng mỏ. Đại hoàng tử nhìn đám người Kiều gia, lại còn để Khương Phàm làm càn. Ta có thể đại biểu hoàng thất ra mặt, giải trừ chuyện chín đại tộc thậm chí toàn thành phong tỏa luyện đan sư. Các vị tộc lão Kiều gia trao đổi ánh mắt, đều lộ xảy ra biểu lộ ngoài ý muốn. Chuyện luyện đan sư cứ giải quyết như vậy. Tên Khương Phàm này mặc dù làm việc thô bạo, nhưng hình như bên trong thô có mảnh, lộ ra chỗ khôn khéo nhỉ. Khương Phàm nói, nếu như hoàng thất ra tay, vậy ta nguyện ý giao Lý Tịch ra. Nhưng có một điều kiện. Nói, Kiều gia theo hoàng phủ gia tộc tranh đoạt vị trí thứ nhất. Nếu như Kiều gia thắng, Lý Tịch theo ta đi, sau đó hoàng phủ gia không thể dùng bất cứ phương thức gì ngăn cản. Nếu như hoàng phủ gia thắng, ta lập tức trao đổi Lý Tịch, cũng trịnh trọng nói xin lỗi với hoàng phủ gia, sau đó tuyệt không đụng đến Lý Tịch một phân một hào. Ngươi nói cái gì? Không chỉ có đại hoàng tử sửng sốt, ngay cả bọn thị vệ hoàng thất và tất cả người của Kiều gia đều nhìn Khương Phàm, chờ đợi một câu nói của hắn, các ngươi nghe lầm. Khương Phàm rõ ràng nói. Kiều gia tranh đoạt hàng vị thứ nhất với hoàng phủ gia, người nào thắng, Lý Tịch thuộc về người đó. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Sắc mặt đại hoàng tử phức tạp, gia hỏa này là đang nói đùa, hay là nghiêm túc? Coi như khoa trương, cũng phải có giới hạn chứ, quá giới hạn thì chính là ngu xuẩn. Kiều vạn niên cũng chăm chú nhìn Khương Phàm, rất muốn hỏi vấn đề giống như trước, người biết mình đang nói cái gì không?
Ta nghe Linh Vận nói, chỉ cần có thể tiến vào 5 vị trí đầu liền có thể chất vấn vị trí đầu, sau đó khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần có thể thắng thì có thể thay thế thứ nhất. Khương Phàm nói xong, người của Kiều gia đồng loạt nhìn về phía Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận méo mặt, biểu lộ phức tạp. Ta có nói qua, nhưng ta không biết hắn muốn làm thật. Đại hoàng tử bỗng nhiên cười. Xin tha thứ ta nói đùa một câu. Có phải ngươi không có xem Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc hay không? Có phải ngươi không biết hai chữ hoàng tộc đại biểu cho cái gì hay không? Có phải ngươi không có xem Cửu Đại gia là cường tộc hay không? Không xem các thiên tài cửu tộc là gì sao? Hay có phải ngươi còn tưởng rằng ở trước mặt ngươi là sơn thôn nhỏ, thành trấn nhỏ, chung quanh tất cả đều là dân đen cầm liêm đao hay không? Liên tiếp hỏi lại, để bọn thị vệ hoàng thất lạnh lùng bật cười, cũng làm cho rất nhiều gò má người của Kiều gia nóng lên. Khương Phàm nói, điều kiện của ta, xin chuyển lại với Hoàng Phủ gia. Hoặc là hai tộc trực tiếp khai chiến, hoặc là dùng bài vị đến quyết định lý tịch thuộc về ai. Đại hoàng tử cười lắc đầu. Ta sẽ đích thân chuyển lời, ta nghĩ Hoàng Phủ gia rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi nhìn đi, đã được giải quyết rồi. Khương Phàm quay người để đám người Kiều gia buông tay, lại nói với đại hoàng tử. Làm phiền đại điện hạ. Thuận tiện mời đại điện hạ chuyển lời với Đường gia, nếu như bọn hắn còn muốn tới khiêu chiến, Khương Phàm ta tiếp nhận. Điều kiện mới, nếu như thua, xếp Đường gia vào danh sách luyện đan sư tiến vào giúp Kiều gia là được. Ngươi xem điện hạ là người đương đưa tin đúng không? Bọn thị vệ hoàng gia thực sự không thể nhịn được nữa. Bọn hắn làm bạn với đại điện hạ nhiều năm như vậy, bất kỳ người nào gặp phải đều là tất cung tất kính, chỗ có người nói chuyện đều là khách khí. Gia hỏa này lại để cho bọn hắn mở con mắt. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều dở khóc dở cười, gia hỏa này nào chỉ là không có xem Cổ Hoa là hoàng tộc, càng không xem hoàng tử là hoàng tử. Hắn lấy ở đâu ra lực lượng, hay thật không có thấy qua việc đời. Ta sẽ đem tin tức đưa đến. Đại hoàng tử cũng không có so đo với Khương Phàm. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, các tộc nhân Kiều gia thực sự đã không bình tĩnh được nữa. Kiều Thiên Mạch nói. Khương Phàm, ta cần giải thích với ngươi một chút, nếu muốn khiêu chiến vị trí thứ nhất cần tại hai cảnh giới linh hồn cảnh cùng linh nguyên cảnh đối mặt ba đối thủ khiêu chiến, ba đối thủ này cũng không phải chính ngươi chọn, là các gia tộc tự phát, nói cách khác, bọn hắn sẽ phái người mạnh nhất. Ngươi mặc dù là chí tôn thánh văn, nhưng nếu đối mặt với ba kẻ vây quét, ngươi thật không có phần thắng. Mà ai lại trên linh nguyên cảnh, Linh Vận, hay là Phượng Bảo Nam? Tộc nhân khác cũng nhao nhao phụ họa. Cái này không chỉ là vấn đề khiêu chiến, càng là vấn đề mặt mũi. Nếu như là Trung Ly gia, Mục gia bởi vì không cam tâm, khởi xướng khiêu chiến, các phương còn có thể đối đãi bình thường. Nhưng Kiều nhiều năm gia liên tục đều ở vị trí thứ 9, nếu như cưỡng ép khởi xướng khiêu chiến, sẽ chỉ dẫn tới chế giễu. Ta phụ trách linh hồn cảnh, Linh Vận phụ trách linh nguyên cảnh. Các ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó, đem bài vị Kiều gia tăng lên tới thứ 5. Khương Phàm không giải thích quá nhiều, dẫm lên thềm đá đi đến chỗ sườn núi. Phụ thân, bọn người Kiều Thiên Mạch nhìn Kiều Vạn Niên. Hồ nháo cũng phải có giới hạn chứ, cái tên Khương Phàm này làm việc quá tùy tiện. Tiếp tục phối hợp, đây là mệnh lệnh. Kiều Vạn Niên ngược lại có chút thưởng thức tiểu tổ tông này. Mặc dù làm việc nhìn rất khoa trương lại bá đạo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn kỳ thật rất rõ ràng mình đang làm gì, cũng tin tưởng mình muốn đạt tới mục đích gì. Mà, luôn có thể tùy tiện đem chuyện dẫn tới trên người mình, chính hắn gánh vác, tự mình giải quyết. Chỉ là Kiều gia điệu thấp quá lâu, không quá thích ứng với này phương thức làm việc hơi có vẻ dã tính này. Khương Phàm đã dám cam đoan như thế, hẳn là có biện pháp nào đó. Nửa đêm, Kiều Linh Vận mang theo vài phần khẩn trương, thử thăm dò đi vào tổ địa phía sau núi. Nơi này là cấm địa Kiều gia, vài chục tòa phân bố không cùng tuổi. Tổ tự có lịch sử cùng ý nghĩa khác biệt. Số lượng lớn các tộc lão ẩn lui đều ẩn ở đây, có một số đã ngủ say, chờ đợi cái chết tiến đến, cũng có một số là đang yên lặng túc trực bên linh cữu, phụng dưỡng liệt tổ liệt tông. Tông tộc cổ lão như Kiều ra đây, tộc quy vô cùng khắc nghiệt, không có người nào dám tùy tiện mạo phạm, cho nên thời điểm Kiều Linh Vận tới đây đặc biệt đã xin chỉ thị của phụ thân, sau khi được cho phép mới lo lắng bất an đi vào phía sau núi. Khương Phàm. Kiều Linh Vận bảy lo tám sợ dựa theo phương hướng phụ thân nói, nàng đã đi tới một tòa u cốc vắng vẻ.
mặc dù u cốc yên lặng lờ mờ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ngay cả cỏ xanh đều được tạo vuông vức. Vào đi! Trong u cốc truyền đến một thanh âm trầm thấp khàn khàn. Kiều Linh vẫn run rẩy, thận trọng đi vào u cốc, thi lễ một cái với bên trong thạch điện. Hậu bối Kiều Linh vận, bái kiến tổ tiên. Cửa thạch điện nặng nề chậm rãi đẩy ra, một lão nhân già nua còng lưng thân thể khô gầy, đi ra. Kiều Linh vận cuống quýt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Lão nhân lớn tuổi như thế, còn canh giữ ở loại thạch điện che giấu kỹ thế này, khẳng định địa vị trong tộc rất đặc biệt. Chỉ là phụ thân chưa từng nói qua tình huống phía sau núi, nàng đối với chuyện nơi đây đều hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là, ngay cả phụ thân đều không hiểu rất rõ bí mật phía sau núi. Ta là Kiều Vô Hối. Giọng lão nhân khô khốc trầm thấp, con mắt đục ngầu lóe ra u quang nhàn nhạt. Kiều Vô Hối. Kiều Linh vẫn cố gắng đảo tin tức ra phả trong đầu. Phụ thân của phụ thân, không phải. Gia gia của phụ thân, cũng không phải. Cái tên này hình như có chút quen thuộc. Gia gia của gia gia, cũng không phải. Chờ chút, Kiều Vô Hối. Vị trưởng bối sáng tạo Trường Sinh Đại Điển kia, nói đùa cái gì vậy, đó là chuyện của 1000 năm. À, Kiều Linh vẫn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào gào lên. Gặp quỷ, không không, ta gặp được tổ tông rồi. Chẳng lẽ, Trường Sinh Đan thật sự có thể duy trì lâu như vậy? Cô đã đến. Khương Phàm từ bên trong tổ tử đi ra tới. Ta, Kiều Linh vẫn vừa muốn mở miệng, lại hoảng sợ nhìn thấy lão tổ tông trước mặt lại hành lễ với Khương Phàm. Đây là gia phụ, Kiều Vô Hối nói. Sao? Kiều Linh vẫn trừng to mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị. Giữ bí mật. Khương Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, đi tới bên cạnh Kiều Linh vận. Ngươi đến cùng. Kiều Linh vận cảm giác đầu của mình giống như không đủ dùng, nàng đột nhiên nghĩ đến một từ, chuyển thế trùng sinh. Linh văn của ngươi là lục dực kim kiêu, truyền thừa từ bất diệt thiên hoàng, lại ngược dòng tìm hiểu lên, nhưng thật ra là đến từ thần tổ vạn cầm, Chu Tước. Đầu ngón tay Khương Phàm xẹt qua thanh đồng tháp, dẫn xuất một giọt máu tươi. Ầm ầm. Huyết khí cuồn cuộn, sôi trào khắp u cốc, liệt nhiệt độ cao mãnh nương theo cường quang, vặn vẹo không gian, hư ảnh một con khổng tước dương cánh gáy to, âm thanh rung động không gian. Kiều Vô Hối đưa tay khống chế cấm chế thủ hộ u cốc, áp chế liệt diễm bạo động. Đây là một giọt tinh huyết Chu Tước, từ bên trên xương thật lấy xuống. Đêm nay người ở chỗ này dung hợp, có khả năng sẽ kích phát huyết mạch truyền thừa. Lúc đầu Khương Phàm chuẩn bị giữ lại cho mình dùng. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại vẫn nên giao cho Kiều Linh Vận. Không chỉ là muốn tranh đoạt thao thiết thánh pháp, cũng là nghĩ thay Kiều gia. Mà mình đã tới đây, dù sao cũng phải để lại chút gì đó. Nếu Kiều Linh Vận là đại thừa thánh văn, vậy thì phải bồi dưỡng. Tinh huyết Chu Tước. Kiều Linh Vận bỗng nhiên cảm giác toàn thân mình đều nóng lên, máu tươi nhanh chóng lao nhanh trong mạch máu. Linh nguyên bên trong khí hải đều phát ra tiếng rít gào bén nhọn, sau đó. Nàng bất chợt cúi đầu. Kiều Vô Hối nâng tay phải lên, lòng bàn tay vỡ ra khe hở, huyết khí bốc hơi, dần dần ngưng kết thành 5 giọt tinh huyết. Trước tiên dùng bất diệt thiên hoàng huyết, sau đó lại dùng Chu Tước tinh huyết. Đêm nay giúp người tôi thể luyện hồn, kích phát huyết mạch truyền thừa. Kiều Linh vẫn quỳ ở nơi đó, ánh mắt lắc lư, toàn thân nóng lên. Nàng nhìn giọt máu tươi trong tay Khương Phàm, lại nhìn những giọt máu tươi trong tay tổ tông. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, kích động, sợ hãi, vui mừng càng có kính sợ. Hậu bối Kiều Linh Vận, nhất định không phụ lòng hai vị tổ tiên kỳ vọng. Giúp nàng tôi thể, nhưng phải ngăn chặn cảnh giới, không được vào linh hồn cảnh. Khương Phàm đem Chu Tước tinh huyết giao cho Kiều Vô Hối, sau đó đi vào lại tổ tư. Kiều Linh Vận vội vàng hô to với Khương Phàm. 3 ngày sau thi đấu bài vị, Linh Vận nhất định sẽ dùng hết khả năng. Trợ giúp tổ tiên thắng được vị trí thứ nhất. Kiều Vô Hối dẫn máu tươi, điểm đến Kiều Linh Vận. Trước tiên dung hợp bất diệt thiên hoàng huyết, thức tỉnh huyết mạch, sau đó nhận thiên hoàng truyền thừa. Kiều Linh Vận ngồi dậy, kích động nghênh đón tinh huyết. Tinh huyết kịch liệt cuồn cuộn hóa thành minh mông huyết khí tràn vào thân thể của nàng. Huyết khí bá đạo, sóng nhiệt dũng động nóng hổi, trùng kích mạch máu, từ mạch chủ thẳng tới chi nhánh, mao mạch. Trong thời gian cực ngắn đã quét sạch toàn thân, sôi trào lên năng lượng kinh khủng, giống như là muốn hòa tan nàng. Toàn thân Kiều Linh Vận căng cứng, kích phát linh văn,
toàn lực chống cự. Lục Dực Kim Kiêu bên trong khí hải dương cánh gãy to, kích động bay lên nhảy múa. Bất Diệt Thiên Hoàng huyết lao nhanh, thiêu đốt, máu tươi, rèn luyện, cơ thể, mang tới đau đớn lại mãnh liệt, lại bắt đầu kích phát lực lượng truyền thừa sâu trong huyết mạch. Kiều Linh vẫn hết sức chăm chú, nhưng bây giờ lại không đè nén được vui sướng trong lòng. Ta đang biến đổi. Ta đang tiếp nhận Bất Diệt Thiên Hoàng huyết. Ta đang kích phát truyền thừa. Ta còn sắp có được máu chu tước. Tổ tông Kiều gia lại từng sinh ra linh văn cường đại như vậy. Vì sao tư liệu lịch sử lại không có ghi chép? Huyền Hoàng Thạch. Khương Phàm ngồi bên cạnh quan tài ngọc của Kiều Hinh, vuốt vuốt Huyền Hoàng Thạch trong tay. Kiều Vô Hối đã xử lý tảng đá phía ngoài, chỉ còn tinh hoa. Khí tức Huyền Hoàng tùy ý nở rộ, trong phòng lóe ra ánh sáng tươi đẹp. Khương Phàm mở cổ áo, rộng mở lồng ngực, kích thích bát hoang chiến trụ bảo vệ trái tim nổi lên. Tác dụng của Huyền Hoàng Thạch ở chỗ kích phát lực lượng tổ mạch, để ở chỗ này hẳn là phù hợp. Khương Phàm thả Huyền Hoàng Thạch tại vị trí trái tim, khống chế giáp bảo hộ lan tràn lên tử dịch tinh mịn, đem nó bao khỏa lại, sau đó dung nhập vào bên trong áo giáp. Huyền Hoàng Thạch theo kim loại dung hợp, giao hòa với huyết nhục, tựa như nhận lấy một loại kích thích nào đó, bắt đầu, nóng hổi, phóng thích ra Huyền Hoàng khí càng dày đặc, lan tràn tại lồng ngực, khuếch tán về trung tâm trái tim. Trái tim rất nhanh đã hiện ra phản ứng, mênh mông không gian huyết hải kịch liệt dao động, ở trên không ngưng tụ thành vòng xoáy, theo Huyền Hoàng Thạch trong máu thịt sinh ra liên hệ cùng bên ngoài. Sau đó không lâu, khí tức Huyền Hoàng nhận dẫn dắt, không ngừng liên tục tiến vào trái tim, đi qua vòng xoáy huyết khí vẩy xuống huyết hải, rót vào, bản thân. Không gian huyết hải bị ánh sáng ngũ sắc chiếu lấy, mênh mông máu tươi quấn quanh khí tức Huyền Hoàng dâng trào ra, theo mạch máu lan tràn về toàn thân. Khương Phàm nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được khí tức Huyền Hoàng. Cũng không có đặc biệt trực tiếp biến hóa, nhưng lại có loại nhuận vật tế vô thanh kỳ diệu. Như đang gột rửa máu tươi, kích thích tinh huyết kim hoàng bên trong, không một tiếng động lại không ngừng kích ra tiềm lực thân thể. Đan Hoàng nói, Chu Tước được gọi là thần tổ vạn cầm, nhưng hậu thế thức tỉnh Chu Tước so với thượng cổ Chu Tước vẫn có khoảng cách. Ta không hiểu rõ kiếp trước ngươi như thế nào, một thế này đạt được Huyền Hoàng Thạch. Hẳn là có thể để cho huyết mạch của ngươi thăng hoa về tổ mạch thượng cổ. Khương Phàm yên lặng cảm thụ trong chốc lát, nhìn Kiều Hinh trong quan tài ngọc bên cạnh, trong lòng lại là một trận thương yêu. Sư phụ, có phải ngài đã biết cách cứu Kiều Hinh hay không? Đan Hoàng hơi trầm mặc, không tiếp tục giấu giếm. Ngày mai đến Kiều gia nhìn dược liệu, cần gì, ta chỉ điểm cho ngươi. Sau đó đến các cửa hàng cổ hoa hoàng thành đi dạo, nhìn xem có thứ hữu dụng hay không. Đợi sau khi chuyện nơi đây hoàn thành, chúng ta về Nam Bộ đi Ly Hỏa Thánh Địa, còn có Vô Hồi Thánh Địa, cuối cùng đi Hắc Ám Vương Quốc, tận lực siêu tập dược liệu. Ngài thật đã nghĩ được biện pháp. Nàng đã dùng 9 viên huyền M đan, hồn phách vô cùng suy yếu, nếu như lại dùng viên thứ 10, coi như nàng thức tỉnh, cũng chỉ là mở mắt nhìn thế giới này mà thôi. Thế nhưng nếu như cắt mất huyền M đan, thân thể của nàng sẽ nhanh chóng biến chất. Trải qua ngàn năm dùng huyền M đan kích thích, loại biến chất này đã không thể thay đổi được nữa. Ý của ta là, tiếp tục dùng huyền M đan, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như dừng huyền M đan, chúng ta nhất định phải luyện ra thuốc giải. Căn cứ theo những gì ta suy tính, sau khi ngừng dùng huyền M đan, thân thể của nàng chỉ có thể kháng cự được vài chục năm, hoặc cũng có thể là chỉ là 10 năm. Thế nhưng là trong thời gian này, nếu như không luyện ra được thuốc giải, nàng sẽ biến thành xương khô, sau đó ngay cả cơ thể mang linh hồn cũng triệt để biến mất. Ta đã nghĩ đến một phương thuốc, nhưng ta chưa từng cứu người qua thế này. Đến cùng phương thuốc có thể cứu nàng hay không, liệu có thể cứu tới trình độ nào, ta cũng không có nắm chắc. Đan Hoàng đương nhiên là hy vọng có thể cứu sống được Kiều Hinh, nhưng vì các điều kiện hạn chế, lại là tình huống đặc biệt, chỉ có thể là nỗ lực hết sức. 10 năm. Rốt cục Khương Phàm xem như đã nghe được tin tức tốt. Thời gian 10 năm đầy đủ cho hắn tăng luyện đan thuật lên, cũng tìm kiếm được dược liệu. Mà Đan Hoàng đã nghĩ ra phương thuốc, chỉ ít có 5 phần cứu được nàng. Đan Hoàng không tiếp tục nói nữa, thời gian 10 năm nghe thì rất dài, nhưng nếu như không tìm thấy mấy loại thuốc đặc biệt kia, Khương Phàm đành phải tự mình lao tới U Minh địa ngục. Mà công hiệu của sinh tử ngâm là thuộc về cưỡng ép thay đổi sinh tử lưỡng giới, sẽ đụng vào hai loại cấm kỵ thời gian và không gian. Cho nên Khương Phàm có thể trở về hay không, đây là điều không thể biết được, thời điểm trở về lại là tại lúc nào cũng không biết.
đã chờ ngàn năm, vậy thì chờ ta thêm 10 năm nữa. Ta sẽ tận hết khả năng, giúp nàng tỉnh lại. Khương Phàm nhẹ vỗ về nắp quan tài ngọc, nhìn nữ tử đang ngủ say. Hắn mặt mỉm cười, nhưng nước mắt lại trượt xuống. Ngàn năm, nàng đã cô độc đợi ta ngàn năm trong quan tài ngọc lạnh giá này. Ta sao có thể để nàng thất vọng được? Ta không chỉ muốn để nàng sống lại, ta còn muốn ôm nàng, lại trèo lên bách tộc chiến trường, lại nhìn chư thiên thần ma, ta phải bồi nàng, quan sát trăm vạn núi sông thương huyền này, để vạn tộc triều bái, thương sinh chúc phúc. Chúng ta cùng nhau, lấy lại hết thảy những thứ đã từng thuộc về chúng ta. Hình nhi, chờ ta 10 năm. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Khương Phàm rời khỏi tổ từ, Kiều Linh vận dung hợp tinh huyết chu tước đang tiến hành thức tỉnh cực kỳ quan trọng. Kiều Vô Hối tự mình ở bên cạnh, quan sát tình huống của nàng. Huyết mạch thức tỉnh rất tốt, đạt được hai thiên hoàng truyền thừa. Nhưng còn không có thức tỉnh chu tước truyền thừa, ta chờ một lúc lại kích thích cho nàng một chút huyết mạch. Khương Phàm nhẹ gật đầu, rời khỏi u cốc, chuẩn bị đến các vùng bảo điện, dược viên Kiều ra đi dạo. Linh vận đâu? Kiều Thiên Mạch Đoàn ở ngoài cấm địa, vừa nhìn thấy Khương Phàm cũng nhanh bước nghênh tới. Nghỉ ngơi bên trong tổ từ. Muội ấy không sao chứ? Hôm nay Kiều Thiên Mạch mới biết tối hôm qua muội muội bị Khương Phàm gọi đến sau núi. Rất tốt, không cần lo lắng. Kiều Thiên Mạch im lặng, ta rất lo lắng. Cô nam quả nữ một chỗ, kẻ làm ca ca như ta đây đương nhiên phải lo lắng. Còn có việc. Khương Phàm nhìn biểu lộ của hắn không được tự nhiên. Người của Đường gia đến rồi. Không phải đã nói ngày mai sao? Đường gia đã đợi không kịp, người của các tộc khác cũng đều tới, ở bên ngoài huyên náo rất hung. Đồng ý điều kiện của ta rồi. Đồng ý, chỉ cần ngươi có thể thắng, bọn hắn sẽ an bài luyện đan sư của Đường gia đến Kiều gia. Tốt, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đường gia phái ai tới? Khương Phàm quay người đi xuống dưới núi. Là Đường Tư Đồ, Đường gia thế hệ này hết thảy đã bồi dưỡng được số lượng vị thánh văn này, chiêu năm vị con rể, đều là lục phẩm. Trực hệ Đường Tư Đồ cùng chi thứ Đường Nguyên Bá là có thiên phú mạnh nhất, cũng đều là đại thừa thánh văn. Tuy nhiên Đường Nguyên Bá là vì Đường gia trùng kích vị trí gia tộc đã bỏ ra tâm huyết to lớn để thúc thăng, mà Đường Tư Đồ thì là tự chính mình thức tỉnh đại thừa thánh văn. Hai người bọn họ đều là đòn sát thủ mà Đường gia dùng để trùng kích ba vị trí đầu. Mặc dù hôm qua Đường Nguyên Bá đã thua, nhưng đó là không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn kỳ thật thật rất mạnh. Mà Đường Tư Đồ càng mạnh hơn Đường Nguyên Bá. Kiều Thiên Mạch cũng cho rằng Đường Nguyên Bá là thua vì không có chuẩn bị. Dù sao Đường Nguyên Bá cũng là bảo vật chấn tộc, được Đường gia toàn lực bồi dưỡng, từ nhỏ đã dùng toàn đan dược quý giá, tu luyện võ pháp cường đại, được trưởng bối chỉ đạo. Chớ nói chi chính hắn rất có thiên phú, linh văn được khai thác vô cùng triệt để. Mà Khương Phàm thì thế nào? Sinh trưởng hoang dã, lang thang tứ xứ, có thể ăn được bảo dược gì, có thể sử dụng được vũ khí gì, có thể tu được võ pháp gì, linh văn đã được khai phát bao nhiêu? Cho nên, chí tôn thánh văn của Khương Phàm thật chưa hẳn mạnh hơn so với đại thừa thánh văn của Đường Nguyên Bá, thắng chỉ là do Đường Nguyên Bá đã khinh thường. Khương Phàm nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều Thiên Mạch, nhưng không để ý đến, tiếp tục đi xuống núi. Linh văn của hắn là gì? Linh văn của hắn là thủy linh văn thuần túy, nhưng xen lẫn ra hai loại thủy hệ diễn sinh linh văn là băng tuyết và mê vụ. Loại linh văn này vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng đặc biệt. Vận dụng không tốt thì không có gì khác biệt thủy linh văn, nhưng nếu vận dụng tốt, uy lực vô cùng kinh người. Lúc hắn thức tỉnh chính là đại thừa thánh văn. Cũng để lão tổ Đường gia chú ý đến, cho nên một mực tỉ mỉ bồi dưỡng. Khương Phàm gật đầu, cùng thuộc tính linh văn lại còn xuất hiện phân hóa, là thật đặc biệt. Kiều Thiên Mạch nói, Đường Tư Đồ không có phụ kỳ vọng của Đường gia, cũng nương tựa theo linh văn đặc biệt, tại năng lượng thủy hệ thuận tiện hiện ra tạo nghệ kinh người. Hắn bẩm sinh đã có ba khí hải, lại bởi vì nước, băng tuyết, mê vụ có điểm giống nhau, ba khí hải hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Đồng thời có thể chuyển hóa lẫn nhau. Bản thân hắn đã có đặc chất hai loại linh văn là băng tuyết và mê vụ, cho nên phóng thích võ pháp băng tuyết và mê vụ vô cùng nhẹ nhàng, mà uy lực lại rất lớn. Bởi vì Đường Nguyên Bá tại phương diện hỏa nguyên lực đã cho thấy tạo nghệ phi phàm, Đường Tư Đồ không cam lòng ở phía sau, hắn cũng một mực điên cuồng tu luyện, thậm chí chạy đến cực bắc khổ tu 3 năm, đạt được tuyết vực tinh phách,
để uy lực hàn băng của hắn lại tăng mạnh, trở thành khắc tinh của tất cả hỏa hệ linh văn đại tân sinh trong Cổ Hoa Hoàng Triều, bao gồm cả Kiều gia chúng ta. Kiều Linh Vận đã từng cùng giao thủ qua với hắn, và thua. Đường Tư Đồ có một truyền thuyết rất nổi danh, hắn từng tại Linh Nguyên Đỉnh Phong, thoát thân trong sự vây quét của ba vị linh hồn cảnh, còn có hai người chết cóng. Khương Phàm có chút nhíu mày, kinh ngạc nói. Linh Nguyên Cảnh giết linh hồn cảnh, là khảo nghiệm của Đường gia đối với Đường Tư Đồ, hay là thật gặp được kẻ địch rồi? Là sát thủ, thời điểm Đường Tư Đồ là Linh Nguyên Cảnh cửu trọng thiên. Ở bên ngoài Mai Danh ẩn tích lịch luyện một năm. Trong đó có một lần chọc phải người khác, bị treo giải thưởng truy sát, suýt nữa mất mạng. Khi Khương Phàm đi đến trước cửa Kiều gia, trong rừng cây trước mặt đã đứng đầy người. Không chỉ có người của các đại gia tộc, còn có người trong chút cường tộc tông môn Cổ Hoa Hoàng Thành, tụ mấy ngàn người. Khương Phàm, kiêu ngạo thật lớn, vậy mà để cho chúng ta chờ ngươi thời gian dài như vậy. Đường Tư Đồ có khí chất u ám. Tầm mắt cụp xuống, bờ môi khẽ mím, thần sắc lạnh lùng. Đã nói là ngày mai, ngươi nhất định phải đến hôm nay, không có để cho ngươi đợi đến buổi chiều coi như đã khách khí. Hôm nay là ngươi muốn đại biểu Đường gia khiêu chiến. Khương Phàm vừa dứt lời, Đường Tư Đồ còn chưa lên tiếng, ngược lại trong rừng rậm lại vang lên trận trận nghị luận trước. Thật cuồng, không có chịu qua đánh đi. Kiều gia không giới thiệu tình huống của Đường Tư Đồ cho hắn sao? Ngươi nhìn hắn biểu lộ, nhìn hắn ánh mắt, thật mẹ nó cần ăn đòn. Kiều gia mặc dù âm thịnh dương suy, nóng lòng tìm Dương Cương chấn chàng, nhưng cũng không thể tìm người như vậy đi, đây không phải Dương Cương, đây là phách lối. Ha ha, đại hoàng tử tự mình đánh giá, hắn giống như không có coi Cổ Hoa là hoàng tộc, không biết hai chữ hoàng tộc đại biểu cho ý nghĩa gì. Cương gia ẩn thế bồi dưỡng ra được đệ tử không phải đều rất điệu thấp sao? Sao hắn lại quái dị như thế? Hắn là tự phụ, là tự cho là đúng, là chưa có chết qua, chưa thấy qua việc đời. Chí tôn thánh văn, phách lối có thể hiểu, nhưng đối mặt với cửu đại gia Cổ Hoa đều phách lối như vậy, thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Những lời nghị luận trong rừng cây không che giấu chút nào, thậm chí có người còn trực tiếp hô to. Đường Tư Đồ công tử, phế hắn đi. Khương Phàm không quan tâm, nói với Đường Tư Đồ. Nếu như ta thắng, Đường gia nguyện ý xác nhận có xếp vào luyện đan sư tiến vào Kiều gia. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng. Đường gia các ngươi là cửu đại gia Cổ Hoa, hẳn là có chữ tín, xác nhận liền sẽ xác nhận toàn bộ. Ta, tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thua, lập tức cùng ta về Đường gia, còn có Kiều Vi Nhi và con hồ ly kia. Không sai. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Tư Đồ đưa tay chỉ Khương Phàm, khí lạnh dâng lên. Tinh quang lấp lóe, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường mâu, óng ánh sáng long lanh, lại có khí lạnh bốn phía. Từng loại năng lượng kỳ dị hiện ngoài thân thể của hắn, xẹt qua da thịt, hội tụ nơi cánh tay, cuối cùng quấn lên băng mâu, tại mũi nhọn băng mâu xen lẫn thành một bảo thạch màu lam giống như tinh thể. Tinh thể mượt mà, màu lam tinh khiết, nhưng khi tinh thể thành hình trong chốc lát, băng mâu phát ra thanh âm vô cùng rung động, một cơn khí lạnh kinh người quét sạch xung quanh hơn 1.000 mét. Chỗ khí lạnh qua, hơi nước trong không khí cấp tốc kết tinh, rơi xuống mặt đất đông kết, sụp ra vết nứt, cây cối ven rừng cũng đông cứng. Tinh phách, đó chính là cực hàn tinh phách. Đây không phải là cực hàn tinh phách thật sự đã dung nhập khí hải Đường Tư Đồ, đây là khí tức tinh phách hắn điều động từ trong khí hải tới. Cảnh giới càng mạnh, điều động khí tức tinh phách càng nhiều, uy lực càng khủng bố hơn. Đám người kinh hô, vội vàng lui lại. Ngay cả tộc nhân Đường gia đều lui đến trong rừng cây phía sau. Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi đều khẩn trương, khí lạnh tinh phách vô cùng nguy hiểm, có thể đông kết linh lực, còn có thể tổn thương linh hồn, ngay cả đại tỷ của các nàng đều bị tinh phách đánh bại. Toàn thân Khương Phàm dâng lên cơn sóng nhiệt, chống cự lại khí tức cực hàn xâm nhập, quay đầu về phía Kiều Thiên Mạch hô. Trước khi chúng ta bắt đầu, mời tất cả luyện đan sư Kiều gia đi ra. Ngươi ở đâu ra tự tin? Đường Tư Đồ nắm chặt băng mâu, tinh phách vang vọng tiếng thanh thúy, khí tức cực hàn quét sạch toàn trường. Nhiệt độ đất trời tiếp tục hạ xuống. Khương Phàm nhắc nhở Kiều Thiên Mạch. Đừng lo lắng, kêu toàn bộ luyện đan sư đi ra. Nhanh đi xin mời. Kiều Thiên Mạch phân phó hai bên. Sau đó không lâu, các luyện đan sư trên núi liên tiếp đi xuống, tụ tập đến trước cửa phủ. Cảnh giới bọn hắn cao có thấp có, linh văn có mạnh có yếu.
nhưng tư thái đều cao ngạo, có chi khí tôn quý từ trong ra ngoài. Để chúng ta ra ngoài làm gì, nhìn hai hải tử luận võ. Chúng ta không có hứng thú đối với mấy chuyện chém chém giết giết này. Trường sinh đại điển đã sắp bắt đầu, Kiều gia các ngươi không lo chuẩn bị cho tốt, còn có tâm tư luận võ. Có luyện đan sư vô cùng bất mãn, của trách người của Kiều gia quấy rầy hắn chuẩn bị cho trường sinh đại điển. Người đều đến đông đủ. Khương Phàm hỏi Kiều Thiên Mạch. Kiều Thiên Mạch gật đầu. Đến đông đủ, có luyện đan sư của Kiều gia chúng ta, cũng có mời từ bên ngoài, tổng cộng 337 vị. Khương Phàm đảo qua ánh mắt các luyện đan sư phía sau. Các luyện đan sư do Đường gia xếp vào, chuẩn bị sẵn sàng. Nhân tài, còn chưa có đánh mà đã coi như mình thắng. Người bên ngoài cánh rừng vô tình chế giễu. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đường Tư Đồ nắm chặt băng mâu, chỉ Khương Phàm. Lại kéo dài thời gian, coi như ngươi sợ. Những đại gia tộc các ngươi đây am hiểu chơi xấu nhất. Trước tiên ta phải nói rõ ràng, tính như thế nào mới là thắng, tính như thế nào mới là thua. Khương Phàm run run hai vai, ngọn lửa màu vàng óng lao ra, cháy hừng hực, chống cự lại nhiệt độ cực hàn xung quanh. Ngươi có thể làm ta bị thương, liền coi như ta thua, ngươi có thể để cho ta ngã xuống, cũng tính là ta thua. Đường Tư Đồ cao giọng quát lớn, cộng minh cùng không gian cực hàn ngàn mét xung quanh, thanh âm to lớn hùng hậu, đánh rách tả tơi băng phong cùng cây cối trên mặt đất. Đáy mắt hắn lấp lóe ý lạnh, dẫn theo băng mâu lao thẳng tới Khương Phàm. Một thương đột kích, tinh phách lấp lóe, khí tức cực hàn tăng vọt, đối diện bao phủ Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm bốc lên thánh viêm, ngưng tụ hỏa dực phóng lên trời, tránh khỏi băng thương. Thánh viêm sôi trào, kim quang dập trời đánh về phía Đường Tư Đồ, ánh sáng ngưng tụ, biến thành mấy trăm sợi hỏa vũ, như lưỡi kiếm sắc bén trùng kích xuống. Đường Tư Đồ bạo động khí lạnh toàn thân, vô số băng tinh bay lên không, tinh chuẩn lại lăng lệ đối kích hỏa vũ. Dưới sự khống chế mãnh liệt của Đại Thừa Thánh Văn, không hề bỏ sót nửa cái. Băng tinh cùng hỏa vũ kịch liệt đối oanh, đinh tai nhức óc, khí lạnh và liệt diễm giao hòa, hai nhiệt độ cực hạn cuồn cuộn giữa không trung. Khương Phàm liên tục phát xạ hàng ngàn cây hỏa vũ, Đường Tư Đồ lại chặn đường toàn bộ. Kịch liệt, oanh động, long long long, liệt diễm toàn thân Khương Phàm không có chút nào ngừng lại, tiếp tục bạo động, càng ngày càng mãnh liệt, giống như biển lửa kinh khủng, ở trên không trải rộng ra hơn ngàn mét. Đường Tư Đồ vừa vặn nâng thương xuất kích, lại mẫn cảm phát giác được trong liệt diễm có vấn đề. Giống một con mãnh hổ uy nghiêm dẫn đầu thành hình bên trong liệt diễm ngập trời, nó lắc đầu vẫy đuôi, uy phong lẫm liệt. Ngay sau đó là các loại mãnh thú như cự tượng, hùng sư thành đàn liên miên xuất hiện, cuồng liệt kêu gào, bạo động trong biển lửa, thanh thế to lớn, uy thế kinh người. Đi lên liền chơi lớn như vậy. Đây là có bao nhiêu con hỏa thú đây? Không hổ là chí tôn thánh văn, lực khống chế quá biến thái. Trách không được gia hỏa này phách lối, thì ra quả thật có chút tư cách. Trong rừng cây liên miên truyền ra tiếng nghị luận, nhưng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không có chấn kinh, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ sự cường đại của Đường Tư Đồ. Đường Tư Đồ, không nên khinh thường. Đường Nguyên Bá ở nơi xa hô to. Đến đây, để cho ta thử chí tôn thánh văn ngươi một chút. Đường Tư Đồ đưa hai tay vung băng mâu lên, cuốn một cái lên trời. Năng lượng bạo động tại toàn thân, mang theo thủy triều xanh thẳm, trong chớp mắt đã trải rộng ra vài trăm mét, vắt ngang đỉnh đầu, ầm ầm lao nhanh. Khương Phàm đứng ngạo nghễ giữa trời cao, ý thức hải phối hợp linh văn, pháp lệnh hỏa thú đầy trời, hắn đưa tay chỉ về phía dưới, như thú vương ra lệnh cho vạn thú. Ầm ầm, quần thể hỏa thú bạo động, nhấc lên thú triều cường đại, gào thét, nóng nảy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía Đường Tư Đồ. Giết, băng huyết bạo. Đường Tư Đồ thét lớn, thủy triều lao nhanh phóng lên tận trời, giống như là như vòi rồng, ầm vang thành hình. Trong chớp mắt, thủy triều tật tốc đông kết, cao 300 mét, rộng hơn 50 mét, óng ánh, long lanh, khí lạnh tràn ngập bốn phía. Hình ảnh kinh người chấn kinh toàn trường. Tựa như đông cứng lại thành một con băng long sống sờ sờ khổng lồ hơn 300 mét. Ngay sau đó, sóng lớn nổ tung, nương theo lấy khí lãng mãnh liệt. Khí lạnh cực hạn, hình thành hàng vạn băng tinh phá toái, dâng lên trời, kịch liệt bắn vọt. Số lượng khổng lồ, trải rộng ra hơn ngàn mét. Ầm ầm, hỏa thú phi nước đại, thánh viêm ngập trời, đối diện va chạm hàn băng dâng lên.
giống như là hai cơn biển động va chạm vào nhau, nổ lên óc tiếng vang đinh tai nhức. Mà hai năng lượng ở trên không lại điên cuồng giao hòa, tiếp tục oanh minh, vậy mà ai cũng không thể làm đối phương bị thương. Toàn trường rung động, hỏa diễm của Khương Phàm vậy mà có thể chống lại khí tức cực hàn của Đường Tư Đồ. Thế nhưng khí lạnh của Đường Tư Đồ là khí tức tinh phách, có thể áp chế hỏa diễm đại tân sinh toàn thành, bao gồm cả yêu hỏa kiều gia. Hỏa diễm Khương Phàm của là lửa gì? Dễ dàng sao như vậy? Bọn người Kiều Thiên Mạch rất ngoài ý muốn, ngay cả kim kiêu yêu hỏa mà kiều gia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đều rất khó kháng trụ khí tức cực hàn của Đường Tư Đồ, vậy mà Khương Phàm chỉ phất tay đã có thể đối kháng. Có thể chống đỡ được thánh hỏa của ta, có chút ý tứ. Khương Phàm nơi đó ngược lại rất hứng thú, trách không được có thể làm cho Kiều Thiên Mạch khẩn trương, trách không được có thể lấy thủy hệ linh văn trực tiếp thức tỉnh đại thừa thánh văn. Nhiệt độ cực hàn của Đường Tư Đồ xác thực đáng để ca ngợi, mà thủy băng vụ linh văn phối hợp cũng làm cho hắn có thể tùy tiện hoán đổi giữa các loại năng lượng, thể hiện ra uy lực cường đại. Khương Phàm, tiếp tục, đến đây. Đường Tư Đồ hô to, thủy triều lại lần nữa cuồn cuộn, cuốn đi vài trăm mét, ngay sau đó kịch liệt bốc hơi. Ngưng tụ thành hình dáng hình người cường thế, to như núi cao, khí thế bàng bạc, bên ngoài lại khoác áo giáp hàn băng, ánh mắt hừng hực. Người hơi nước khổng lồ cứ như chiến hồn được triệu hoán từ trong thế giới thủy triều đi ra, cộng minh cùng thủy nguyên lực giữa đất trời, cường đại đến nỗi làm cho người ta phải rung động. Chém! Đường Tư Đồ chỉ ngón tay lên trời, người hơi nước khổng lồ giơ hai tay lên nắm một nắm, khí tức cực hàn vô tận lướt qua toàn thân của nó. Nhanh chóng xen lẫn thành một thanh kiếm băng to lớn, dài đến trăm mét, cứng rắn sắc bén, cuồng dã bổ không trung còn đang bốc lên năng lượng thủy hỏa ra, chém chết liệt diễm hỏa thú chưa hết, lại trực tiếp thẳng đến Khương Phàm. Kiếm băng to lớn sắc bén, dũng động chém chết hết thảy mọi thứ ở trước nó, uy thế cường đại cùng băng phong vạn vật. Chỗ phong mang đi qua, không gian để lại vết nứt, thời gian đều giống như đã nhận phải ảnh hưởng yếu ớt. Khương Phàm có chút kinh dị. Không hổ là cường giả của hoàng tộc, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến không gian thời gian, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nếu lại trưởng thành thêm 8 năm 10 năm, bằng vào thiên phú tạo nghệ, thành tựu tương lai sẽ càng vô cùng đáng sợ. Khương Phàm, ngươi đang làm gì? Kiều Thiên Mạch kêu lên đầy sợ hãi, đây là choáng váng. Hay là đang thưởng thức? Phản kích đi. Kiều Vi Nhi cũng nhịn không được mà thét lên. Giết, giết giết giết. Đám người Đường gia phấn chấn hô to. Cự kiếm hoành không, khí lạnh bạo động, hung hăng chém về phía Khương Phàm. Khương Phàm không có né tránh, mà chuẩn bị ngạnh kháng, tự mình nghiệm uy lực võ pháp một chút. Giờ khắc này, toàn thân hắn mãnh liệt ngưng tụ thánh viêm, hình thành thái dương chiến y, bao phủ toàn thân, cùng bát hoang chiến trụ cộng minh. Kim quang sáng chói, uy phong lẫm liệt. Đường vân mặt trời vừa phức tạp vừa thần bí ở trước ngực và sau lưng dũng động khí tức chí cương chí dương. Keng! Cự kiếm bạo kích, hung hăng đánh vào trên thân Khương Phàm. Thủy nguyên lực cùng băng nguyên lực giao hòa hoàn mỹ, để độ cứng cự kiếm viễn siêu hơn cả thép đen, đủ để bổ ra cả một ngọn núi to lớn. Khương Phàm run rẩy, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập tới phía cửa phủ Kiều gia. Tốt, đám người Đường gia gieo hò, thắng, chính là nhẹ nhàng như vậy. Thắng, Đường Tư Đồ không có để cho bọn hắn thất vọng. Cứ kết thúc như vậy. Tử đệ các tộc trong rừng cây trừng to mắt, tuy nhiên không chờ bọn hắn bắt đầu gào thét, Khương Phàm đang bị đánh bay giữa trời, trước một khắc va chạm cửa phủ bỗng nhiên phanh lại, bay ngược lên, đứng yên phía trên cửa phủ nguy nga. Sao? Đường Tư Đồ khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Phàm nơi xa. Toàn thân Khương Phàm sôi trào khí huyết, khóe miệng chảy máu. Cũng không tốt đẹp gì, ngay cả thái dương chiến y đều lấp lóe lúc sáng lúc tối, nhưng, hắn đối với lực công kích của vị thiên tài mạnh nhất Đường gia này đã có chút hiểu biết. Một kiếm này uy lực không tệ, tiếp theo, người cũng tiếp ta một kích. Khương Phàm vỗ cánh bay lên không, đưa tay chỉ lên trời, thánh viêm mãnh liệt bạo động, mang theo thanh thế giống như nổ tung, cuồn cuộn khắp trời, liên tục không ngừng, trùng trùng điệp điệp, phảng phất như thiên tước bay lên không, cao đến hơn 500 mét. Thánh viêm ở trên không bốc lên giao hòa, tiếp nhận hơn phân nửa linh lực của Khương Phàm, ngưng tụ thành mặt trời hừng hực. Lúc này mặt trời đang mọc lên ở phương đông, nhiệt độ đất trời đang tăng lên cao, ánh sáng cũng đang rọi khắp sông ngòi núi non. Khương Phàm thả ra thái dương thánh quyền vừa vặn cùng nơi xa mặt trời chiếu rọi, trên trời như đang xuất hiện thêm mặt trời thứ hai.
Đường Tư Đồ cực kỳ nhạy cảm đối với nhiệt độ, hắn lập tức phát giác không ổn, không có chút gì do dự gì, lập tức điều động năng lượng khí hải hóa thành mênh mông thủy triều, trải rộng ra vài trăm mét chiều cường ở hai bên trái phải, sôi trào mãnh liệt, bốc lên khí lạnh thấu xương. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Phàm điên cuồng gào thét, bá liệt cường thế, chiến y phối hợp kim quang chói mắt giống như thần linh. Mặt trời, giữa không trung phát ra ầm ầm tiếng vang, xẹt qua bầu trời, kéo lấy kim viêm xông về phía Đường Tư Đồ. Bởi vì ở trong sa mạc dung hợp Thái Dương tinh hỏa, nên nhiệt độ thánh viêm Khương Phàm thả ra ngay lúc này đây đã cao hơn rất nhiều, uy lực Thái Dương Thánh Quyền càng là tăng bạo. Huống chi bên trong còn có hư ảnh Chu Tước quay quanh. Vĩnh Hằng Thủ Hộ, Băng Phong Chi Thành. Đường Tư Đồ vung băng thương lên, hét thật lớn. Thủy triều cuồn cuộn xung quanh bốc lên trùng điệp, ngưng tụ thành hình dáng tường thành. Tường thành cao tới 20 mét, dày đến 5-6 mét, thủ hộ Đường Tư Đồ ở trong đó. Sau đó, thủy triều cấp tốc đông kết, khí lạnh tràn khắp bốn phía, tạo thành một tòa băng thành nguy nga vừa bao la hùng vĩ vừa sợ người. Đường Tư Đồ đứng ngạo nghễ ở trong thành, hơi nước tràn ngập xung quanh, mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng chiến binh, số lượng kinh người, như binh sĩ thật sự. Rộng rãi, hoa lệ, thị giác rung động, nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống, phảng phất như đặt mình vào sông băng hay cánh đồng tuyết nào đó. T. Số lượng lớn cường giả trong rừng cây hít vào khí lạnh, vì đó mà rung động. Đường Tư Đồ ngưng tụ thành một tòa thành, còn có binh sĩ. Đợi đến ngày nào đó trong tương lai, hắn thật sự trưởng thành, chẳng phải là có thể ngưng tụ ra đại thành trăm dặm, ra ngàn vạn mãnh tướng sao? Tất cả tử đệ thế gia đều nhíu mày, đây là võ pháp gì, vì sao trước đó không thấy Đường Tư Đồ thi triển qua? Chẳng lẽ là chuẩn bị cho thi đấu bài vị? Nhưng, khi Thái Dương Thánh Quyền cấp tốc tới gần chiến trường, ánh mắt mọi người lại một lần nữa bị hấp dẫn tới. Mặt trời ù ù, xẹt qua trời cao, cường quang hừng hực rọi khắp nơi đất trời, chiếu sáng đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra, mà nhiệt độ cao kinh khủng lại còn giống như mặt trời chân chính đang rơi xuống. Cây rừng băng phong trước đó cũng bắt đầu hòa tan, sau đó khô héo, như là muốn bị nhen lửa. Ầm ầm, Thái Dương Thánh Quyền bạo kích, dung chuyển băng thành, kịch liệt va chạm chấn động đến hơn 10 dặm mặt đất đều phải lay động. Nhưng, còn không có kết thúc. Hư ảnh Chu Tước quay quanh bên trong Thái Dương Thánh Quyền đột nhiên vỗ cánh gáy to, hung uy đại tác, lệ khí cuồn cuộn. Nhiệt độ Thánh Quyền lại cấp tốc tăng vọt, uy thế cũng theo đó mà càng tăng thêm. Cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, thánh quyền dẫn bạo, liệt diễm cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, giống như là biển động, bao phủ lấy băng thành khổng lồ, thanh thế to lớn giống như là muốn đem triệt để hủy nó đi. À, Đường Tư Đồ gào thét, hắn đứng trong băng thành đau khổ kiên trì, năng lượng khí hải sôi trào, hóa thành mênh mông thủy triều hòa với khí lạnh tức mãnh liệt cuốn ra, tiếp tục chạy vọt về phía trước, ra cố tường thành. Đung đưa kịch liệt kéo dài thật lâu. Băng thành gian nan chống cự. Chỉ là trong trong ngoài ngoài đều đã rách mướp, nước đá chảy ngang, không còn hình dáng ban đầu nữa. Sao lại thế? Sắc mặt các tộc nhân Đường gia trở nên nghiêm trọng, đây là bọn hắn hao phí tinh lực từ một hoàng tộc khác lấy được, chuẩn bị hào quang rực rỡ trên thi đấu bài vị, lại bị hỏa quyền của Khương Phàm cho đánh phế đi. Là bọn hắn chờ mong quá cao đối với bộ võ pháp này? Hay là võ pháp của Khương Phàm quá mạnh rồi? Là cái lý do sau. Mặc dù bọn hắn đứng ở khoảng cách xa nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cùng uy lực của hỏa cầu giống như mặt trời kia. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, Chí Tôn Thánh Văn ngươi đã chân chính thức tỉnh. Đường Tư Đồ ngẩng đầu, thần sắc rốt cục cũng trở nên nghiêm trọng. Lúc trước khi hỏa quyền nổ tung, trong chốc lát, hắn rõ ràng đã cảm nhận được một khí tức từ bên trong để hắn phải hồi hộp. Băng thành này của ngươi uy lực không tệ. Đón thêm một quyền của ta thử xem. Khương Phàm giơ một tay lên trời, thánh viêm sôi trào mãnh liệt, lần nữa ngưng tụ ra mặt trời mới. Vĩnh Hằng Thủ Hộ, Băng Phong Chi Thành. Đường Tư Đồ quả quyết bố trí phòng ngự, thủy triều cuồn cuộn, hình thành bức tường to lớn, sau đó đông kết thành băng thành. Ngay sau đó, toàn thân Đường Tư Đồ dâng lên hơi nước, hình thành từng binh sĩ, lần này số lượng càng nhiều hơn mà lại càng chân thực hơn, bọn chúng cầm băng thương trong tay. Phía trên mỗi cái băng thương đều lóe ra ánh sáng màu xanh lam, đó là tinh phách phân hóa ra lực lượng cực hàn. Khi mặt trời bay ngang qua bầu trời, phóng tới tường thành, 500 binh sĩ lên tiếng gào thét, giống như quân tốt thực thụ,
cường đại lại dũng mãnh, hung hăng vùng băng thương trong tay lên. 500 băng thương gào thét bay lên không, hơi nước mãnh liệt, ánh sáng màu xanh lam lấp lóe. Bọn chúng gánh chịu lấy khí tức tinh phách cực lạnh, toàn bộ đánh về phía mặt trời. Ầm ầm, mặt trời ở trên không kịch liệt oanh động. Sóng nhiệt sôi trào, giống như muốn nổ tung. Nhưng, chỉ trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ băng thương đã vỡ nát, uy thế mặt trời thịnh long, kéo lấy thánh viêm đánh tới tường thành. Toàn trường rung động, đây là luận võ sao, đây quả thực là đang trình diễn võ pháp, quá đặc sắc, quá rung động. Oanh! Thái Dương Thánh Quyền va chạm tường thành khiến cho tường thành lắc lư kịch liệt, theo chu tước gáy to, lệ khí tăng vọt, Thánh Quyền nổ tung, hóa thành liệt diễm cuồn cuộn, bao phủ cả tòa tường thành. Lần này, Khương Phàm đã theo sát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt tường thành, hai cánh chấn kích, tay phải nắm lại, hung hăng đánh tới phía trước. Đường Tư Đồ, hắn đến rồi, ngay bên ngoài tường thành ngươi. Đường Nguyên Bá hô to, sắc mặt nghiêm trọng. Thành của ta. Ta là vua, vương còn, thành còn. Đường Tư Đồ ở trong thành hô to, nhấc lên mênh mông không khí lạnh nổ vang chỗ cửa thành, cường thế gia cố. Khương Phàm còn đang thẳng hướng va chạm tường thành, văn ấn chu tước ở lòng bàn tay phát sáng, uy thế khiến cho người ta phải hồi hộp trong chốc lát đã khuấy động toàn trường. Khí tức gì? Sắc mặt số lượng lớn cường giả trong cánh rừng hơi biến đổi, phần uy thế đập vào mặt phảng phất muốn thẩm thấu vào linh hồn. Nhất là các tộc nhân Kiều gia, trong lòng run lên, bất chợt sinh ra một cảm giác hoảng hốt muốn quỳ xuống không hiểu thấu. Giết! Đường Tư Đồ cũng giật mình trước khí tức nguy hiểm đột nhiên bộc phát bên ngoài tường thành, mặc dù không rõ đang chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngay lập tức điều động cực hàn tinh phách trong khí hải. Tinh phách rung động giống như tinh linh hàn băng, nhấc lên khí tức cực lạnh chồng chất, lướt qua toàn thân Đường Tư Đồ, hội tụ ở tay phải, tại thành băng thương. Chu tước, bác thiên thuật, tay phải Khương Phàm hóa thành móng vuốt, thánh viêm sôi trào, sát uy tăng vọt, đánh thẳng đến tường thành. Huyết mạch hoàng kim đã khôi phục, lại được chu tước yêu hồn hoa tẩm bổ, uy lực chu tước truyền thừa tăng vọt mấy lần, cho dù không hoàn toàn yêu hóa, nhưng một kích này cũng đủ để phá diệt hết thảy ngăn trở. Ầm ầm, tường thành cao 20 mét, dày 5 mét kịch liệt lắc lư, vỡ nát tại chỗ, Khương Phàm sôi giết vào băng thành. Đường Tư Đồ cũng đối diện lao tới, toàn thân kết tinh, khí thế tăng vọt, gắt gao nắm chặt băng thương, ngang nhiên một kích, thẳng đến mặt Khương Phàm. Keng! Khương Phàm đưa móng vuốt nắm chặt băng thương, uy lực chu tước còn đang phun trào đối kích cùng tinh phách, hai loại lực lượng cực hạn bộc phát, hình thành một hủy diệt, che mất Khương Phàm cùng Đường Tư Đồ. Ầm ầm! Liệt diễm bạo động, luồng không khí lạnh bốc lên, băng thành nguy nga đều ầm vang sụp đổ. Khương Phàm lui lại vài trăm mét về phía sau, vững vàng dừng lại, vuốt phải máu me đầm đìa, khí lạnh thấu xương quấn quanh, ngay cả xương cốt đều muốn đông cứng. Bên trong năng lượng bạo động phía trước, Đường Tư Đồ máu me khắp người, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc, ánh mắt của hắn lắc lư, khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn Khương Phàm ở phía xa. Xem ra chí tôn thánh văn nhà quê ta đây vẫn có chút ưu thế. Khương Phàm lắc lắc tay phải, vết thương nhanh chóng khép lại. Ta thắng, hình như còn rất dễ dàng. Toàn trường an tĩnh, bất luận là người của Kiều gia, hay là người vây xem ở trong cánh rừng, mặt mũi đều tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. Đường Tư Đồ thua. Vị thiên tài đại tân sinh hoàng thành này, vậy mà lại thua ở trên tay một người ngoài. Từ Đường Tư Thượng đến Đường Nguyên Nghiêu, từ Đường Nguyên Bá, lại đến Đường Tư Đồ, người Đường gia thua rồi lại thua. Thắng. Xác thực hình như rất dễ dàng. Sắc mặt tất cả đám tử đệ cường tộc đều trở nên nghiêm trọng, rốt cục cũng đã coi trọng con rể Kiều gia này hơn. Tên dã man này vậy mà so với những truyền nhân quý tộc bọn hắn đây được tỉ mỉ bồi dưỡng lại mạnh hơn đến thế. Rất có thể Khương Phàm đã thật kích phát ra tiềm lực chí tôn thánh văn, mà thiên phú tu luyện cùng võ pháp cũng đều không phải bình thường. Bọn hắn bỗng nhiên hoài nghi, có phải Khương Phàm có thân phận gì đặc biệt hay không? Cực hàn của ngươi rất mạnh. Nếu như có thể đến chí tôn thánh văn, có lẽ có thể cùng ta chiến một trận. Khương Phàm tản ra liệt diễm, chỉ về phía Đường Tư Đồ. Dựa theo ước định, gọi luyện đan sư của Đường gia đặt trong Kiều gia gia. Đường Tư Đồ lau đi máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Các loại cảm xúc không cam lòng, tức giận, thất bại, thậm chí là sát ý bốc lên trong lồng ngực. Sắc mặt tộc nhân Đường gia cũng vô cùng khó coi.
thì đấu bài vị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, lúc này Đường Tư Đồ lại thua, không chỉ sẽ sinh ra áp lực tâm lý, còn có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phán đoán của Hoàng thất đối với thực lực thật sự của Đại Tân Sinh Đường gia. Khương Phàm chỉ vào Đường Tư Đồ. Điểm danh, lập tức. Đường Tư Đồ hít một hơi, ngăn chặn cảm xúc, nói với các luyện đan sư trước mặt. Đều đi ra đi, cùng ta về Đường gia. Ở bên trong 327 vị luyện đan sư lần lượt đi ra 13 vị luyện đan sư, không chỉ có người chiêu mới trong khoảng thời gian này, lại còn có người được Kiều gia bồi dưỡng, có ngũ phẩm luyện đan sư, cũng có lục phẩm. 1, 2, 3, 13 người. Sắc mặt Kiều Thiên Mạch âm trầm, rõ ràng đã cẩn thận thẩm tra qua, Đường gia lại còn đón mua nhiều như vậy. Nếu như trong lúc thực hiện trường sinh đại điển, toàn bộ 13 người này lại quấy rối, hậu quả khó mà lường được. 13 vị luyện đan sư đều không có nói cái gì, cũng không có biểu lộ hổ thẹn gì cả, cứ thế mà đi thẳng đến Đường gia. Khoan đã! Khương Phàm ngăn ở trước mặt bọn hắn. Có việc gì? Một vị lão giả hơi ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp vượt qua Khương Phàm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Đường gia cho các ngươi chỗ tốt gì, để các ngươi dám đến Kiều gia làm loạn? Không thể trả lời. Vấn đề thứ hai, chính là Đường gia đã cho các ngươi chỉ lệnh gì? Lão giả mặt không biểu tình. Nói, không thể trả lời. Tránh ra. Khương Phàm nói. Các ngươi nếu quả thật hủy trường sinh đại điển, không sợ Kiều gia sau đó trả thù. Ta nói, tránh ra. Lão giả lại hơi ngước đầu, thái độ kiêu căng. Hắn là luyện đan sư cấp tông sư, thân phận tôn quý, mối quan hệ ở khắp các nơi. Có phải ngươi cảm giác mình có địa vị có thực lực, cuối cùng Kiều gia không dám xử lý ngươi hay không? Khương Phàm ngăn ở trước mặt hắn, một bước cũng không nhường. Đường gia quát tháo. Khương Phàm, đừng không biết tốt xấu, trêu chọc luyện đan sư cũng không có kết cục tốt gì. Lão nhân trước mặt Khương Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó ra hiệu với các luyện đan sư khác ở hai bên trái phải, cùng nhau đi lên phía trước. Khương Phàm đưa tay đè ngực lão giả lại. Kiều gia là một trong cửu đại gia cổ Hoa, không phải nơi ngươi muốn vào thì có thể vào, muốn ra thì có thể ra. Ha ha, ngươi muốn như thế nào? Lão giả khinh thường cười lạnh. Quỳ xuống, dập đầu. Cái gì? Quỳ xuống, dập đầu, nói lời xin lỗi, sau đó cúi đầu, cong người lại, lăn ra khỏi cổ Hoa Hoàng Thành. Ha ha, ha ha. Lão nhân lắc đầu mà cười, trực tiếp đẩy tay Khương Phàm đi lên phía trước. Đừng không biết điều, cút ngay. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Trong tay Khương Phàm đột nhiên có thêm một chuôi tàn đao, trực tiếp xuyên qua lồng ngực lão giả, từ ngực đâm vào đi, lại từ phía sau lưng nhô ra tới. Ngươi! Lão giả chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, ngay sau đó lại nổi lên từng trận đau nhức kịch liệt, hắn chậm rãi cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn ngực mình. Khương Phàm, ngươi điên rồi! Toàn trường oanh động, vô số người bỗng nhiên biến sắc. 12 vị luyện đan sư ở hai bên cũng kinh hồn lui lại. Ngươi biết hắn là ai không? Bọn người Kiều Thiên Mạch cũng trừng to mắt, giết. Hắn giết luyện đan sư. Ta chẳng quan tâm hắn là ai. Trêu chọc Kiều gia thì phải chết. Đây là ta học được từ Đường gia. Mặc dù nghe rất phách lối, nhưng không thể không thừa nhận, Đường gia đã làm gương mẫu cho cửu đại gia cổ Hoa. Gặp phải khiêu khích thì phải cường thế, thì phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. 13 tên luyện đan sư này cũng dám chạy đến bên trong Kiều gia quấy rối. Không phải muốn chết sao? Khương Phàm rút tàn đao ra, vung tay chuyển đi. Thổi phù một tiếng, máu tươi phun tung tóe, đầu lão giả trực tiếp rơi xuống đất. Khương Phàm nhìn các luyện đan sư ở hai bên bị kinh đến một chút, sau đó phân phó tộc nhân Kiều ra. 12 tên này, một tên cũng không được để lại, chém. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng, khung cảnh này so với việc trước đó Khương Phàm đánh bại Đường Tư Đồ càng kích thích hơn. Càng khiếp sợ hơn. Ta nói không có tác dụng sao? Kiều Thiên Mạch, đem 12 tên luyện đan sư này chém hết cho ta. Khương Phàm giơ tàn đao nhuốm máu lên, chỉ về Kiều Thiên Mạch trước cửa phủ. Ánh mắt Kiều Thiên Mạch lắc lư nhìn Khương Phàm lại nhìn thi thể không đầu trên đất, toàn thân bỗng lạnh lên, nhưng ngay sau đó, lại có cảm giác hưng phấn không nói ra được, hắn vung tay lên, cao giọng hét lớn. Chém! Bọn thị vệ Kiều ra trao đổi ánh mắt. Toàn bộ lộ ra biểu hiện dữ tợn, nhào về phía 12 vị luyện đan sư kia. Các ngươi muốn làm gì, ta là luyện đan sư.
chúng ta là luyện đan sư, các ngươi không được giết chúng ta. Kiều gia các ngươi muốn đối nghịch cùng luyện đan sư toàn thành sao? 12 vị luyện đan sư kinh hãi, cao giọng thét lên. Có người lộn nhào tới Đường gia cầu cứu, lại bị thị vệ ngăn lại, giơ tay tàn nhẫn chém đầu xuống. Thật ác độc, Kiều gia vậy mà lại tùy theo Khương Phàm tàn sát luyện đan sư. Kiều gia ở đâu tìm được gia hỏa tàn nhẫn lại mạnh mẽ như thế? Kiều Vi Nhi nhìn rất đáng yêu, vậy mà lại ưa thích dạng nam nhân dã man này. 13 người, toàn giết, đây là giết cho Đường gia nhìn, đây là đang nhục nhã Đường gia. Đám người trong cánh rừng nghị luận ầm ĩ, vốn cho rằng chỉ là đến xem trận đấu, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một màn tàn bạo như thế. Khương Phàm giơ tay lên một ngọn thánh viêm màu vàng, giống như nham tương rơi tới trên thi thể trước mặt. Thánh viêm cuồn cuộn, càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng đốt cháy thi thể, tinh luyện thành tinh hoa. Khương Phàm dẫn dắt liệt diễm bay lên không, ở trước mặt ngưng tụ thành một cái nồi, thánh viêm bốc lên ở bên trong, kim quang chói mắt, luyện hóa thi thể. Hắn đang làm gì? Đốt thi thể sao? Tại sao ta lại cảm giác là đang luyện đan vậy? Hắn có thể luyện đan, hắn thật đúng là luyện đan sư. Các phương lại lần nữa oanh động, gia hỏa này quá toàn tài. Khương Phàm nâng nồi luyện đan, ánh mắt bén nhọn đảo qua hơn 300 vị luyện đan sư đang hốt hoảng phía trước. Trong các ngươi còn có ai do các gia tộc xếp vào, ta cho các ngươi một cơ hội, cũng chỉ có một cơ hội này. Cúi đầu xuống, nói lời xin lỗi trước cửa phủ Kiều gia, sau đó lăn ra khỏi Cổ Hoa Hoàng Thành. Nếu như ai còn ở bên trong, lại lên Trường Sinh Đại Điển làm loạn. Chỉ cần bị phát hiện, Khương Phàm ta tự mình luyện sống kẻ đó, luyện thịt ngươi, luyện linh ngươi, luyện hồn của ngươi, luyện đến khi ngươi thần hồn câu diệt, cắt đứt luân hồi. Một tiếng quát lớn, thanh chấn cánh rừng, số lượng lớn luyện đan sư đang cả kinh phía trước sắc mặt đều trắng bệt ra. Khương Phàm chấn mở liệt diễm trước mặt, từ bên trong dẫn xuất ra 3 viên đan dược. Một viên huyết đan, một viên hồn đan, một viên linh đan. Hơn 300 vị các luyện đan sư lắc lư ánh mắt, chăm chú nhìn đan dược trong tay Khương Phàm. Đây là thuật luyện đan gì? Lại đem người sống chia tách thành 3 bộ phận. Kiều Thiên Mạch và những người của Kiều gia đều cảm thấy quái dị, lần nữa lãnh hội được sự hung ác của Khương Phàm. Chỉ một cơ hội này, cố gắng nắm chắc, nhưng trước khi rời đi phải nói rõ ràng là ai đã sai khiến ngươi. Kéo cuống họng, lớn tiếng kêu ra cho ta. Khương Phàm đem 3 viên đan dược quăng về phía không trung. Tặc điểu vô cùng phối hợp, nó nhanh chóng phóng lên, mở miệng lớn ngậm lấy, ở trước mặt tất cả mọi người nuốt sống xuống. Bầu không khí bạo động, đám người liên tiếp trao đổi ánh mắt, cảm giác tình huống có chút mất khống chế. Là Hoàng Phủ gia tộc an bài ta tới. Một luyện đan sư đi tới, khẩn trương nhìn Khương Phàm, khí tức lộn xộn, sợ cái tên điên này sẽ đột nhiên giết hắn. Xin lỗi Kiều gia. Khương Phàm chỉ là liếc mắt. Là ta mạo phạm. Vị luyện đan sư kia liên tục hành lễ, cũng không dám lại có nửa điểm cao ngạo. Cút! Khương Phàm phất tay. Vị luyện đan sư kia như nhặt được đại xá, cuống quýt chạy đi. Khương Phàm đưa ánh mắt bén nhọn đảo qua các luyện đan sư trước mặt, trong tay giơ lên thánh viêm. Còn ai nữa không? Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như chờ ta tự mình tìm ra, người ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ đều không có. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Ta là bị Trung Ly gia tộc chỉ điểm. Một vị luyện đan sư khác theo sát chạy đến, sau khi nói xin lỗi với Kiều gia, hắn cũng vô cùng hốt hoảng chạy đi. Càng có thêm nhiều luyện đan sư liên tiếp đi tới, lại là xin lỗi lại là hành lễ, sau một khắc báo lên tên gia tộc đã không dám ở lâu, cứ thế mà kéo nhau chạy. Bắt đầu từ Đường gia, lại đến Trung Ly gia, Mục gia, Tô gia, Hoàng Phủ gia các loại, không chỉ dính đến các đại gia tộc cổ hoa, mà cũng có liên lụy đến rất nhiều thế tộc cùng tông môn khác. Trước trước sau sau chạy ra hơn 50 người. Sắc mặt tử đệ các tộc đều vô cùng khó coi, ngay cả người của hoàng thất ở đó cũng nhíu mày. Sự tình xác thực đã không kiểm soát được. Đây nào chỉ là đang đánh người của Đường gia, là đang đánh vào mặt tất cả gia tộc và thế lực cổ hoa hoàng thành, càng là đang đánh vào mặt hoàng thất. Ảnh hưởng quá ác liệt. Khương Phàm cười lạnh hai tiếng, trực tiếp nhìn đội ngũ hoàng gia xem chiến nơi xa. Kiều gia tổ chức Trường Sinh Đại Điển đến bây giờ đã có ngàn năm, nó đối với Kiều gia mà nói là quan trọng bao nhiêu, chắc hẳn hoàng thất vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, đại điển còn chưa bắt đầu, các
các đại gia tộc đã tùy ý quấy rối, phong tỏa, thậm chí còn an bài luyện đan sư trực tiếp tiến đến phá hư. Chẳng lẽ hoàng thất thật không biết, hay là cảm thấy không quan trọng, lại hoặc là, vì Kiều gia nằm ở vị trí thứ 9, có cũng được mà không có cũng không sao, tùy tiện ức hiếp. Nếu như vậy chuyện phát sinh ở hoàng phủ gia, ta đã phải để hoàng thất sớm ra mặt điều hòa, hoàng phủ gia càng có thể huyên náo cho mọi người đều biết. Đến Kiều gia, chúng ta không oán giận, hoàng thất cũng không để ý tới. Ngôn ngữ Khương Phàm nói ra sắc bén, trực chỉ hoàng thất, chỉ trích chất vấn rất có ý tứ. Toàn trường yên tĩnh, mấy ngàn người hai mặt nhìn nhau, đủ hung ác, thật sự là dám nói ra. Hoàng thất không cần phải giải thích, hôm nay Kiều gia chỉ tỏ thái độ. Chúng ta cũng là một trong cửu đại gia, chúng ta có nội tình, có thực lực, càng có tôn nghiêm. Ai dám làm loạn, chúng ta tuyệt không nuông chiều. Hôm nay giết mấy kẻ cho các ngươi thấy chút máu. Ngày mai, ha ha, Kiều gia chúng ta làm việc, hoàn toàn là theo đường gia, theo hoàng phủ gia làm chuẩn. Tất cả hành động, đều là tham khảo án lệ những năm gần đây của đường gia, hoàng phủ gia. Ai từng trêu chọc bọn hắn, bị diệt môn. Ai từng khiêu khích bọn hắn, bị xử tử. Ai có ngôn ngữ bất kính, bị trừng phạt. Nếu như Kiều gia chúng ta gặp phải tình huống tương tự, cách làm cũng sẽ giống các gia tộc như đúc. Đến lúc đó xin hoàng thất không nên nhúng tay, dù sao trước đó các ngươi cũng không hề nhúng tay. Đều là cửu đại gia, tư thái hẳn là đều như thế. Hoàng thất càng hẳn nên đối xử như nhau. Khương Phàm nói xong, giơ tay lên, trực chỉ đội ngũ hoàng thất. Bầu không khí toàn trường tiếp tục an tĩnh, tất cả mọi người nghe được thì hãi hùng khiếp vía. Đây là đang đại biểu tuyên ngôn của Kiều gia sao? Đây quả thực là đang trần trụi khiêu khích hoàng thất. Khương Phàm dùng sức chỉ điểm đến hoàng thất, cười lạnh hai tiếng, sau đó quay người trở về Kiều phủ. Đám người Kiều gia liên tiếp tránh ra, đưa mắt nhìn Khương Phàm vào cửa. Thật là khí phách. Trong mắt Kiều Vô Song đều đầy ánh sáng, bỗng nhiên cảm giác nam nhân này có mị lực thật đặc biệt. Kiều Vi Nhi cũng hơi mở môi đỏ ra, nhìn bóng lưng Khương Phàm đang lên núi. Những mâu thuẫn và bất đắc dĩ trước đó giống như trong lúc bất chợt đã tan thành mây khói. Kiều Thiên Mạch liên tục hít hơi, bỗng nhiên có kích động cùng phấn khởi khó có thể dùng lời để diễn tả được. Các đệ tử và chi thứ Kiều gia cũng đều không tự chủ được mà ưỡn ngực. Trước đó bởi vì tổ huấn, Kiều gia bọn hắn từ ngàn năm trước đã bắt đầu lo liệu điệu thấp xử sự gia phong, rất ít chủ động gây chuyện, mà lại gặp sự tình thu nhỏ, nhất là đến thế hệ này, lại còn âm thịnh dương suy. Mặc dù Kiều Linh vẫn rất cường thế, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, điều này cũng làm cho bọn hắn có lực lượng gì để nói chuyện ở bên ngoài, càng không nguyện ý biểu hiện cường thế. Không nghĩ tới, vậy mà Kiều gia lại nghênh đón một tên gia hỏa hung hãn như thế này. Thật giống như bên trong bầy dê đột nhiên ném vào một con sói, không, đây quả thực là con mãnh hổ, hùng sư. Ai? Đan Hoàng lại nhẹ giọng thở dài trong đầu Khương Phàm. Đứa nhỏ này đã thay đổi. Từ sau khi đi về Kiều gia liền có thay đổi rất rõ ràng. Nguyên nhân đương nhiên là nhận lấy kích thích mãnh liệt từ Kiều Hinh. Phần kích thích này để Khương Phàm lần nữa ôn lại trí nhớ của kiếp trước, càng cường liệt, càng triệt để hơn. Trong lúc vô hình lại tìm về khí khái cùng tư thái đã từng làm thần hoàng. Phần kích thích này, cũng mang cho hắn phẫn nộ cùng sát ý mãnh liệt, để tâm tình hắn thật vất vả bởi vì hỏa diễm huyễn điểu sáng sủa lại lần nữa kiềm chế. Đan Hoàng bỗng nhiên có chút bận tâm, hiện tại đã là linh hồn cảnh, nếu như từ vừa mới bắt đầu trên lưng đã đeo áp lực cực lớn, đè nén sát ý thấu xương, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh tử cảnh phía sau. Đan Hoàng đau lòng cho Khương Phàm. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Hắn không nên sớm biết bí mật thần triều, hiện tại cũng không nên gặp được Kiều Hinh. Nhưng, vận mệnh chính là cấp bách như vậy, giống như những anh linh thần triều từ nơi sâu xa kia đang triệu hoán hắn, để hắn lại nhanh. Lại nhanh, lại nhanh. Khương Phàm không có chú ý tới Đan Hoàng đang sầu lo, hắn dẫm lên thềm đá yên lặng đi lên núi. Hắn không chú ý tới mình có một ít nói chuyện, một ít hành động đang thay đổi. Trở nên cường thế hơn, trở nên càng uy nghiêm, tựa như là thần hoàng kiếp trước. Nhưng hắn biết trong lồng ngực mình đang góp nhặt lấy sát ý nồng đậm, mỗi lần nghĩ đến Kiều Hinh trong quan tài ngọc, hắn liền hận Cổ Hoa, hận cả nơi này. Bầu không khí trước cửa Kiều gia bị đè nén sau một hồi đã dần dần náo nhiệt lên. Tên Khương Phàm này đến cùng là có thân phận gì? Hắn là một con rể còn chưa có qua cửa,
làm sao lại cho ta một cảm giác cứ như hắn muốn làm ra làm chủ vậy? Kiều gia lại còn để hắn náo tùy ý. Gia hỏa này vừa mạnh, vừa hung ác lại bá đạo, không phải loại lương thiện. Bầu không khí trong rừng cây trầm mặc thật lâu, mới dần dần náo nhiệt lên. Tên khốn kiếp đáng chết này. Bọn người Đường Tư Thượng dùng sức nắm tay, lên cơn giận dữ. Đánh người của bọn hắn, đánh mặt của bọn hắn, còn dẫm lên đầu của bọn hắn, tuyên chiến với Hoàng Thành. Đường ra hôm nay, mất mặt ném về tận nhà. Khương Phàm. Hoàng Phủ Chính Thiên trước đó coi Khương Phàm là trò cười, hiện tại xem ra, rất có thể hắn đã gặp được đối thủ. Mục Vân Hải nhìn về phía đội ngũ Hoàng Phủ ra, thấp giọng nói. Khương Phàm muốn khiêu chiến Hoàng Phủ Chính Thiên trên luận võ bài vị. Mục Vân Phi ngắm nhìn núi cao nguy nga của Kiều gia, thản nhiên nói. Dùng bài vị cuối cùng, quyết định kết cục của Lý Tịch. Mục Vân Hải nói. Khương Phàm lấy ở đâu ra lực lượng? Ngươi không thấy được sao? Hắn có thể thắng Đường Tư Đồ là đã có tư cách khởi xướng khiêu chiến. Những lời hôm nay hắn nói ra, càng nói rõ hắn khôn khéo lại tàn nhẫn. Hắn đúng là rất mạnh, nhưng nếu khiêu chiến ba người, phần thắng ngay cả năm phần cũng chưa tới. Mà, linh nguyên cảnh sẽ do ai đến? Muốn thay thế vị trí thứ nhất, nhất định phải có linh hồn cảnh cùng linh nguyên cảnh khiêu chiến toàn bộ hoàn thành. Từ xưa đến nay, trận khiêu chiến này đều không có người nào thành công qua. Kiều Vân Phi trầm ngâm một lát, lại thu hồi ánh mắt. Nếu Khương Phàm có thể khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có cái gì đó để ỷ vào. Thi đấu bài vị năm nay, chỉ sợ sẽ có biến số lớn rồi. Sâu trong rừng cây, tại một góc hẻo lánh có hai nữ tử khoác áo choàng đứng đấy. Tỷ tỷ, tỷ thấy không? Hắn chính là Khương Phàm, võ hầu của Hắc Ám Vương Quốc. Hiện tại hắn đang cầm ba tấm bất tử thiên bia trong tay, không sợ trời không sợ đất. Đông Hoàng Như Yên than nhẹ, gia hỏa này là thật cuồng, lại chạy đến cổ Hoa Hoàng Thành mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, nhúng tay vào thi đấu bài vị của cửu tộc, chất vấn cổ Hoa Hoàng Thất. Tại sao hắn lại ở chỗ này, lại làm sao để Kiều gia đối với hắn nói gì nghe nấy? Đông Hoàng Như Ảnh đã biết đến tư thái võ hầu Hắc Ám, chỉ là càng hồ đồ rồi. Nàng đối với sự cường đại của Khương Phàm cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, nhưng đối với biểu hiện của Kiều gia lại vô cùng khó hiểu. Mặc dù Kiều gia xếp ở cuối cùng trong cửu đại gia, nhưng chủ yếu là vì thái độ xử sự của bọn hắn, cũng không có nghĩa là nội tình thực lực bọn hắn yếu kém. Mà, gia huấn gia tộc của Kiều gia bên trong cửu đại gia là nghiêm nhất, từ trong lòng lộ ra kiêu ngạo, còn có một loại cảm giác lạnh nhạt. Gia tộc như thế này, làm sao lại có thể tùy ý để một người ngoài đến ra lệnh? Không phải tỷ đã ủy thác Thiên Cung Nam Bộ tiến hành đã điều tra sao, hẳn là qua mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Đông Hoàng Như Yên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không để ý nhiều, nàng chỉ là chờ mong thi đấu bài vị sắp đến. Có Khương Phàm, liền có biến số. Có biến số, liền sẽ rất kích thích. Khương Phàm là đệ tử Thánh Địa Nam Bộ, cách đây mấy chục vạn dặm, muốn tin tức truyền đi nhanh, cũng cần chờ một đoạn thời gian. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, trực giác nói cho nàng biết, trong này khẳng định có bí mật lớn. Tỷ tỷ, nếu không tỷ đi chiếu cố hắn. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên kéo cánh tay tỷ tỷ lại. Đông Hoàng Như Ảnh di chuyển đôi mắt xinh đẹp, đang muốn cân nhắc, Đông Hoàng Như Yên cười hì hì xấu xa. Chỉ cần tỷ ở trước mặt hắn lấy mạng che mặt xuống, muội đoán chừng hắn sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt tỷ, cái gì cũng đều phun ra. Muội đó, không có đứng đắn. Đông Hoàng Như Yên nhìn qua Kiều gia, thật có xúc động sẽ phải gặp Khương Phàm. Đám người trong cánh rừng náo nhiệt nghị luận sau một lúc cũng liên tiếp tản ra. Có người muốn về tộc bẩm báo, thương lượng đối sách. Bọn hắn đều có trực giác, rất có thể tên Khương Phàm này sẽ ảnh hưởng đến bài vị các tộc. Có người không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tung ra hoàng thành, chuyện đặc sắc như vậy hẳn là nên để càng nhiều người biết. Kiều gia thì lại lâm vào náo nhiệt cùng kích động đã lâu chưa từng có, thật giống như cả tòa núi cao đều đang tỏa sáng sinh cơ bồng bột. Khương Phàm đi vào bên trong bảo các Kiều gia, dựa theo đan hoàng chỉ dẫn, tìm kiếm dược thảo. Bởi vì Kiều gia nuôi rất nhiều luyện đan sư, lại đúng lúc gặp trường sinh đại điển, trong bảo điện dự trữ rất nhiều dược thảo. Đan hoàng nói, bắt đầu tìm dược thảo từ cơ sở nhất, phương thuốc không chỉ cần phải rất nhiều dược liệu đặc biệt hiếm thấy, cũng cần chút dược liệu cơ sở làm phụ trợ. Khương Phàm bắt đầu từ tầng dược thảo dưới cùng, dần dần tìm kiếm.
Bát giác huyền băng thảo, 300 hạt. Kỳ nhung quả, cần 200 hạt. Ngọc tủy chi, 80 gốc. Bồ đề hoa cũng cần, 20 đóa. Huyết tinh thảo rất hiếm thấy, vậy mà nơi này cũng có, 50 hạt. Khương Phàm từ một tầng đi đến 5 tầng, trước sau tìm được 20 loại dược thảo. Tầng thứ 6 thuộc về trọng địa bảo dược Kiều gia, bên trong đều là dược liệu cực kỳ chân quý, có một số có giá trị liên thành. Lối vào và bên trong có 8 vị tộc lão trấn thủ. Khương Phàm ở bên trong tìm được 2 loại dược liệu hiếm thấy, thanh lăng đằng cùng địa tâm thối thể nhũ trăm năm. Sư phụ, còn thiếu bao nhiêu? Cơ sở còn thiếu 7 loại, chân quý còn thiếu 8 loại. Đặc biệt là thuốc dẫn, nơi này một cái cũng không có. Chúng ta đến Thương hội Hoàng Thành đi dạo. Thời điểm Khương Phàm rời khỏi Bảo Các, bên ngoài đã tụ tập các tộc lão Kiều gia, còn có Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa. Kiều Vạn Niên nghênh tiếp Khương Phàm, thái độ cung kính. Nghe nói tiểu tổ đến Bảo Các, chúng ta tới xem một chút. Ngài là có gì cần không? Kiều Vạn Sơn nói. Có một số vật đặc biệt chân quý, chúng ta không có đặt ở Bảo Các. Nếu ngài có cần, có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Những thứ đó có dược liệu luyện đan không? Dược liệu mà nói, đều ở trong Bảo Các này. Thương hội phía ngoài giao dịch dùng tinh thạch hay là tinh tệ? Tiểu tổ, ngài cứ nói thẳng là cần dược liệu gì, chúng ta sẽ sắp xếp người đi mua. Không cần, tự ta đi xem một chút. Đây là lệnh bài Kiều gia, tiểu tổ xem trọng cái gì, trực tiếp biểu lấy ra ngọc bài là có thể ký sổ. Kiều Vạn Niên lấy ra một cái ngọc bài, dùng hai tay đưa tới trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm tiếp nhận ngọc bài xong đang muốn rời đi, lại phát hiện biểu lộ của bọn hắn hơi khác thường. Còn có chuyện gì, là hôm nay ta đã rước lấy phiền phức cho Kiều gia sao? Kiều Vạn Niên nói. Không không không, biểu hiện hôm nay của tiểu tổ vô cùng đặc sắc, thay Kiều gia tranh giành khẩu khí, người của Kiều gia cũng thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ qua như thế. Từ hôm nay trở đi, Kiều gia cũng sẽ cải biến tổ huấn thích hợp, điều chỉnh thái độ xử sự của Kiều gia. Chỉ là, hôm nay có hơn 50 vị luyện đan sư rời đi, trường sinh đại điển có thể sẽ chịu phải ảnh hưởng. Tiểu tổ không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có ý oán trách ngài. Khương Phàm nói, hoàng thất còn chưa có thông báo các gia tộc, buông quản chế đối với luyện đan sư ra sao. Đã lần lượt buông ra, nhưng muốn trong vòng 3 ngày chiêu 50 tương đương 60 vị luyện đan sư mới, quả thật có chút khó khăn. Bởi vì trường sinh đại điển vô cùng quan trọng, là lịch đại gia chủ đều muốn toàn lực làm tốt đại sự, chúng ta lo lắng đến lúc đó thu thập không đủ, sẽ ảnh hưởng đến luyện chế đan dược. Cho nên, chúng ta muốn mời tiểu tổ, có thể hợp tác cùng Thiên Cung hay không? Kiều Phương Hoa nói bổ sung. Là như vậy, Thiên Cung nơi đó có rất nhiều luyện đan sư cao cấp, sớm tại các tộc bắt đầu phong tỏa Kiều gia chúng ta, bọn hắn đã phái người đến liên lạc qua, nguyện ý cung cấp trợ giúp. Nhưng điều kiện có chút hà khắc. Điều kiện gì? Bọn hắn muốn bá cặn trong đỉnh lô. Bọn hắn muốn thôi diễn phương thuốc. Luyện chế đan dược kéo dài liên tục 10 ngày 10 đêm, hội tụ 12 loại thánh hỏa, 80 loại hỏa diễm, đa số dược liệu đều rất khó để lại cặn bã. Muốn thông qua cặn bã để thôi diễn phương thuốc, cơ hồ là không có khả năng. Nếu bọn hắn đưa yêu cầu như vậy, khẳng định có mục đích gì đó. Coi chừng bị lừa. Thế nhưng, tiếp tục mời chào luyện đan sư, có thể gom góp thì gom góp. Nếu như đến cuối cùng thực sự còn chưa đủ, trường sinh đại điển năm nay cứ lấy trường sinh đan làm chủ, huyền M đan có thể thành thì thành, không thành cũng được. Cần tuân lệnh tổ tiên. Bọn người Kiều Vạn Niên không có chất vấn. Về sau không cần khách khí như thế, tất cả mọi người cứ tự nhiên. Đúng đúng. Ba người rất hay cung kính hành lễ, một mực đưa mắt nhìn Khương Phàm rời đi. Đại ca, phía sau núi đến cùng nói thế nào, và đến cùng hắn là có thân phận gì? Kiều Vạn Sơn thở dài, sống nửa đời người, đều không có nghĩ tới có một ngày sẽ cúi đầu khom lưng với một hài tử. Phối hợp là được. Vừa rồi Kiều Vạn Niên lại đến phía sau núi, sau khi báo cáo tình huống Khương Phàm, lại được đáp lại là, đổi tộc quy. Kiều gia từ hôm nay trở đi, hiện ra tư thái cường thế, cho ngươi thời gian 10 năm, khôi phục huyết tính của Kiều gia. Đổi tộc quy. Kiều Vạn Niên hoàn toàn không còn cách nào khác. Cũng bởi vì một cái thái độ của Khương Phàm, ngay cả tộc quy đều phải sửa lại. Cái này, phụ mẫu nó ai mà chịu nổi. Phối hợp là được. Ai, chờ ta một chút,
Phượng Bảo Nam từ phía sau đuổi kịp Khương Phàm. Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Khương Phàm đánh giá Phượng Bảo Nam, rất bất đắc dĩ mà lắc đầu, gia hỏa này gương mặt dáng dấp đẹp đẽ xinh đẹp, làn da trắng mịn bôi trơn, tóc dài phất phới, dáng người còn cao gầy thon dài, hết lần này tới lần khác lại thích mặc trường bào, khiến cho giống như váy. Nếu như không phải trước người phẳng phiu, lại có hầu kết, thì thật quá giống nữ nhân. Lại còn là rất đẹp, rất động lòng người. Cái này nếu là ở chung lâu, nói không chừng đều có thể có cảm giác khác. Trách không được Kiều Linh Vận thích hắn, nữ hài nhi dương khí nặng liền phải tìm nam hài nhi có chút âm khí điều hòa. Huynh đến cùng làm đã cái gì lại có thể để Kiều gia ngoan ngoãn với huynh như vậy? Phượng Bảo Nam theo sát Khương Phàm, thật sự là rất phục. Nơi này chính là Kiều gia, siêu cấp gia tộc dưới trướng hoàng tộc, giống như vương hầu, vậy mà lại để một người ngoài như Khương Phàm đây nói gì nghe nấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật rất khó mà tin tưởng. Bí mật, ngươi nghĩ được chưa, có đồng ý cùng ta về Nam Bộ không? Nhu cầu cấp bách hiện tại của Khương Phàm là có người tiếp quản Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, Phượng Bảo Nam không chỉ có linh văn phù hợp, đồng thời tình huống cũng coi như hiểu rõ. Còn có một nhân tố quan trọng hơn, Phượng Bảo Nam rất coi trọng gia tộc, coi trọng thân tình. Chỉ cần Ly Hỏa Thánh Địa bị khống chế, Phượng gia có thể sẽ dựa vào Vô Hồi Thánh Địa, thế này cũng không cần lo lắng Phượng Bảo Nam có dị tâm gì. Ta muốn về thăm nhà một chút, chỉ là linh vận. Phượng Bảo Nam rất do dự, nếu như Phượng gia an toàn, hắn đương nhiên nguyện ý trở về an táng tỷ tỷ, báo cáo bình an với người nhà. Nhưng nếu hắn đi, liền có khả năng không về được. Linh vận phải làm sao bây giờ? Trong lúc vô tình hắn đã yêu nữ hài nhi hiên ngang kia rồi. Giữa bọn hắn cũng có tình cảm phu thê thật sự. Không cần lo lắng linh vận, không cần lo lắng Kiều gia, chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Khương Phàm nắm bả vai Phượng Bảo Nam, nói. Nơi này là nhà thứ hai của chúng ta, sao có thể không cần nhà? Vậy cũng đúng. Phượng Bảo Nam giãn mặt ra mà cười, quay đầu nhìn Khương Phàm. Trong lòng Khương Phàm khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian vung hắn ra. Chết tiệt, cảm giác này quá quái dị. Tuy nhiên ta vẫn phải nói chuyện với linh vận. Phượng Bảo Nam không dám loạn quyết định chuyện này. Hắn đã mất đi tỷ tỷ, thật vất vả mới quyết định nhặt lại tình cảm, hắn thật không nguyện ý lại hủy đi nó. Cứ từ từ mà nói chuyện, không cần vội. Ngươi đã sinh sống tại Cổ Hoa mấy năm như thế, đối với từng chỗ trong hoàng thành hẳn là hiểu rất rõ. Đi. Mang ta đến thương hội bán dược thảo đi dạo, ta cần chút dược thảo đặc biệt. Khương Phàm vừa vặn cần có người chỉ dẫn. Muốn nói dược thảo đầy đủ nhất thì chỉ có hai chỗ, một là thương hội do Thiên Cung khống chế, một là thương hội do Hoàng Thất khống chế, chúng ta tới hai nơi đó nhìn xem trước. Nếu như không có, ta lại đưa huynh đi dạo chỗ khác. Thiên Cung thương hội. Bảo Bảo. Trong đại sảnh náo nhiệt, một nữ tử áo quần lộng lẫy đột nhiên chú ý tới Phượng Bảo Nam. Hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên đi tới, bên cạnh còn có mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy đi theo. Tô Nhã cô nương, đã lâu không gặp. Phượng Bảo Nam nho nhã lễ độ, mỉm cười gật đầu. Bởi vì sinh ra ở gia tộc lớn như Phượng gia, ngôn ngữ hành động hay cử chỉ đều mang mấy phần khí chất quý tộc. Chỉ là, ánh mắt Phượng Bảo Nam có chút trốn tránh, giật giật Khương Phàm, tiếp tục đi vào trong, bước chân đều nhanh hơn mấy phần. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Đều đã 5 ngày rồi. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng gọi Phượng Bảo Nam, môi đỏ nhấp nhẹ, mặt mày ngậm xuân, ngón tay tinh tế mềm mại nhẹ nhàng có một chút để trước ngực Phượng Bảo Nam. Cái động tác mềm mại đáng yêu ẩn tình này để Khương Phàm ở bên cạnh đều nhíu lông mày một cái. Xảy ra chuyện gì, Phượng Bảo Nam còn nuôi tình nhân ở bên ngoài rồi. Nhớ ta không, nói, nhớ ta. Nữ hài nhi hờn dỗi xấu hổ, gương mặt ửng hồng. Ôi! Ánh mắt Bảo Nam không tệ nha. Khương Phàm đánh giá nữ hài nhi. Nữ hài nhi mặc váy tơ lụa màu tím nhạt, vừa vặn phối hợp với dáng người thướt tha cao gầy của nàng. Da thịt nàng rất trắng, trắng đến phát sáng, có cảm giác tuyệt vời như dương chi bạch ngọc. Từ má ngọc xinh đẹp, đến tóc dài tới đùi eo, đều trải qua tân trang tỉ mỉ, đem ưu điểm của mình nổi bật ra hoàn mỹ, để nàng đã rất đẹp còn đặc biệt xinh đẹp hơn. Tô Nhã cô nương, ta còn có việc. Hôm nào trò chuyện tiếp. Phượng Bảo Nam xấu hổ, nắm cổ tay Tô Nhã, dịch chuyển sang bên cạnh, bảo Khương Phàm đi mau. Kiều Linh Vận cũng không đi theo, người sợ cái gì?
Tô Nhã uốn éo thân thể mềm mại, giống như hồ điệp ngăn ở trước Phượng Bảo Nam, lộ ra dáng tươi cười kiều mị, lần này hai tay đều đặt ở trước ngực Phượng Bảo Nam. Sợ ta sao, hay là sợ nhiều người ở đây? Khương Phàm lại nhướng lông mày lên, đi qua bên cạnh xem kịch. Phượng Bảo Nam bất đắc dĩ cười khổ. Tô Nhã cô nương, hay là chúng ta hơi khắc chế một chút? Ta luôn luôn nhắc nhở chính mình phải khắc chế, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy huynh, ta liền khắc chế không được. Huynh nói, phải làm sao bây giờ? Tô Nhã duỗi bàn tay tinh tế trắng nõn ra, nhẹ nhàng đặt trên môi Phượng Bảo Nam, manh mối ẩn tình, say mê khẽ nói. Huynh cười lên thật là dễ nhìn. Cô nương hoàng triều thật phóng khoáng. Khương Phàm lắc đầu, ở trước mặt mọi người, đã vậy còn câu dẫn nam nhân. Lại là người đã có vợ. Các bằng hữu của Tô Nhã cũng đều theo tới, vòng quanh Phượng Bảo Nam thưởng thức. Có người đưa tay xẹt qua bờ vai của hắn, có người vuốt ve phía sau lưng của hắn, có người còn muốn đụng chút phía dưới. Động tác to gan, biểu lộ kiều mị, bộ dáng tham lam để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bảo Bảo, Tô Nhã đề nghị, hay là huynh suy nghĩ một chút. Kiều Linh vẫn có gì tốt, ngoại trừ dáng dấp ra thì tính tình quá kém. Tô Nhã chúng ta dáng dấp cũng không thể kém so với Linh Vận. Nếu ngươi đồng ý Tô Nhã, lấy được cũng không chỉ là nàng, nói không chừng. Còn có thể nếm thử chúng ta đây. Nghe nói Kiều gia mới tới một người điên, hôm qua đều đắc tội đại hoàng tử, hôm nay Đường gia lại phái Đường Tư Đồ đi, thời gian sắp tới đây Kiều gia sẽ không dễ chịu đâu nha. Kiều gia đắc tội lớn với người khác, huynh ở lại nơi đó có gì tốt. Chỉ cần huynh gật đầu, chuyện kế tiếp. Tô Nhã và chúng ta sẽ ra mặt giải quyết, Kiều gia nơi đó cũng sẽ không dám nói gì. Các nàng không chút kiêng kỵ mà vuốt ve Phượng Bảo Nam, còn tiến đến bên tai thổi nhẹ, thì thầm. Ánh mắt kia, biểu tình kia, hận không thể lập tức ăn hắn. Người đến người đi trong đại điện, lại đều không có người nào ngừng chân lại. Có một số là không cảm thấy kinh ngạc, có một số là không dám chọc những cô nương có bối cảnh đặc biệt này. Biểu lộ trên mặt Khương Phàm càng ngày càng đặc sắc, hôm nay xem như mở đã được mở mang tầm mắt. Sắc lang không phân giới tính, lưu manh không hỏi xuất thân. Cảm tạ các vị tỷ tỷ, trái tim Phượng Bảo Nam ta đã thuộc về Linh Vận, còn xin hãy hiểu cho. Mặt mũi Phượng Bảo Nam tràn đầy xấu hổ, muốn tránh ra, lại bị hai vị nữ hài nhi ở hai bên khoác lên bả vai. Tô Nhã giơ cánh tay ngọc trắng như tuyết lên, quấn trên cổ Phượng Bảo Nam. Theo ta, người muốn cái gì cũng đều được, Kiều Linh Vận có thể cho, ta có thể cho, Kiều Linh Vận không dám cho, ta cũng có thể cho. Phượng Bảo Nam cưỡng ép rút hai tay từ trong ngực ấm áp mềm mại của hai nữ tử ra, nắm hai tay Tô Nhã, mở ra hai bên. Tô Nhã cô nương, thật là rất xin lỗi, Phượng Bảo Nam ta có Linh Vận là đủ rồi. Mắt Tô Nhã như sao sớm, lóe ra sáng rực, thâm tình nhìn Phượng Bảo Nam, ôn nhu thì thầm. Theo giúp ta 10 ngày. Chỉ cần 10 ngày. 10 ngày sau, nếu như ngươi còn muốn lấy Kiều Linh Vận, ta thả ngươi đi, tuyệt không dây dưa. Nếu như không muốn đi, Kiều gia bên kia, Tô Nhã ta giúp ngươi giải quyết. Bọn tỉ muội bên cạnh hé miệng yêu kiều cười, con mắt cũng trở nên sáng rực. Không cần 10 ngày, chỉ cần 5-3 ngày, cam đoan các nàng sẽ thư phục Phượng Bảo Nam để hắn quên mất Kiều Linh Vận. Phốc! Khương Phàm thực sự nhìn không được, ở bên cạnh phát ra chút âm thanh rất nhỏ. Một nữ tử nở nang liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là người hầu của Phượng Bảo Nam, nơi này không còn việc của ngươi, trở về đi. Các ngươi cứ tiếp tục, tự ta đi dạo. Khương Phàm lắc đầu mà cười. Ngươi cười cái gì? Tô Nhã ngữ khí lạnh lùng, nhưng vẫn đang nhìn Phượng Bảo Nam, trong mắt tất cả đều là hắn. Không có gì, các ngươi cứ tiếp tục. Khương Phàm mỉm cười đi ra. Chờ ta một chút. Phượng Bảo Nam hất Tô Nhã ra. Cử chỉ hơi thô lỗ chút, suýt nữa nàng đã bị đẩy ngã. Phượng Bảo Nam, huynh đứng lại đó cho ta. Tô Nhã lảo đảo lui lại hai bước, má ngọc hơi trầm xuống, ra hiệu với các nữ tử bên cạnh. Năm vị nữ hài nhi xinh đẹp ngăn cản trước mặt Khương Phàm cùng Phượng Bảo Nam. Chúng ta để cho ngươi đi rồi sao? Không nghe thấy lời Tô Nhã nói sao, thời gian 10 ngày, chỉ 10 ngày. Dù sao Kiều gia trong khoảng thời gian này cũng rất loạn. Ngươi coi như đi ra tránh đầu gió. Hôm nay chúng ta có việc, không có tâm tình hồ nháo. Phượng Bảo Nam mỉm cười, mang theo Khương Phàm cứng rắn đi đến phía trước. Ta thích ngươi như thế, ngươi lại gọi ta đây là hồ nháo.
Tô Nhã gót sen uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, từ phía sau đi tới. Tô Nhã cô nương, ta nói rất nhiều lần, ta đã đính hôn với Kiều Linh Vận, ta rất yêu nàng. Phượng Bảo Nam quay người đối mặt với Tô Nhã, hắn rất ít tức giận, lần này lại nghiêm mặt. Thứ Tô Nhã ta thích, cho tới bây giờ đều là nghĩ ra được thì nhất định sẽ phải có được. Ngươi hoặc là chủ động theo ta, hoặc là ta dùng biện pháp để Kiều Linh Vận chủ động buông tay. Tô Nhã ẩn ý đưa tình nhìn Phượng Bảo Nam, chỉ là ánh mắt đã bắt đầu nổi lên tia sắt lạnh. Nơi này không có chuyện của ta, ta rút lui trước. Khương Phàm gạt ra từ trong đám nữ nhân. Dừng lại, đừng đi lên phía trước, đi ra bên ngoài. Tô Nhã gọi Khương Phàm lại. Vì cái gì? Ngươi trở về nói với Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam cùng ta về Tô gia. Nàng hoặc là đến Tô gia đòi người, hoặc là nghĩ cách chấp nhận hiện thực. Khương Phàm ha ha cười nói. Cứng rắn đoạt sao, cô nương thật hào phóng. Tô Nhã đưa ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Hôm nay cô nương đã để cho ta được mở rộng tầm mắt rồi, cho tới bây giờ đều nói nam nhân đoạt nữ nhân, hôm nay mới nhìn thấy nữ nhân đoạt nam nhân. Khương Phàm duỗi ngón cái với Tô Nhã, khen. Cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt. Ánh mắt Tô Nhã càng lạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Bọn tỉ muội của Tô Nhã quát tháo. Ngươi không muốn sống, Tô Nhã là người ngươi có thể trêu chọc sao? Náo đi lên. Sốt cụ ốc đám người trong đại điện cũng dừng lại, tràn đầy phấn khởi nhìn một màn trước mắt này. Người trong hoàng thành cơ bản đều biết nhị tiểu thư Tô gia, Tô Nhã này say mê Phượng Bảo Nam, chỉ là Phượng Bảo Nam vẫn một mực cự tuyệt. Không nghĩ tới, hôm nay lại chuẩn bị cứng rắn đoạt. Đây là nhìn không nổi sao? Các ngươi đang nhìn cái gì? Bọn tỉ muội Tô Nhã vẫn ngắm nhìn xung quanh, ngữ khí bất thiện, tư thái phách lối. Đám người trong đại điện lập tức giải tán, không có người nào dám trêu chọc những cô nương xinh đẹp động lòng người này. Người phụ trách thiên cung trong đại điện đều cảm thấy đau đầu. Tô Nhã là nhị tiểu thư Tô gia, một trong cửu đại gia, thân phận đoàn tỉ muội các cô nương này cũng đều rất hiển hách, không phải nữ nhi đại tông thì chính là nữ nhi cường tộc khác ngoài cửu đại gia, ai dám chọc tới một người bên trong, chẳng khác nào chọc tới toàn bộ các nàng, cùng những thế lực phía sau kia. Tô Nhã nói với Phượng Bảo Nam, thị vệ của ngươi, chính ngươi quản giáo, ngươi làm không được, ta thay ngươi quản. Thị vệ, hắn cũng không phải thị vệ của ta. Ngươi từ bỏ, vậy liền đơn giản, Tiểu Nguyệt, đánh hắn 30 cái, ném ra. Tô Nhã phân phó một vị nữ tử cao gầy trong đoàn tỉ muội. Kiều gia ngoại trừ Bảo Nam, đều là những nam nhân không có giáo dục. Tiểu Nguyệt đi đến trước mặt Khương Phàm, lung lay tay phải mảnh khảnh. Quất đến mặt Khương Phàm. Đùng. Khương Phàm đưa tay bắt lấy. Cô nương, đừng làm rộn, ta không tùy tiện đánh nữ nhân, cô chớ tìm khó xử cho mình. Ôi, vẫn rất tùy tiện, buông tay, cổ tay tỉ tỉ ta lại có thể để cho loại thô bỉ như ngươi sờ. Tiểu Nguyệt khinh thường, dùng sức tránh ra, lại hung hăng đánh vào mặt Khương Phàm, kết quả lại bị nắm chặt. Ngươi làm gì? Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Nguyệt ngưng lại. Cản ngươi đó. Ngươi không muốn sống sao? Bản cô nương tự mình đánh ngươi, là phúc của ngươi. Biết điều mà nhận lấy cho ta. Tiểu Nguyệt hất Khương Phàm ra, lại giơ tay tát một cái. Khương Phàm lại ngăn lần nữa. Cô nương, có chừng có mực. Buông tay, tên thô bỉ, còn dám sờ tay của ta, ta liền báo ngươi lưu manh. Tiểu Nguyệt hất ra, lại muốn đánh Khương Phàm. Khương Phàm ngăn lại lần thứ tư. Cô nương. Nếu như cô còn như vậy, ta sẽ không khách khí. Ta cảnh cáo ngươi, ta là Vương Tiểu Nguyệt, ngươi thành thành thật thật ngả mặt vào tay ta, để cho ta quất ngươi 30 cái. Vương Tiểu Nguyệt lại lần nữa vung tay, nhưng lần này không đợi nàng hạ xuống, Khương Phàm nơi đó lại đột nhiên giơ lên một bàn tay, quất vào trên khuôn mặt nàng. Vương Tiểu Nguyệt trở tay không kịp, bị đánh đến liên tục lùi lại, suýt chút ngã ở trên mặt đất, nàng sờ lấy gương mặt sưng đỏ lên. Khó có thể tin mà nhìn thiếu niên trước mặt. Ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Khương Phàm nhíu mày, ánh mắt sửng sốt. Nhà đầu thiếu quản giáo. Hỗn đản, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết gia tộc ta tại Hoàng Thành này có thế lực lớn bao nhiêu không? Tiểu Nguyệt đỏ hồng cả mắt thét lên, đã lớn như vậy còn chưa từng bị người khác đánh qua, cái tên hạ nhân thô bỉ này cũng dám đánh nàng dưới trường hợp này. Ta chẳng quan tâm cô là ai, chớ chọc ta.
ngươi là tên tiện chủng, ngươi dám đánh ta. Tiểu Nguyệt phung ra bó lớn tinh tệ từ trong nhẫn không gian, rầm rầm đổ vào trên mặt đất, quát tháo đám người trong đại điện. Ai chặt cánh tay kia của hắn, tiền trên đất chính là của người đó. Mọi người lần lượt dừng lại, biểu lộ quái dị, sự tình thật muốn làm lớn chuyện rồi. Phượng Bảo Nam tìm từ đâu một tên thị vệ phách lối, không hiểu chuyện như vậy. Không đủ sao, ta chỗ này vẫn còn, chặt cánh tay hắn cho ta. Vương Tiểu Nguyệt phẫn nộ thét lên, lại đổ ra càng nhiều tinh tệ xuống đất, chỉ vào Khương Phàm. Chính là hắn, lên cho ta. Phượng Bảo Nam tức giận. Vương Tiểu Nguyệt, có chừng có mực đi. Trong Hoàng Thành có một số người cô có thể tùy tiện gây, nhưng có một số người cô không thể trêu vào. Ta nói cho cô hay, hắn chính là người mà cô không chọc nổi kia. Ngươi đang nhục nhã ta sao, ngay cả mặt loại người như thế này ta đều không thể trêu vào. Vương Tiểu Nguyệt vung tay, lại liên tục đổ tinh tệ xuống. Lên cho ta a, đều điếc hết rồi sao? Nhìn cái thân nghèo kiết của hắn kia, tỉ muội chúng ta sẽ không chọc được sao? Các nữ hài nhi đoàn tỉ muội đều đi về phía trước mấy bước, làm chỗ dựa cho Vương Tiểu Nguyệt. Nhanh ngăn các nàng lại, chớ hổ nháo nữa. Phượng Bảo Nam thô lỗ hất Tô Nhã ra. Tô Nhã cũng tức giận. Biểu hiện hôm nay của ngươi đã để cho ta rất thất vọng. Tô Nhã ta thật sự kém Kiều Linh Vận sao? Nếu cô đã hỏi rõ ràng, vậy thì ta cũng nói thẳng, cô xác thực không bằng Linh Vận. Các mặt cũng không bằng, nhất là đầu óc. Phượng Bảo Nam đụng cái chán chút. Ngươi lặp lại lần nữa. Giọng Tô Nhã đột nhiên lanh lảnh. Một tên nam tử cường tráng từ trong đám người đi tới, lấy ra trường đao chỉ vào Khương Phàm. Ta xem thường nhất là nam nhân đánh nữ nhân, ngoan ngoãn duỗi ra cánh tay, để cho ta chặt, cho Vương cô nương bất giận. Khương Phàm cười lạnh. Ngươi khẳng định muốn ra mặt, không sợ chết bên trên số tiền này. Tiểu tử, ngươi có chút không biết sống chết đấy. Nam tử giơ trường đao lên liền muốn giết đi qua. Loại ngu xuẩn như ngươi đây ta đều khinh thường để ra tay. Thánh viêm nổ tung dưới chân Khương Phàm, trong chốc lát đã phóng tới nam tử, vung lên trọng quyền hung hăng đánh vào mặt nam tử. Cánh tay này, ta nhận. Nam tử hô to, vung mạnh đao chém vào. Keng! Khương Phàm nâng trọng quyền thẳng đến lưỡi đao, lực bộc phát vượt qua năm tẩm ngàn cực cảnh đủ để dung chuyển núi đồi, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Trường đao áp chế hai tay nam tử nứt ra, mang theo máu tươi tràn ra ngoài. Lực bạo kích quá mức khủng bố, hai tay nam tử đều bỗng nhiên hất lên, thân thể mất khống chế mà lui lại. Khương Phàm phóng lên, một cái quét chân nhanh như thiểm điện, quất vào lồng ngực nam tử. Răng rắc giòn vang, xương ngực vỡ vụn, nam tử lui lại, thân thể lập tức mất khống chế, nện đến đám người phía sau. Oa! Nam tử giãy giụa lấy muốn đứng lên. Kết quả ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong lại còn hòa với chút thịt nát. Đại điện bỗng nhiên an tĩnh, tên thị vệ Kiều gia này thật hung ác. Vương Tiểu Nguyệt thét lên. Đều lên cho ta, cùng đánh, đánh cho đến chết. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Cô nương, cần thiết hay không? Gương mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Nguyệt đều đỏ lên, chỉ vào Khương Phàm hô to. Đều đánh cho ta, ta có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đánh cho đến chết cho ta. Nơi này không có nam nhân sao, không thấy được hắn đã đánh nữ nhân sao. Trong đám người đồng loạt đứng ra mười mấy tên nam tử. Ngươi, xin lỗi mấy vị cô nương. Khương Phàm cười lạnh. Dáng vẻ phách lối của nàng rất xấu, dáng vẻ nịnh nọt của các ngươi, cũng xấu. Ta bảo ngươi xin lỗi. Mười mấy tên nam tử trao đổi ánh mắt, lập tức đi qua phía Khương Phàm. Các ngươi không biết sống chết. Bọn thị vệ thiên cung đâu, chết ở đâu rồi? Đáy mắt Khương Phàm chợt hiện lên ta sắt lạnh, thánh viêm cuồng liệt lao ra, cuồn cuộn giữa không trung, hóa thành kim liên, to như kim sơn, va chạm trần nhà đại sảnh. Các nam tử hơi biến sắc, đều rõ ràng cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Ầm ầm, kim liên đột nhiên nở rộ, khí lãng cuồn cuộn, quét sạch đại sảnh. Vài trăm người bị hất bay ra ngoài, kêu thảm bay lên, chật vật chạy trốn. Ngọa tào, khốn kiếp, người bệnh sao, chúng ta trêu chọc ngươi sao? Ta chỉ nhìn náo nhiệt, người muốn đốt chết ta sao? Xin lỗi đi, chúng ta đâu có làm gì người, tóc của ta. Đại điện hỗn loạn, những tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Hỗn đản, y phục của ta. Ngươi là tên gia hỏa dã man,
ta phải giết ngươi. Tô Nhã và các nàng đều sụp đổ thét lên, quần áo bị đốt cháy khét, đầu tóc rối bời, chật vật không còn hình dáng. Bọn thị vệ thương hội thiên cung rốt cục xuất hiện, xua tan liệt diễm, vây quanh Khương Phàm. Ai bảo ngươi hồ nháo tại nơi này? Ngươi coi nơi này là diễn võ trường sao nhà ngươi? Thị vệ thiên cung cũng rất tức giận, chưa từng có ai dám ở chỗ này trắng trợn nháo sự, gia hỏa này lại dám phóng hỏa. Khương Phàm nói, trước đó khi bọn hắn muốn gây chuyện lại không được có thiên cung thị vệ đi ra, ta còn tưởng rằng nơi này không có người. Đội trưởng đội thị vệ quát tháo, bắt lại cho ta. Khoan đã, đều bắt cả bọn người Tô Nhã, ta sẽ phối hợp. Chỉ bắt ta, ra ta không hầu hạ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta là ai, đều được nói đạo lý. Thế giới này chính là không nói đạo lý như thế, ngươi sống đến lớn như vậy, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Ngươi muốn nói chuyện như vậy, cũng đừng trách ta càng không nói đạo lý. Tại thương hội thiên cung này, đạo lý là do chúng ta định ra, ngươi không có tư cách nói đạo lý, bắt lại cho ta. Bọn thị vệ kích hoạt linh văn, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Kết quả, một trận va chạm kịch liệt, 12 tên thị vệ tiến lên, 11 tên bay trở về, còn lại một tên bị Khương Phàm bóp cổ hung hăng đập xuống đất. Một đám hiếp yếu sợ mạnh. Khương Phàm vươn người đứng dậy, một gào tiếng, tiếng chu tước vang vọng khắp đại điện. Thánh viêm màu vàng cuồng dã quét sạch đại sảnh, bao phủ bọn thị vệ, đánh thẳng vào cột đá. Thánh viêm liên miên bất tuyệt, giống như núi lửa bộc phát, cuồn cuộn lại cuồn cuộn. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo cả không gian, nóng chảy cả cột đá, đốt cháy cả cửa sổ. Bảo điện oanh minh kịch liệt, cuồn cuộn liệt diễm từ dưới tầng dâng trào lên cả tầng thứ hai, tầng thứ ba, đụng nát cửa sổ, dâng trào ra bên ngoài. Những khách hàng phía trên đều không rõ tình huống, hỗn loạn tưng bừng.